trong quan tính giả của chuyện ngôn tình se hôm nay thu hệ xin gửi tới các bạn câu chuyện hôn nhân trí mạng gặp gỡ trường máu lạnh phần 2, tác giả kỳ hy yên nhớ like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình se để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé các bạn chú ý chuyện được đăng chính thức trên kênh truyện ngôn tình se tất cả các kênh khác đều là sao chép cắt ghép lại nên nội dung sẽ không chính xác các bạn nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ không gian ấm áp, thậm chí trong không khí mang theo mối hoa nhàn nhạt. Là nằm mơ sao hay là mình đã chết? Ninh tự thùy mở mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ, có chút đơn sơ, bàn ghế cũ rách, ga giường ố vàng, dường như vết bẩn giặt không sạch. Đây là chỗ nào? Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác trắng, thấy Ninh tự thùy tỉnh lại, không khỏi lộ ra nụ cười an tâm. Rốt của cô đã tỉnh Cô nằm lâu trong tuyết Hai chân lại bị thương nghiêm trọng Đứa nhỏ trong bụng lại không có chuyện gì Quả thật là một kỳ tích Ninh tự thủy khẽ lấy lại tinh thần Hiểu mình được cứu đến bệnh viện Ánh mắt mờ mịt máy giây mở miệng hỏi thăm Là ông đã cứu tôi Bác sĩ cười lắc đầu Là có người tốt bụng gặp cô hôn mê trong đống tuyết Đưa cô tới đây Cảm ơn Ánh mắt Ninh tự thủy cảm kích không thấy những người khác trong phòng không khỏi hỏi xin hỏi người tốt bụng kia vẫn còn chứ hắn đã đi rồi yên tâm hắn để lại chi phí đủ cho cô ở lại bệnh viện điều trị hai chân chờ đứa bé trong bụng cô ra đời bác sĩ trần an cô vận khí của cô thật tốt khóe miệng ninh tự thủy nâng lên nụ cười khổ như có điều suy nghĩ vận khí tôi tốt sao có lẽ vậy rời khỏi kỳ tra thần có lẽ đối với cô thật sự là một loại may mắn bọn họ vốn không phải là loại người cùng một thế giới tách ra điều tốt cho hai người tay sờ soạn đến bụng bác sĩ nói đứa bé không có việc gì khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc con ơi con rất kiên cường rất tuyệt mẹ kiêu ngạo vì con cô cần tôi thông báo cho người nhà không bác sĩ thấy cô mất hồn không nhịn được mở miệng hỏi nhìn cô chỉ có một mình rất đáng thương nhất là mang cái bụng bự, trừ bụng nhô cao, những nơi khác đều gầy yếu. Người nhà, Đinh tự Thủy lắc đầu, không có. Ly hôn với khi cha thần, mẹ không biết tùng thích, cô đã không có người nhà đến liên lạc. Bác sĩ thấy cô không muốn nhiều lời, mà bác sĩ than thở. Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi kiểm tra thân thể cho cô. Ninh tự thủy không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, cả người lâm vào trầm tư con đường sau này phải đi như thế nào người tốt bụng kia là ai tại sao lại xuất hiện trong trời tuyết lớn ở vùng ngoại ô yên tính tại sao phải cứu cô còn phải trả nhiều tiền thuốc thang cho cô y tá thay thuốc hai chân cô xong bác sĩ hoàng đi tới thấy vẻ mặt cô chuyển biến tốt an tâm nói hòa não hai chân cũng không có thương tổn đến xương bàn chân nhưng vết phòng bình thường nghỉ ngơi mấy tháng sẽ tốt thôi hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không lưu lại xẻo về mặt Ninh Tự Thủy hững hờ Không sao cả Gật đầu nói tiếng cảm ơn Chỉ cần hai chân không tàn tật Có sẹo hay không cũng không quan trọng Bác sĩ Hoàng thấy cô tinh thần vẫn không tốt Ánh mắt ra hiệu bảo y tá đi ra ngoài trước Kéo quay ghế ngồi bên sườn Mở miệng hỏi Mặc dù tôi nói con của cô không có việc gì Nhưng trời sinh thể chất của cô không tốt Đứa bé bị dày vỏ như vậy Mặc dù có thể giữ được Nhưng nếu cô điều trị không tốt Xem như đứa bé được sinh ra cũng có thể sẽ chết hoặc là bị tàn tật. Ninh Thự Thùy kinh hoàng, ánh mắt kinh ngạc, trừng to nhìn ông ta. Ông vừa nói gì? Nếu cô không muốn đứa bé có chuyện, thì điều trị thân thể thật tốt, điều chỉnh cảm xúc của mình. Bác sĩ Hoàng biết cô nghe, cũng không nói lại nữa, mặc dù không biết cô gái này sẽ ra chuyện gì, nhưng ông ta khẳng định cô muốn sinh đứa bé này, nếu không sẽ không vất vả chống đỡ như vậy. Có phải chỉ cần tôi nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần tôi ngoan ngoãn phối hợp điều trị đứa bé sẽ không có việc gì hay không ninh tự thủy đưa tay níu lấy ống tay áo của ông ta trong ánh mắt yếu đuối đều là khẩn cầu cô không thể mất đi đứa bé này đó là sợi dây liên lạc cuối cùng giữa cô và kia cha thần đứa bé vô tội bác sĩ hoàng gật đầu bắt được tay của cô đặt trong chân ấm áp an ủi yên tâm tôi sẽ cố hết sức cảm ơn ông Lời nói chân thành, ánh mắt tràn ngập biết ơn làm cho ánh mắt của bác sĩ Hoàng nhấp nháy, nhưng không để lại dấu vết, cười to thu tay lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đêm lặng lẽ buông xuống, trên giường bệnh, Ninh tự thủy chăn trọc chờ mình, không cách nào ngủ được. Trong bóng đêm mở hai mắt ra, trong con người đen như mực không cách nào che giấu bi thương. Chưa từng mở đèn, nhưng cả mắt mở to đau thương, nhìn một điểm nào đó trong bóng tối, hai hàng lệ chảy xuống không tiếng động hai tay bông thòng lặng lẽ nắm chặt cố nén tiếng nước nở trong đêm tối nhưng vẫn có vẻ rõ ràng con ơi có phải mẹ rất không có tiền đồ hay không dường như tay vẫn tìm được điểm rơi xoa nhẹ trên bụng đầu ngón tay khẽ xôn nhẹ nhàng sẽ qua tâm linh mà cô gửi gắm nước mắt càng không chút kiên kỵ tuôn ra dường như muốn tìm một nơi để thổ lộ cánh môi ninh tự thủy tiếp tục lẩm bẩm nói Mẹ rất nhớ cha của con Con ơi Có phải con cũng nhớ đến cha như mẹ hay không Con ơi Chắc chắn cha muốn mẹ đúng không Cha đã từng đối xử với mẹ rất tốt Nhưng vì hiểu lầm mẹ Cho nên cha phải đối xử với mẹ như vậy Cha chỉ muốn phát tiết tức giận Mới có thể trả thù mẹ Con ơi Cha sẽ tìm đến chúng ta Nhất định sẽ tìm đến chúng ta cha vẫn chưa suy nghĩ ra chúng ta chờ một chút nhất định cha sẽ tới không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ cùng với tiếng nước nở của ninh tự thủy vang lên ninh tự thủy nghẹn ngào không thể kìm nén nổi phun ra từng chữ mang theo đau buồn sâu sắc rốt cuộc không biết là xoa dịu đứa bé có chút khó chịu trong bụng hay đang xoa dịu trái tim không biết làm thế nào để tin tưởng của cô Cô cho rằng trái tim đã chết, tuy nhiên, nó không cách nào khống chế được mình nhớ đến hắn. Cô biết, cô sẽ không có tiền đồ, nhưng cô làm sao có thể quên hắn đã từng đối xử tốt với mình. Cô không nhịn được, đưa ra nhiều lý do, hắn đã từng đối xử tốt với cô. Cuối cùng, từ trong đáy lòng, không có cách nào hạ quyết tâm vứt bỏ người đàn ông kia. Biết rất rõ tất cả là tự mình dối mình, nhưng nếu không như thế, thậm chí cô không biết mình có thể kiên trì nổi hay không có thể vì đau lòng mà chết hay không hắn kỳ cha thần người đàn ông một tay che trời chỉ cần hắn muốn trên thế giới này sẽ không có chuyện gì mà hắn không thể nắm giữ trong lòng bàn tay huống chi là tin tức một người cho dù nơi này rất vắng vẻ nhưng chỉ cần hắn muốn nhất định hắn sẽ tra ra được hơn nữa cô mất tích trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được nhưng cuối cùng hắn vẫn chờ tới Hắn thật không muốn mình nữa sao Hắn làm sao không muốn mình Hắn làm sao không muốn mình Khóe mắt chưa khô Một lần nữa bị nước mắt bao phủ Ninh tự thủy một tay vuốt bụng Mổ tay dùng sức nắm chặt cái chăn thân thể không ngừng rôn dày Nơi trái tim bị mình đột ngột Xé toác một vết thương rất lớn Máu tươi đầm đìa Đau nhức làm cho cô hít thở không thông con ơi, chúng ta phải cố gắng, cùng nhau cố gắng. Chỉ cần con ra khỏi bụng mẹ, mẹ có thể làm cho cha con biết mẹ thật rất yêu cha con. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tha thứ lỗi lầm cho cha được không? Bởi vì chúng ta cũng rất yêu cha phải không? Cố nén nước mắt, Ninh Tự Thủy nở nụ cười. Hiện tại, điều duy nhất có thể làm cho cô kiên trì chính là sinh đứa bé. Chỉ cần sinh ra đứa bé, có thể chứng minh cô chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, có thể xóa bỏ hiểu lầm, có thể trở lại bên cạnh hắn. Ninh tự thủy, không có gì là không chịu đựng được, có đứa bé, còn có gì không chịu đựng được. Cố gắng muốn cười, nhưng càng làm cho nước mắt tuôn ra mãnh liệt. Cho dù xoa dịu mình như thế, nhưng trong lòng không tránh khỏi trống rỗng và đau đớn. Cô thật rất khổ sở. Không biết Ninh Tự Thủy khóc đã bao lâu, rốt cuộc vô cùng mệt mỏi, hai mắt nhắm lại nén nước mắt chìm vào trong hương vị ngọt ngào trong nháy mắt một tuần lễ trôi qua mỗi ngày dường như ninh tự thủy muốn em cái gì có thể nhét vào trong dạ dày toàn bộ cố gắng nhét vào rất cố gắng rất nỗ lực muốn ăn hết cô muốn đứa bé khỏe mạnh muốn cho mình khỏe mạnh bởi vì chỉ cần đứa bé sinh ra cô có thể chứng minh mình lý tưởng và thực tế luôn cách nhau quá xa Mỗi ngày Ninh Tử Thủy đều nỗ lực ăn như vậy Nhưng chỉ cần thức ăn vào dạ dày Cuối cùng cũng sẽ không kiềm chế được phun ra ngoài Rõ ràng rất cố gắng Rõ ràng nên đầy đạn Nhưng cô càng ngày càng gầy gò Ngồi trước gương Ninh Tử Thủy nhìn thân thể của mình Dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã So với lúc trước Dường như mình gầy hơn Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng Mơn trên khuôn mặt thái nhợt Không có chút huyết sắc Ngón tay kéo nhẹ giữa hai gò má Không có một chút thịt để kéo ra Một chút mượt mà cuối cùng Cũng biến mất không thấy Đáy mắt đỏ ngầu vì vừa nôn Khóe mắt còn đọng lại nước mắt Giống như một người phụ nữ Bị chồng dùng bỏ Dùng bỏ Hai chữ này rõ ràng đâm mình bị thương thân thể mỏng manh của Ninh Tư Thủy Không khỏi rôn dày Ninh Tư Thủy Tại sao cô cũng có tiền độ như vậy Cô có biết nếu cô tiếp tục như vậy nữa Đứa bé không thể khỏe mạnh Lớn lên hay không Tại sao cô không có tiền đồ như vậy Tay để trên bồn rửa mặt Dùng sức nắm chặt Ninh tự thủy dùng sức cắn chặt cánh môi Hận nhìn thấy mình ở trong gương nhợt nhạt Tiểu tụy Rõ ràng cô muốn hồng hào Rõ ràng muốn trắng mập Rõ ràng đã rất nỗ lực Tại sao lại không thể Tại sao ngay cả cái này cũng muốn chống đối cô Rốt cuộc muốn cô làm thế nào muốn cô làm thế nào thân thể từ trên xe lăn dần dần trượt xuống nên tựa thủy quỳ khối trên mặt đất lạnh lẽo nước mắt cũng không để nén nổi nữa chào ra cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực ăn rất cố gắng rất cố gắng không để cho mình bi thương rất cố gắng rất nỗ lực muốn cho mình kiên cường chống đỡ nhưng tại sao tại sao không có một chút hiệu quả nào càng ngày cô càng gầy càng ngày càng suy yếu ơ à, bị đè nén quá lâu ninh tự thủy cũng không thể kiềm chế nổi nữa Phá ra một tiếng thét chói tai vung tay lên đèn tất cả đồ vật gạt văng trên đất bàn tay nhỏ bé nặng nề rủ xuống chẳng qua già sức một chút liền đổi lấy thở hồng hộc bàn tay nhỏ bé lại vỗ mạnh trên mặt đất dường như muốn dùng thân thể đau đớn xóa đi trái tim rách nát đau đớn và bất lực của mình dường như không cảm thấy đau so với đau lòng cuối cùng có đáng gì bà vai run rẩy nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất động lại từng giọt nước mắt ninh tự thủy bị đè nén một tuần lễ nước mắt giống như dây chân trâu bị đứt mảnh liệt rơi xuống lách cách y tá trẻ đợi bên ngoài có chút lo lắng ninh tiểu thư cô làm sao vậy y tá trẻ xông tới nhìn thấy ninh tự thủy ngã quỳ trên mặt đất sợ hãi lập tức chạy tới muốn đỡ Ninh Tử Thùy lên nhưng không biết hồi sức từ đâu Ninh Tử Thùy dùng sức đẩy y tá trẻ ra gầm nhẹ đừng đụng tôi đừng lo cho tôi cũng không muốn chăm sóc tôi cô vô dụng như vậy không đáng giá để người khác giúp cô Ninh tiểu thư tôi nói đừng lo cho tôi Ninh Tử Thùy ở chỗ này hơn một tuần lễ cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng qua lại với người khác Ninh Tự Thùy vẫn dịu dàng lễ phép đối đãi với người khác trong lúc nhất thời lời giận của cô khiến y tá trẻ ngần người tại chỗ không biết nên làm gì sững sờ trong đầu chỉ có một ý niệm thoáng qua ninh tiểu thư bị làm sao nếu không thân thầy không khỏi run lên ninh tự thủy cúi thấp đầu cũng không phát hiện y tá trẻ khác thường tiếng bước chân sau lưng rời đi ninh tự thủy tự giễu cười một tiếng chính xác cô không đáng giá đến bất cứ ai đối xử tốt với cô cô biết không nên nổi giận với y tá trẻ dù sao ở chỗ này Bọn họ đối xử với cô tốt như thế Làm cho cô cảm thấy trên thế giới này Vẫn có người tốt Nhưng cô không được tức giận Cô thật hận mình Rốt cuộc cô muốn hành hạ mình Hay đang hành hạ con của cô Tại sao cô muốn giữ đứa bé nữa Vậy rất đơn giản Bây giờ tôi lập tức sắp xếp phẫu thuật cho cô Lấy nó ra Cô như vậy chỉ là người khác khi dễ cô Nhưng không có bất cứ ai đồng tình với cô Là ai nói muốn chăm sóc thân thể cho tốt là ai nói muốn đứa bé khỏe mạnh ra đời Mà bây giờ thì sao Ninh tự thủy Cô thật làm cho người ta thất vọng Bác sĩ Hoàng đi tới Cũng không lập tức tiến lên kéo Ninh tự thủy quỳ trên mặt đất Mà đứng bên cửa Lạnh lùng nhìn cô Ông ta không biết vì sao lại tức giận Nghe y tá trẻ lo lắng giải thích Cơn giận của ông ta xông lên Cũng không phải là vì cô như vậy Rất có thể sẽ làm cho ông ta Mà tức giận đối với hành vi của cô Tức giận cô không biết quý trọng mình không nhịn được tức giận. Ông cho rằng tôi không muốn sao? Tôi đã cố gắng để cho mình khỏe mạnh. Nhưng ông nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Thân thể Ninh Tự Thủy cứng đờ, nước mắt dừng lại trong gốc mắt, dừng lại mấy giây, đột nhiên quay mặt sang. Nước mắt giàn rụa rắt trên khuôn mặt tái nhợt, vì dùng sức, bị cắn rách, trên cánh môi máu tươi tuôn ra. Bàn tay nhỏ bé vì động mạnh xuống đất mà nứt ra, máu tươi đang theo nhau nhỏ xuống thân thể theo lời nói kích động mà run rẩy lời nói phun ra bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi kéo trên mạch của mình kéo trên người của mình thân thể không có mấy lạng thịt có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng và vô lực của cô chỉ vì vậy mà cô buông tha chỉ một tuần lễ mà cô đã buông tha vậy tầm quan trọng của đứa bé này với cô cũng chỉ có kiên trì một tuần phải không chứ đến cuối cùng tại sao cô biết không thể vậy từ trước đến giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới kiên trì tất cả chỉ là nói xuông Cô là một người mẹ hèn yếu Ninh tự thủy Cô có biết hay không Bộ dáng của cô sẽ làm cho con của cô cũng chán ghét cô Bởi vì bộ dáng này của cô Không xứng là mẹ của nó Bác sĩ Hoàng cũng không sợ Làm đau Ninh tự thủy Đột nhiên xài bước đi tới Kéo Ninh tự thủy lên Sau đó dùng sức giữ chặt cầm Ninh tự thủy Để cho Ninh tự thủy nhìn vào trong gương trước mặt Nhìn khuôn mặt ông ta tràn đầy tức giận Và bộ dáng bây giờ của mình Tôi... Ninh tự thủy nghẹn ngào Nhìn khuôn mặt trắng nón của mình tràn đến máu tươi kinh khủng Bàn tay nhỏ bé bị thương rú xuống ở nơi nào Cả người giống như bất cứ lúc nào có thể ngất đi Tại sao cô muốn hành hạ mình như vậy Cô hành hạ mình Không phải tương đương hành hạ đứa bé sao Ninh tự thủy Rốt cuộc cô đã làm gì Xem như ăn bị nôn ra Có thể tiếp tục ăn Cho đến khi không phun ra mấy thôi Mới một tuần lễ mà thôi cứ thế từ bò sao sự kiên cường của cô đâu rồi kiên trì đâu rồi vậy cô thật sự muốn buông tha kỳ cha thần sao cô yêu cũng chỉ có như vậy sao không không cô không thể buông tha cô phải kiên trì coi như khó hơn nữa cô cũng phải kiên trì bác sĩ hoàng giúp tôi chuẩn bị ăn tôi muốn ăn khuôn mặt rưng rưng nở nụ cười sau đó nhìn bác sĩ hoàng không nói lời xin lỗi bởi vì cô biết Người có thể nói với cô như vậy Nhất định là người thật lòng quan tâm cô Mới có vẻ mặt thất vọng và đau buồn này Điều ông ta muốn không phải là xin lỗi Mà là cô tiếp tục kiên cường Không phải bộ dạng Vì một chút xíu khó khăn liền buông tha Thái độ bác sĩ Hoàng dịu lại Nhìn khuôn mặt Ninh Tự Thủy Lại bừng lên hy vọng Khóe miệng cũng không lập tức che giấu Lại lùng đói Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng Ninh Tự Thủy nếu như lại có lần tiếp theo Đừng mơ tôi sẽ tiến hành bất kỳ điều trị nào cho cô và đứa bé Cô không biết quý trọng mình Cũng không có bất kỳ ai sẽ quý trọng cô Lập tức dọn dẹp bộ dạng giống quỷ một chút Sau đó ra ngoài ăn Buông tay đem ninh tự thủy ném lên xe lăn Sau đó xoay người đi tới bên cạnh cửa Rõ ràng thở vào nhẹ nhõm mắt ra hiệu cho y tá trẻ Y tá trẻ lập tức đi tới bên người Ninh Tự Thủy Sau đó cầm khăn lông sạch sẽ Giúp Ninh Tự Thủy lau người Bằng bó tay bị thương thật xin lỗi mới vừa Ninh Tự Thủy nhìn y tá trẻ nhiệt tình cẩn thận giúp mình lau và băng bó nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình tràn đầy công kích và tổn thương trên mặt có chút áy náy cô lại đem tức giận của mình giận chó đánh mèo chốt lên người khác nhưng người ta không có bất kỳ ý muốn trách cứ cô không có việc gì chỉ cần cô có thể khỏe mạnh những thứ khác đều không quan trọng y tá trẻ cười ngọt ngào cắt đứt lời Ninh Tự Thủy vừa nghiêm túc băng bó nụ cười ngọt ngào trên mặt làm cho trái tim không ấm áp của ninh tự thủy tràn vào một chút ấm áp trên thế giới này vẫn có người tốt người tốt gặp được việc tốt cô nên tin tưởng xem như cố gắng không nhất định có thể đạt được kết quả mình mong muốn nhưng không cố gắng nhất định không thể có kết quả đáy mắt thoáng qua quyết tâm ninh tự thủy đây là lần cuối cùng mặc kệ khổ sở bao nhiêu mặc kệ khổ cực như thế nào cô cũng phải kiên trì bởi vì chỉ cần kiên trì mới có hy vọng về sau đừng tổn thương mình như vậy nữa trên thế giới này nếu như mình cũng không thương mình vậy thì còn ai thương mình đây thân thể do cha mẹ sinh ra đừng tùy ý gây tổn thương cho mình biết không tốt lắm băng bó xong tôi để cô đi ra ngoài ăn chút gì đó tin là đứa bé nhất định rất đói rồi cẩn thận nó kháng nghị Y tá trẻ vừa đẩy Ninh Tự Thủy vừa cười ngọt ngào nói bàn tay băng bó của Ninh Tự Thủy nhẹ nhẹ vuốt bụng đứa bé vẫn ngoan ngoãn không có kháng nghị gì cô làm thương tổn mình và đứa bé như vậy đứa bé cũng vẫn ngoan có đứa bé quan tâm bác sĩ và y tá đối với mình thật tốt cô vẫn muốn nổi điên làm gì Ninh Tự Thủy ngoan ngoãn từng lần một ăn những thức ăn dinh dưỡng kia từng lần một vào trong phòng tắm nôn ra cứ như thế vòng đi vòng lại rốt cuộc sau khi nhét vào trong bụng mình một chút thức ăn cả người đã hoàn toàn không có hơi sức nằm trên giường suy yếu khác thường rất tốt tiếp tục cố gắng cuối cùng trên mặt bác sĩ hoàng có nụ cười cười động viên ninh tự thủy ninh tự thủy suy yếu nở nụ cười tay vỗ trên bụng chân thành nói cảm ơn cô biết tôi muốn không là ai chữ này bác sĩ hoàng nhớn mày bộ dáng như là cô hiểu được trèo chọc Ninh tự thủy không nhịn được cười ra tiếng thật ra cô vẫn rất hạnh phúc không phải sao chỉ cần kiên trì cô nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc ừm tôi sẽ cố gắng ninh tự thủy gật đầu quả quyết bàn tay đặt trên bụng càng thêm dùng sức mấy phần đáy mắt kiên quyết của bà mẹ mang thai đứa bé là bộ dáng xinh đẹp nhất bác sĩ hoàng không khỏi nhìn một giây sau khi phát hiện lập tức rời đi ánh mắt hò khan một tiếng nói Cô nghỉ ngơi cho tốt Tôi còn có một số việc phải bận rộn Không đợi Ninh Tư Thùy nói gì nữa Đã xoay người rời đi Ninh Tư Thùy nhìn cánh cửa khép lại Khóe mẹ nhẹ nhàng nâng lên nụ cười Tay dịu dàng vuốt bụng Từng chữ từng câu nói Con ơi Con phải tin tưởng mẹ Mẹ nhất định sẽ kiên trì Mẹ bảo đảm Đây là lần cuối cùng Mẹ tuyệt đối sẽ không tự giận mình nữa Mẹ sẽ ngoan ngoãn Con cũng phải ngoan ngoãn nha cùng mẹ kiên trì cùng nhau chờ ánh bình minh màn đêm lặng lẽ buông xuống đêm đến ninh tự thủy ngủ an ổn rất nhiều thời gian trôi qua ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bắt đầu có hoa tuyết bay ánh sáng màu trắng bạc chiếu sỏi vào trong phòng bệnh kéo dài một bóng dáng thật dài trên giường ninh tự thủy tiếp tục an ổn ngủ cho đến khi bóng dáng kia biến mất không thấy nữa ninh tự thủy ngủ trên giường hơi thở từ từ thiếu an ổn thân thể bắt đầu lo lắng dễ rụa trên vầng trán mịt giọt mồ hôi tuôn ra kỳ cha thân cánh môi mềm mại thốt ra ba chữ khắc vào trong lòng thì cả người ninh tự thủy từ trên giường ngồi dậy thở hồn hền cô nằm mơ thấy kỳ cha thần nằm mơ thấy hắn đến thăm mình hơn nữa mỉm cười thật dịu dàng với mình nhưng trong lúc bất chợt nụ cười kia biến thành nụ cười gay nghiệt lại lùng nhìn cô không ngừng nói ninh tự thủy mang theo nghiệt trùng chết chúng đi cô liều bạn muốn giải thích, liều bạn muốn kéo hắn lại, nhưng hắn chạy càng lúc càng xa. trong lòng trống giống cảm giác rất lo lắng. tay Ninh tự thủy chặn ngực, cố gắng hít thở sâu. muốn đè xuống cảm giác không tốt, nhưng càng muốn đè nén thì càng không có cách nào đè nén. không biết từ nơi nào gió lạnh thổi tới làm cho cả người lạnh lẽo. đinh tự thủy dùng mình một cái kéo tấm chăn ra, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại khép lại rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại giống như một quả chùy đập vào trong lòng Ninh Tự Thủy, khiến cho Ninh Tự Thủy không khỏi chấn động. Cửa tại sao mở ra? Kỳ cha thân. Không biết vì sao, trong đầu thoáng qua ba chữ này, càng nghĩ, càng cảm thấy trong không khí đều là mùi vị của kỳ cha thân lưu lại. Loại cảm giác đó bắt đầu mãnh liệt lan tràn trong lòng. Là hắn, nhất định là hắn. Trừ hắn ra, sẽ không có người nào cho mình cảm giác mãnh liệt như thế sẽ không để cho tim của mình có rút nhanh như vậy kỳ cha thân chờ tôi một chút giống như bị trúng tà ninh tự thủy bị thương tay nhanh chóng vén chăn lên cũng không kịp nghĩ là vết thương của mình bị thương thêm càng không quản đến đau đớn trong lòng chỉ có một suy nghĩ cô muốn chạy đuổi theo cô muốn đuổi kịp kỳ cha thân tại sao rõ ràng đến thăm mình cũng không cho mình biết hắn vẫn quan tâm cô có đúng không nhất định là như vậy hắn sẽ không nhận tâm với cô như vậy cô vẫn tin tưởng dùng sức hít hít lỗ mũi lúc ninh tự thủy một chân giẫm trên đất đau đớn quấn tới khoang tim ninh tự thủy hít vào một hơi đau quá nhìn xe lăn một bên ninh tự thủy khẽ cắn răng cô đã không có thời gian dùng cái đồ rất chậm kia dùng sức thở ra một hơi ninh tự thủy nhắm hai mắt lại hạ quyết tâm hai chân hoàn toàn bước lên mặt đất. Khi hai chân bị thương dẫm lên trên đất thì từng trận đau đớn thấu xương làm cho Ninh Tự Thủy muốn gất xỉu, thật sự rất đau. Có chất lòng ướt dính từ vết thương dưới lòng bàn chân trào ra, Ninh Tự Thủy đã không để ý lời bác sĩ Hoàng nói. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đuổi, cô không thể để cho kỳ cha thần rời đi như vậy. Cô muốn ngay trước mặt của hắn, hỏi hắn, nếu quả thật không quan tâm mình, tại sao đêm khuya lén lén đến thăm mình. Một bước, hai bước, ba bước. Ninh tự thủy gian nan bước ra ba bước. Trong nháy mắt, máu ướt tấm vải màu trắng quấn trên chân. Tấm vải màu trắng trong nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Mép xương ba bước cũng lưu lại một vết máu thật sâu. Bước đầu tiên đau quét xương. Bước thứ hai đau cắt thịt. Bắt đầu bước thứ ba. Có lẽ đã không còn đau như vậy nữa. Bước chân cũng bắt đầu không khỏi tăng nhanh rất nhanh kéo cửa ra cũng không còn kịp mặc áo khoác lúc kéo cánh cửa gió rét lạnh lập tức luồn vào trong xương ninh tự thủy dùng mình một cái bước chân không dừng lại nhảy ra khỏi cửa phòng trong tuyết bay cả mắt ninh tự thủy lo lắng nhìn về phía ngoài phòng bệnh lảo đảo nghiêng ngả đi trên hành lang vội vàng bước ra ngoài mấy phút sau một đường vệt máu thật dài rốt cuộc ninh tự thủy đi tới trước sân phía ngoài khi Ninh tự Thủy nhìn thấy trong sân lưu lại một hàng dấu chân không đồng nhất, thì đáy mắt lập tức tràn vào một chút nóng bức, đủ để đả thương người. Quả thật là hắn, quả thật là hắn, kỳ cha thân. Gần như không chút so dự, cái gì đau đớn, cái gì giá rét. Ninh tự thủy cũng không cảm giác được, cũng không để ý máu đỏ thấm phía dưới, chân không đạp đi, bước chân nóng hừng hực, bước đi trong tuyết. Lập tức y lại vết máu rất sâu, gió lạnh luôn vào cổ và vết thương trên chân vô cùng bỏng rát. Thân thể Ninh Tự thùy mất thăng bằng, bước đầu tiên đã ngã vào trong tuyết. Trên tay lạnh lẽo, thân thể mất hơi ấm, Ninh Tự Thủy thơ hồn hền, không biết lấy hơi sức từ đâu. Dùng sức, chống người đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, cất bước, bắt đầu tăng nhanh bước chân, trong tuyết lưu lại một dấu vết máu chói mắt. Tiếng động cơ xe phát động trong đêm tối vang lên, linh hồn ninh tự thủy càng giống như bị níu kéo điên cuồng chạy lên phía trước gần gần ninh tự thủy càng đi nhanh hơn rốt cuộc đi ra bệnh viện ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía bên ngoài cửa bệnh viện chiếc xe màu đen bóng trong tuyết trắng nhanh chóng biến mất chỉ để lại một vết xe thật dài in trên mặt tuyết nói cho cô biết thật sự có người đến bầu trời để bông tuyết bay tán loạn rơi vào trên tóc cô trên y phục dính vào lông mi một lớp màu trắng giống như là người tuyết kỳ cha thần kỳ cha thần giọng nói ninh tự thủy đang run rẩy nhấc chân muốn tiếp tục đuổi theo ai ngờ nhấc chân mức đầu tiên dưới chân mềm nhũn đau đớn cả người ngã xuống mặt tuyết thật dày không còn hơi sức bò dậy bông tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ xinh đẹp trói mắt giá bốt làm chết lặng thần kinh của cô không cảm thấy dưới chân đau đớn chút nào kỳ cha thần anh tới thăm tôi Tại sao không để cho tôi biết Tại sao không để cho tôi gặp anh Nước mắt tràn mi ngẩng đầu lên Ánh mắt nhìn chòng trọc theo phương hướng kia Khuôn mặt vui sướng và hy vọng Trong tay nắm một khối tuyết Khóe miệng khẽ dơ lên Nở nụ cười hạnh phúc Như kẻ ngốc lầm bẩm Là hắn là kỳ cha thân Là hắn đến thăm mình Hắn còn quan tâm mình Hắn không có Tiếng nói càng ngày càng suy yếu Câu nói còn sót lại chưa nói xong thân thể kể liệt rôn dày mí mắt nặng nề tối sầm lại cả người vừa ngã vào trong đống tuyết hôn mê bất tỉnh bão tuyết vẫn nổi lên chú sướng trên người cô bao trùm lên lớp tuyết trắng thất mỏng tuyết mỏng rơi vào trên người cô hòa tan thành nước lạnh lẽo ướt đẫm y phục thật mỏng đêm thật yên tĩnh cô nằm trong tuyết trong lòng tràn đầy chờ mong và hạnh phúc hắn vẫn còn quan tâm mình lán cứu mình nhất định là như vậy kỳ trà thần Cuối cùng tôi tin tưởng Anh sẽ không tuyệt tình với tôi như thế Tôi tin tưởng Đồng hồ báo thức cổ xưa Phát ra tiếng điểm báo giờ Tiếng kêu cô đơn không ngừng vang vọng trong phòng khách Đèn thủy tinh đã tắt Chỉ để lại một chiếc đèn bàn màu vàng Trong phòng không khí ấm áp Nhưng tính lạc đáng sợ Dương Lưu Vân cởi giày ra Cuộn người vô trên ghế lông. Máy móc nghiêng đầu những con số đang chạy trên đồng hồ báo thức Ánh mắt không khỏi ảm đạm đã chi thế này Tại sao thần vẫn chưa về Ngoài phòng tuyết rơi lớn như vậy Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Lúc thần đi ra ngoài quên mang theo điện thoại di động Ngay cả đường dịch yêu cũng không mang theo trên người Trễ như thế không trở lại Cô thật sự rất lo lắng Chợt cửa mở ra Gió bắc nhân cơ hội trôi vào Bóng sáng chưa vào trong phòng Trên áo khoác rơi vào một lớp bông tuyết trắng Lạnh thấu xương Gặp phải không khí ấm áp Bút chốc hỏa tan còn mắt Dương Lưu Vân nhất thời lóe sáng Giày cũng không mang vào Vội vàng chạy thật nhanh tới trước mặt của hắn Thần, rốt cuộc anh đã trở về Kỳ trà thần thay giày Cười áo khoác ngoài, gật đầu Ánh mắt rơi vào chân cổ cô Giọng nhàn nhạt, nhạt nói Trễ như thế, tại sao không nghỉ ngơi Em đã thấy khuya anh còn chưa trở về Rất lo lắng, không ngủ được Anh trở về là tốt Dương Lưu Vân một tay giúp phủi đứa bông tuyết trên tóc hắn Lúc đến gần hắn lại nghe thấy trên người của hắn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, nhạt, Trên người của thần tại sao có mùi nước sát trùng, tại sao hắn phải đi bệnh viện. Trong lòng có một loại cảm giác lo lắng, bộ dạng giả vờ như thuận miệng. Đúng rồi, tại sao trễ thế này anh mới về, anh nghiêu cũng không mang theo bên người. Ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm thế nào? Kỳ trà thần bắt được tay của cô đặt trên cánh tay của mình, giữa hai lông mày cất giấu một chút mệt mỏi, nhỏ giọng Chỉ là xử lý một chút chuyện của công ty, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút bàn tay thuận thấy vuốt tóc của cô khóe miệng nhàn nhạt, nhạt cưng chiều dương lưu vân khéo léo gật đầu đối với hắn nở nụ cười được vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút không nên để mình quá mệt mỏi kỳ trả thần không nói gì thêm nữa quay người đi lên lầu dương lưu vân đứng tại chỗ ánh mắt đưa bóng lưng cao lớn của hắn lên lầu nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất thần rõ ràng đáp hắn qua loa với mình nếu như xử lý chuyện của công ty tại sao không mang theo đường dính yêu bên người hắn đang giấu giếm mình đi đâu làm chuyện gì kể từ khi ninh tự thủy rời đi thần vẫn không khác gì lúc trước cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều thần có thể động ác để cho cô ta đi trên than lửa buộc cô ta cười y phục trước mặt mọi người không thể nào lưu tình với cô ta có lẽ thần đi bệnh viện thật sự có chuyện xử lý thuộc vũ yên không phải là làm việc ở bệnh viện sao thần có thể đi tìm hắn đấy nghĩ như vậy trong lòng Dương Lưu Vân hơi yên tâm lại chờ mãi mới đến lúc Ninh Tự Thủy chủ động đưa ra yêu cầu rời đi cô không muốn xuất hiện biến cố gì nữa chỉ cần Ninh Tự Thủy rời đi chỉ cần mình vẫn canh giữ ở bên người thần tin tưởng một ngày nào đó thần sẽ bị mình cảm động cầm một ly trà an thần lẽ ra muốn đưa cho thần uống nghỉ ngơi tốt lúc đi tới hành lang lại không nghĩ nhìn thấy thần một mình từ lầu ba đi xuống nhất thời cảm thấy kỳ quái phòng ngủ thần ở lầu hai tại sao hắn phải đi lầu ba theo bản năng dương lưu vân không lập tức tiến lên mà đứng tại chỗ chờ mắt nhìn kỳ trà thần đi vào gian phòng của ninh tự thủy ở cửa phòng không đóng lại lộ ra một khe hở mượn ánh đèn nhìn thấy thần ngồi trước bàn trang điểm ngón tay không tự chủ nắm ly trà thật chặt cắn chặt môi của mình ánh mắt trong bóng đêm có mấy phần dữ tợn vẻ mặt âm trầm đáng sợ lòng tràn đầy không cam lòng và không hiểu tại sao có thể như vậy tại sao đêm hôm khuya khoắt thần vào phòng của ninh tự thủy nếu như hắn thật sự tuyệt tình với Ninh Tự Thủy Tại sao còn phải cầm trái đào Ninh Tự Thủy thích nhất Chẳng lẽ thần không có tuyệt tình với Ninh Tự Thủy Trong lòng nhất thời hoảng loạn Nếu thần thật chắn ghét cô ta Nên đem đồ Ninh Tự Thủy đã dùng qua Tiếp xúc qua Sớm vứt toàn bộ mới đúng Tại sao có thể cất giữ tốt như vậy Tại sao lúc nửa đêm canh ba Một mình ngồi trong phòng của cô ta Thần đang nhớ đến Ninh Tự Thủy sao Hắn còn nhớ nhung Ninh Tự Thủy khóe miệng dương lưu vân xẻ qua nụ cười châm chọc tại sao bọn họ có thể như vậy bóng đêm trầm mê ánh đèn trên không rơi vào bóng dáng cao thẳng của hắn ngồi trước bàn trang điểm nhìn vật phẩm cô đã dùng qua không khỏi mất hồn gian phòng này là nơi cô ở lần cuối cùng trong không khí dường như vẫn còn giữ lại hơi thở của cô giống như ôm ấp quanh mình tay không nhịn được nhặt cây lược gỗ trên bàn trang điểm mà cô thích nhất trước kia cô thích nhất ngồi dưới gương từ từ cắt tỉa mái tóc đen thật dài của mình hắn cũng từng giúp cô cắt tỉa mềm mại như tơ giống như đoạn gấm lụa đầu ngón tay xuyên qua mái tóc của cô dường như cũng có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể cô càng lúc càng lên cao vẻ mặt tái nhợt chợt lóe lên trong đầu cho dù là trong giấc mộng cô cũng nhíu chặt mày giống như có tâm sự nặng nề cắn môi dưới giống như đứa bé quật cường hắn nắm giữ động tính mỗi ngày của cô biết tình trạng thân thể của cô cũng biết đứa bé kia thiếu chút nữa đã mất nhưng hắn hao phí rất nhiều tâm tư như vậy tại sao phút cuối cùng lại buông tha nhìn về mặt lạnh lẽo của mình trong gương đường nét sắn sỏi cầu có lạnh lùng và kháng cự nhưng đáy mắt có chút thương hại thương hại đôi môi mỏng bàng tình không khỏi nâng lên nụ cười tự diễu soi mình trong gương lắc đầu không thể tại sao mình có thể có lòng thương hại với một người phụ nữ như vậy tại sao hắn có thể có lòng thương hại với cô gái kia trên mặt nở nụ cười rất thê lương, không thua đáy mắt, nắm chặt cây lược gỗ, dùng sức rất lớn, răng lược đâm thùng ra thịt của hắn, màu máu đỏ tươi tràn ra, nhiễm đỏ lòng bàn tay, ẩm ướt, nhớp nhúa, gân xanh trên tay cũng nổi lên, dùng sức nắm chặt, giống như cầm một thanh kiếm sắc bén, tự làm thổn thương mình. Rắc, tiếng vang nặng nề phá vỡ yên tĩnh, cuối cùng cây lược gãy thành hai đoạn, cũng như trái tim hắn đã sớm vỡ thành hai nửa, chắp vá không hoàn chỉnh quan hệ giữa bọn họ cũng như cây lửa gỗ này hoàn toàn đoạn lìa bất luận dùng biện pháp gì cũng không cách nào chữa trị vết nước đó không có gì có thể chữa trị liên lạc một phụ nữ phản bội tôi không xứng đáng để tôi thương hại kỳ trà thần soi mình trong gương lạnh giọng nói khi bị hành vi của mình lại có thể đi bệnh viện nhìn cô lại có thể có chút mềm lòng với cô đứng lên một tay chống trên bàn trang điểm một tay hung hăng đập vào trên gương tiếng vang rào rào gương vỡ thành rất nhiều mảnh rơi xuống từng mảnh từng mảnh trong từng mảnh vụn đều có vẻ mặt lạnh khốc của hắn giờ phút này dùng hai chữ kinh khủng để hình dung hắn tuyệt đối không quá mảnh vụn phá vỡ tay của hắn dòng máu đỏ tươi tích tích rơi xuống rơi vào trong mảnh vụn xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp hơi thở nhàn nhạt, nhạt máu thanh đang tràn ngập dường như cố ý che lấp hơi thở lưu lại của cô ninh tự thủy tôi sẽ khiến cô trả giá thật lớn trả giá thật lớn tiếng nói lạnh lùng trong màn đêm yên tĩnh không ngừng vang vọng lạnh lẽo đáng sợ xoay người rời khỏi phòng để lại mặt sàn đầy bừa bãi từng mảnh vụn thủy tinh và cây lược gỗ vỡ thành hai nửa không thể chấp vá dương lưu vân không cần ẩn núp nữa vì từ trước đến giờ kỳ cha thần không chú ý tới cô ánh mắt nhìn mọi thứ bể tan tành đầy đất tầm mắt rũ xuống khóe miệng không nhịn được cong lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thầm ý làm cho người ta nhìn không thấu đổ sạch ly trà an thần xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu ba của Ninh Tự Thủy và Kỳ Trà Thần, mở đèn, nhìn tất cả bài biện bên trong, một vật cũng không có dấu vết động tới, thậm chí sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hai tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy oán hận, ánh mắt dưới ánh đèn vô cùng lạnh lùng, tiếng nghiến răng vang lên. Cô ta chờ lâu như vậy, nhìn lâu như vậy, vào thời khắc này không thể thất bại, vào thời khắc này không thể để cho Ninh Tự Thủy trở lại bên cạnh thần thần là của cô chỉ thuộc về cô bất luận kẻ nào cũng không giành được kỳ cha thần ninh Tử thủy cảm thấy thân thể ấm áp đầu óc từ từ tỉnh táo lập tức ngồi dậy miệng gọi tên cô án nghiêng đầu nhìn thấy bác sĩ hoàng mặt tràn đầy lo lắng nhìn mình một giây kế tiếp ninh Tử thủy nắm thật chặt ống tay áo của ông ta kích động hỏi tại sao tôi trở về đây tối hôm qua có phải kỳ cha thần đưa tôi về không vẻ mặt bác sĩ hoàng có chút khác thường trở tay nắm tay cô trong lòng bàn tay tối hôm qua tôi đi kiểm tra phòng phát hiện cô không có trong phòng nên đi tìm cô rốt cuộc tôi nhìn thấy cô nằm trong tuyết cô cũng thiệt là tại sao lại không thương cái thân thể của mình như vậy chẳng lẽ những lời trước đó cô nói với tôi đều là giả sao thật may tôi phát hiện ra sớm ôm cô trở lại ninh Tự thủy lắc đầu trong ánh mắt tràn đấy nghi ngờ không phải vậy không phải như thế tối hôm qua không thể là ông đưa tôi về là hắn là kỳ trà thân là kỳ cha thần đưa tôi về tối hôm qua rõ ràng tôi nhìn thấy hắn hắn đến thăm tôi hắn không bỏ mặc tôi không thể không quan tâm tôi bác sĩ hoàng nhíu mày dùng sức cầm tay của cô giọng nói bình tĩnh cô đừng vờ ngớ ngẩn nữa được không kỳ trả thần làm sao có thể đến bệnh viện cũ rách này là thật bác sĩ hoàng ông phải tin tôi tôi là vợ của kỳ trả thần 16 tuổi tôi đã gả cho hắn bởi vì chúng tôi có hiểu lầm mới tách ra nhưng hắn sẽ không thể không quan tâm tôi trước đó là hắn đã cứu tôi cho đống tuyết là hắn đưa tôi vào trong bệnh viện phải không ninh tự thủy ngẩng đầu ánh mắt bức thiết nhìn ông ta cõi lòng tràn đầy mong đợi là hắn bảo ông tôi chăm sóc tôi là hắn không cho phép ông nói cho tôi biết phải không ông nói cho tôi biết đi bác sĩ hoàng tôi vạt cầu ông nói cho tôi biết đi tôi bảo đảm tuyệt đối tôi sẽ không nói cho kỳ cha thân. sống lưng bác sĩ hoàng rõ ràng cứng ngắc ánh mắt nhấp nháy không ngừng nhìn trên mặt cô cha đầy mong đợi ông ta phải nói cho cô biết sự thật thế nào đây không ông ta không thể nói Tự thủy cô đừng suy nghĩ nhiều quá Ngày đó Người đưa cô đến bệnh viện không phải là hắn Tối hôm qua cũng là tôi ôm cô Từ trong thuyết trở về Từ đó đến giờ kỳ trà thần chưa từng tới Bác sĩ Hoàng Tôi phán khẩu ông nói cho tôi biết Tôi sẽ không nói cho hắn biết Là hắn đã cứu tôi Là hắn đưa tôi trở lại Mấy ngày nay buổi tối hắn đến thăm tôi Tôi biết là hắn Rốt cuộc cũng chưa từ bỏ ý định Hơi thở quen thuộc cảm giác quen thuộc Cô không nghĩ sai Cô đừng u mê nữa Nếu là kỳ trà thần Hắn không đưa cô đến bệnh viện tốt Tại sao cố tình đưa đến bệnh viện nhỏ này Mấy ngày nay tôi vẫn lo lắng cho cô ngủ không ngon Mỗi đêm kiểm tra phòng Cũng chưa bao giờ thấy người nào đến phòng bệnh của cô Tất cả mọi thứ đều là ảo giác của cô Là cô quá nhớ hắn nên sinh ra ảo giác như vậy Không phải vậy Tôi biết rõ mình không nghĩ sai Nhất định là hắn Ông không lừa được tôi đâu ninh thiện thủy nghẹn ngào đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy trong đáy mắt bác sĩ hoàng có chút khác thường càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng ánh mắt trần trừ do sự né tránh của bác sĩ hoàng đã nói cho cô biết thì ra thật sự là kỳ cha thần cứu mình là hắn đưa mình tới bệnh viện là hắn đến thăm mình tối hôm qua cũng là kỳ cha thần đưa mình trở lại hắn thật không bỏ mặc mình không có không muốn mình hắn chỉ tức giận chỉ không biết xuất hiện trước mặt cô như thế nào mà thôi bác sĩ hoàng nhìn trong ánh mắt cô mặc dù tràn đầy nước nhưng trong ánh mắt vẫn loay sáng lấp lánh khóe miệng hơi cong nhưng là thật lòng đây là lần đầu tiên sau khi cô tới nơi này nụ cười trong nội tâm phát ra trên gương mặt tiểu tụy lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ trong nháy mắt trần trừ không biết phải làm thế nào để cắt đứt mong đợi trong lòng cô nếu có thể để cho cô có động lực chăm sóc thân thể mình hơn vậy coi như cho cô một niềm tin để chống đỡ huống chi kỳ tiên sinh đã không trở lại nữa Ninh tự thủy buông ra tay của ông ta Ôm lấy chăn vừa khóc vừa cười Bác sĩ Hoàng Trầm mặc đã cho cô đáp án Kỳ trà thần thật sự đã tới Thật sự vẫn còn lặng lẽ quan tâm mình Hắn nói những lời đó Từ trước đến giờ là đang giận mình Là đang dối gạt mình mà thôi Nước mắt sàn rủa Nhưng nụ cười tràn đầy hạnh phúc Trái tim đang mềm mại chậm rãi tan ra Một hạt giống mọng dễ nảy mầm Từ từ lớn lên nở thành một đóa hoa xinh đẹp Thơm ngát Trong lòng càng lúc càng ấm áp ấm áp tất cả cuộc sống của cô. Giờ phút này, cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Con ơi, con xem, cha thật không có ý định tổn thương mẹ, hắn vẫn quan tâm chúng ta, chỉ là hắn không biết làm thế nào biểu đạt tình cảm của mình thôi. Chúng ta phải thông cảm cho cha, chúng ta phải chờ cha trở lại thăm chúng ta. Trên khuôn mặt Ninh Tử Thủy chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không nhịn được hắc xì một cái cũng không thèm để ý, ngẩng đầu buông lòng nói, "Bác sĩ Hoàng, tôi muốn ăn. Chờ một chút." tôi sẽ bảo y tá đem cho cô bác sĩ hoàng gật đầu ánh mắt tràn đầy phức tạp và mâu thuẫn không biết mình làm như vậy đối với cô là tốt hay xấu cô còn cần đôi chân này hay không trời lạnh như vậy đi chân trần ra ngoài người bình thường cũng không chịu nổi huống chi cô còn bị thương trong giọng nói nghiêm nghị lộ ra tức giận trách móng cô tùy hứng không thương tiếc thân thể của mình đối mặt với trách móc của ông ta ninh tự thủy chỉ nở nụ cười trong lòng biết bác sĩ hoàng thật lòng quan tâm nhưng tối hôm qua vì đuổi theo kỳ trà thần nên không thể chú ý được không thể không vội vã xuống giường cũng không thể suy nghĩ đến hậu quả tôi biết rồi về sau không dám nữa ông đừng tức giận bác sĩ hoàng vẫn đang dễ lắc đầu không thể làm gì khác hơn là thay thuốc cho cô rất nhanh y tá đưa thức ăn tới khẩu vị ninh tự thủy đột nhiên thật tốt ăn hết tất cả cũng không còn bất kỳ phản ứng không tốt sau khi ăn xong còn ăn một ít trái cây khiến cho y tá trẻ không khỏi kinh ngạc tại sao khổ bị cổ cô đột nhiên tốt như vậy? ninh tự thủy nhìn thấy y tá thu dọn đồ đạc không nhịn được mở miệng. cô biết tối hôm qua bác sĩ hoàng trực đến mấy giờ không? tôi nhìn thấy vẻ mặt của ông ta cũng không tốt lắm, sáng vẻ rất mệt mỏi. trực y tá trẻ không khỏi kinh ngạc lắc đầu. tối hôm qua 9 giờ bác sĩ hoàng đã về rồi, không thể nào ở bệnh viện trực được. trong nháy mắt ninh tự thủy đã hiểu cúi đầu khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. quả nhiên không phải là bác sĩ hoàng là kỳ cha thần tối hôm qua là kỳ cha thần đưa mình về hắn không bỏ mặc mình ở trong tuyết bị chết cóng nói rõ hắn đang quan tâm mình hắn không độc ác như vậy con ơi cha con đang dùng cách của hắn lặng lẽ quan tâm chúng ta chúng ta phải cố gắng lên không thể để cho hắn thất vọng Tâm tình ninh tự thủy thật tốt nghiêng đầu nhìn bông tuyết bay thật lòng cảm thấy mùa đông này không còn rét lạnh bông tuyết thật đẹp trong lòng càng thêm ấm áp sạt sào mọi đau đớn đều biến mất tất cả cũng sẽ tốt hơn. Y tá trẻ nhìn cô đang chìm đắm trong vui sướng, không khỏi kinh ngạc, thu dọn xong đồ đạc, lập tức đi đến phòng làm việc, tìm bác sĩ Hoàng hỏi một chút. Bác sĩ Hoàng, tại sao Ninh Tự Thủy đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Tôi cảm giác so với lúc trước, cô ấy hoàn toàn biến thành một người khác. Ánh mắt của bác sĩ Hoàng từ trên mệnh án rời đi, nói thật. Không có việc gì, cô ấy đang nghĩ thông suốt. Chăm sóc cô ấy thật tốt, có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết trước tiên. Nói xong, cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Y tá trẻ vẫn cảm thấy kỳ quái, muốn nói gì nữa, nhưng nhìn bộ dạng của bác sĩ Hoàng bận rộn, mình cũng ngượng ngùng mở miệng, cũng không còn nghĩ đến chuyện lúc sáng nay, chép miệng, xoay người đi xa phòng làm việc. Có lẽ bác sĩ Hoàng nói rất đúng, Ninh tiểu thư đột nhiên nghĩ thông suốt đi. Lòng dạ phụ nữ cũng thay đổi vô cùng nhanh chóng, cũng không hề gì. Ninh tự thủy chịu ăn, tầm tình khá lên, công việc của cô cũng sẽ tương đối thoải mái, như vậy chẳng phải là tốt sao? Đường Diệt Nghiêu và chấm dứt một cuộc điện thoại, quay đầu lại, đã nhìn thấy Dương Lưu Vân không biết đứng sau lưng mình từ lúc nào, gật đầu cười một tiếng. Tiểu thơ. Dương Lưu Vân bưng một ly cà phê đặt trên bàn hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói. Em biết anh Nghiêu rất bận, cho nên pha cà phê cho anh, uống một chút, xem kỹ thuật pha của em cũng không tệ lắm. Cảm ơn tiểu thơ. Trong lòng đường Diệt Nghiêu tràn đầy kích động và hưng phấn, đây là lần đầu tiên Lưu Vân pha cà phê cho mình nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm vui vẻ trong lòng. Dương Lưu Vân nghiêng đầu, tầm mắt có chút lo lắng, lông mày xinh đẹp tràn đầy lo lắng và bất an. Đường diệt Nghiêu không nhịn được hỏi, làm sao vậy tiểu thơ? Dương Lưu Vân cắn môi, chần chừ thật lâu, mở miệng hỏi, em biết thần không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, nhưng tối hôm qua em chờ hắn đến rất khuya, em ngửi thấy trên người hắn có một mùi nước sắt trùng nhàn nhạt, nhạt, em rất sợ thân thể thần xảy ra chuyện gì. Anh yêu, thần không sao chứ Vẻ mặt đường diệt nghiêu thay đổi Nhưng vẫn lắc đầu Không có việc gì, tiểu thư đừng lo lắng Dương Lưu văn thu phản ứng của hắn vào đáy mắt Càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng Đường diệt nghiêu biết thần đi đâu Hắn biết chuyện của thần và ninh tự thủy Nửa đêm canh ba Thần không có ở trong phòng của mình nghỉ ngơi Mà tới bên ngoài trở về Trên người có mùi nước sát trùng Ngoại trừ lúc đi nhìn ninh tự thủy dính vào Thì không có lý do khác Vẻ mặt lo lắng ngồi xuống ghế bà vai gầy gò khẽ run trong ánh mắt tràn đầy lo lắng lẩm bẩm lầu bầu như nói cho đường dịch nghiêu nghe thần chưa bao giờ nguyện ý đem cảm thụ của mình nói cho người khác biết cho dù thân thể không thoải mái cũng sẽ không nói ra gần đây khẩu vị cô hắn cũng không có tốt không phải là có chuyện gì chứ không được em mới gọi điện thoại cho anh vũ hiên hỏi một chút nói xong từ trong túi lấy ra điện thoại di động những con số thứ nhất thì tay đã bị người đè lại ngẩng đầu ánh mắt khó hiểu nhìn đường dịch nghiêu vẻ mặt đường dịch nghiêu nặng nề thấy cô lo lắng cho thần hốt hoảng không bình tĩnh thật không đành lòng những cô như vậy tại sao cô thiện lương và yếu đuối như vậy lúc nào cũng lo lắng cho kỳ thiếu xa tại sao mình có thể tiếp tục giấu giếm cô đây thân thể kỳ thiếu xa thật không có việc gì chẳng qua chẳng qua cái gì thấy hắn trầm mặc dương lưu vân gấp rút hỏi chẳng qua hắn đi nhìn ninh tự thủy nhìn thấy cô thiện lương và dịu dàng săn sóc hắn thật không đành lòng giấu giếm hoặc lừa gạt dương lưu vân bỗng nhiên đứng lên kinh ngạc từ Thủy, không phải cô ấy đi rồi sao? Tại sao thần đi tìm cô ấy? Không phải thần muốn gây bất lợi cho cô ấy chứ? Đáy lòng chớp động toàn bộ đều là lo lắng, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay áo của hắn khẩn cầu. Anh Diệp Nghiêu, Từ Thủy đã rất đáng thương, cô ấy không nên bị thương tổn nữa, cô ấy hiện tại như thế nào, có khỏe không? Đường Diệp Nghiêu thân thể rõ ràng chấn động, ánh mắt rơi trên bàn tay đang níu chặt áo hắn, trong lòng xe qua một chút khác thường, nhìn vẻ mặt cô lo lắng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Lưu Vân thật sự là quá thiện lương. Mới vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Lưu Vân biết sẽ đau lòng. Nhưng mình thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đừng lo lắng, trước mắt cô ấy không có việc gì. Lưu Vân thở vào nhẹ nhõm, tay từ từ buông xuống dưới. Ngón tay băn khoăn lo lắng nếu lấy vạt áo của mình. Nước mắt lạ chạm rớt xuống, giọng nói nước nở, nước mắt rơi trên mặt thảm mềm mại. Đường dịch nghiêu lập thức hoảng hốt. Tiểu thư làm sao cô khóc? Tiểu tại em không tốt. Nếu như không phải là em, bọn họ đến bây giờ cũng sẽ không phải thành tình huống này thử thủy sẽ không phải khổ sở như vậy là lỗi của em em chính là yêu quái hại người giọng nói dương lưu vân nghẹn ngào tự trách muốn chết giơ tay lên muốn thắt mình một bàn tay. giơ lên trước mặt bị đường dịch nghiêu tóm được ngẩng đầu mắt ướt lệ nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của hắn giống như rất tức giận đường dịch nghiêu nắm thân chặt bàn tay gầy gò của ả thấy ả khóc hoa lê đấm mưa trong lòng rất đau vẫn đang dị than thở buông tay cô ra lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt à, nghiêm túc nói cho ả à biết đừng tự trách chuyện này không phải lỗi của em em có lòng tốt em cũng chỉ muốn bọn họ thôi hành hạ lẫn nhau nữa chuyện thành ra như vậy cũng không phải là em muốn dương lưu vân hít mũi một cái khóc rất đáng thương khàn khàn giọng hỏi anh dịch nghiêu anh có thấy em rất xấu không em rất vô dụng em không có biện pháp khuyên thần không nên thương tổn tự thúy em thật sự rất vô dụng ai nói cái người này sao mà thiện lương Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác vậy Em đã tận lực Cũng đừng mang tất cả trách nhiệm đổ về mình Ánh mắt đường diệt nghiêu dịu ra nhìn à Đáy mắt đó là cưng chiều vô tận Nước mắt dương lưu vân càng tràn ra thân thể khẽ run Giống như vô ý rất tự nhiên Đầu gục vào trong ngực hắn Bàn tay níu lấy áo của hắn giọng buồn nói Anh diệt nghiêu Anh đối với em thật tốt Toàn thân đường diệt nghiêu cứng ngắc vẻ mặt vừa sợ lại vừa mừng Tâm kịch liệt nhảy lên hưng phấn chạy dọc thân thể hắn cánh tay cưng ngắc nâng lên ở giữa không trung khẽ run hồi lâu cuối cùng đặt nhẹ lên đầu ả à, nhẹ giọng nói bởi vì em trong lòng tôi vĩnh viễn đều tốt nhất đáng giá để tôi đối tốt với em như vậy kể từ khi ả à ra nước ngoài những năm này đây là lần đầu tiên cùng với ả à tiếp xúc thân mật cùng quá khứ bất đồng từ một cô gái nhỏ thiện lương đáng yêu biến thành thiếu nữ duyên sáng yêu kiều hắn thậm chí cảm thấy cảm thấy bầu ngực ả à mềm mại hòa cùng bờ ngực rắn chắc của hắn xúc cảm như vậy khiến cho dòng máu trong người hắn sôi trào thân thể như bị thiêu đốt đây là một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu mến nên có phản ứng bình thường chỉ cần ả à tùy ý là một hành động cũng khiến hắn phát điên cuồng rồi dương lưu vân núp ở trong ngực của hắn cảm thấy nhịp đập tim của hắn nhiệt độ của hắn đều biến hóa môi mỏng không khỏi nhếch lên nụ cười ả à đoán không lầm những năm gần đây Đường dịch nghiêu tâm đối với ả chưa bao giờ thay đổi Tốt nhất là không nên trêu chọc khiến hắn nổi lên phản ứng Này, tự thủy bây giờ đang ở đâu? Em thật nhớ cô ấy Cũng không biết thương thế ở chân cô ấy ngày đó thế nào Chuyện này Đừng dịch nghiêu trần trừ Chỗ của Ninh tự thủy là kỳ thiếu ra xa, xa lệnh Không cho phép bất kỳ người nào biết Ngộ nhớ bị kỳ đối ra biết Lưu Vân đã biết Còn muốn đi nhìn Ninh tự thủy Hậu quả Dương Lưu Vân ngẩng đầu Nước mắt không tiếng động rơi xuống tiếng uất ức nhỏ giọng vang lên. Em thật sự chỉ là lo lắng cho cô ấy mà thôi. Còn là anh cho rằng em sẽ thương tổn cô ấy. Nếu như là vậy, em ngày đó còn cầu xin thân làm gì? Anh không tin tưởng em. Không phải. Đừng dịch yêu ngắt lời à, ngăn cản suy nghĩ lung tung của à. Là kỳ thiếu ra ra lệnh, không cho phép để lộ ra vị trí của đinh tử thủy. Dương Lưu Văn cắn môi, lầm bầm. Em biết rõ không nên làm khó anh, nhưng em chính là không có tiền đồ, lo lắng như vậy Đường diệt nghiêu đau lòng Lần nữa lao đi nước mắt của ả à, Dịu dàng nói Đừng khóc, cùng lắm thì tôi cho em biết Cô ấy ở nơi nào, em lén lén đi Đừng cho kỳ thiếu gia biết Ánh mắt dơ lưu vân sáng lên Hưng phấn còn không kịp biểu đạt Ngay sau đó ảm đạm vẻ mặt, lo lắng giọng nói Thôi, em không nên đi Ngộ nhớ bị thần phát hiện Hắn sẽ trách phạt anh Em không muốn thấy anh bị trách phạt Lời của cô giống như gió mắt mùa xuân phảng phất trong lòng hắn À đây là đang lo lắng quan tâm hắn sao Không tiếp tục bận tâm thân phận của nhau mà thanh vứt ve tóc của ả à, Nụ cười rõ ràng Nhà đầu ngốc Không sao Kỳ thiếu ra sẽ không phát hiện Phát hiện cũng sẽ không làm gì tôi Tôi chỉ sợ cậu ấy giận em Dương Lưu Vân cảm động Hốc mắt lại đỏ hồng bản thanh nhỏ bé nắm chặt lấy eo của hắn Mếu máu bảo đảm nói Em tuyệt đối sẽ không để thân phát hiện Tuyệt đối sẽ không để thân trích phạt anh Anh diệt nghiêu anh cũng đồng ý với em từ nay đừng kêu em là tiểu thư nữa gọi em là lưu vân đường diệt nghiêu mừng rỡ như điên không tới một phút tâm tính kích động không nói nên lời nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại chần chờ nhưng mà thân phận của chúng ta cách xa nhau dương lưu vân dầu mỏ lên em mặc kệ nếu như anh lo lắng thần sẽ trách anh vậy sau này lúc chỉ có hai người chúng ta liền kêu em là lưu vân mặc kệ em lớn bao nhiêu mặc kệ thời gian qua bao lâu em vĩnh viễn là Lưu Văn, nhà đầu ngốc của anh. Đừng dính yêu nghe vậy, tâm kịch liệt xôn xảy. Có được hay không, có được hay không vậy? Dương Lưu Văn nằm lấy quần áo của hắn, giọng nũng nịu, trong ánh mắt toàn bộ đều là yếu ớt. Cuối cùng vẫn còn không chịu nổi sự dịu dàng, không kháng cự được đáng yêu của à, đừng dính yêu gật đầu. Được, Lưu Văn. Dương Lưu Văn nở nụ cười hạnh phúc có chút ngượng ngùng tựa vào trong ngực của hắn, đáy mắt tất cả đều là được như ý hả hê, chỉ cần ả à muốn không có lòng người đàn ông nào có thể kháng cự được ả à. đường diệt nghiêu cũng thế trên dưới đều như vậy về sau kỳ tra thần cũng là như thế đường diệt nghiêu đen địa chỉ bệnh viện ninh tự thủy ở viết vội xuống dặn dò ả à, lúc đi đừng để kỳ thiếu gia phát hiện cũng đừng để ninh tự thủy thấy dương lâu vân rất sảng khoái đồng ý lời thề son sắc bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào biết ả à, tự mình đi xem ninh tự thủy lòng bàn tay siết thật chặt tờ giấy đi ra khỏi phòng đường dịch yêu cửa khép lại này trong nháy mắt quay đầu hướng đường diệt yêu mím môi cười một tiếng rực rỡ huyến lệ chẳng qua là khi cửa hoàn toàn khép lại thì nụ cười trên mặt biến mất mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay trở nên lạnh lùng những ngày này đối với ninh tự thủy bà nói vừa là hạnh phúc vừa đau khổ hạnh phúc là biết kỳ trà thần còn quan tâm cô đau khổ chính là có một mực chờ đợi khi tối đợi đến buổi tối kỳ cha thần sẽ đến thăm cô và đứa bé ăn xong bữa tối Ninh thự thủy trước giờ chưa thấy mệt nhọc sẽ phải nghỉ ngơi sớm một chút khiến y tá cũng ngạc nhiên tắt đèn ánh sáng bên ngoài trắng như tuyết hắt vào nằm trên giường một chút buồn ngủ cũng không có cô chỉ là muốn đi nằm sớm chờ kỳ cha thần nghĩ đến có thể nhìn thấy người mà cô ngày đêm nhớ mong thầm liền bắt đầu không thể chờ đợi chừa tay trên bụng khoé miệng hấp hấy giống như nguyệt nha con à Đợi một ngày có phải con cũng rất nhớ cha đúng không? Không sao, đợi thêm một lúc nữa, chúng ta sẽ thấy cha đến rồi. Con phải ngoan ngoãn, tạm thời không nên ngủ gật, phải đợi thấy cha mới có thể ngủ, biết không? Tay xoa xoa bụng, thân thể được chăn sưởi ấm, nhưng tâm được kỳ cha thần sưởi ấm, lặng lặng chờ đợi từng chút thời gian trôi, chờ kỳ cha thần đến thăm cô. Giống như là thiếu nữ mới yêu, muốn hẹn hò cùng người yêu mình vậy, cha đến mong chờ, kích động một chút buồn ngủ cũng không có thời gian bất chợt đã quá nửa đêm nhưng phòng bệnh trống rỗng trừ cô ra không có người khác cửa phòng đóng chặt cũng không có mở ra trong lòng có mất mát nho nhỏ sờ sờ bụng lầm bầm con à con ngủ tiếp đi sao cha nhất định là có bận rộn cho nên hôm nay không có tới đây con biết không hắn có công ty có rất nhiều người muốn làm việc mỗi ngày đều rất bận hôm nay nhất định là quá bận rộn quá mệt mỏi Cho nên không có đến thăm chúng ta Còn không được tức giận cha Ninh Tư Thủy cũng không biết Cùng đứa bé nói bao nhiêu lời Nói xong liền ngủ Cửa chợt bị mở ra Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, chiếu từ cửa sổ vào Bác sĩ Hoàng đi tới bên giường Thấy cô ngủ Trên mặt còn nụ cười Không khỏi không tiếng động thờ dài Người phụ nữ ngốc này Một mực chờ đợi kỳ tiên sinh sao Thời đại bon chen tâm kế như vậy sao lại xuất hiện cô gái ngu dài thế này đây đắp chăn lại cho cô lại xoay người kéo rèm cửa sổ vào gian phòng lập tức tối tăm xoay người lặng yên không tiếng động ra khỏi gian phòng hôm sau ninh tự thủy ngồi dậy phát hiện rèm cửa sổ bị kéo vào y tá đang dọn dẹp phòng không khỏi hỏi là cô giúp tôi kéo rèm cửa sổ sao y tá ngẩng đầu liếc nhìn rèm cửa đóng chặt lắc đầu không phải thế nào tối hôm qua tôi không giúp cô kéo rèm cửa vào mà không có việc gì tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút ninh tự thủy vẻ mặt trong nháy mắt trở nên như đưa đám nhìn chằm chằm bụng ánh náy muốn chết tối hôm qua nhất định là kỳ cha thần tới mà cô lại đợi đến ngủ thiếp đi thật là không dùng được không có tiền đồ tại sao có thể ngủ thiếp đi đây con à thật xin lỗi lại để cho con không thấy được cha rồi tối nay chúng ta nhất định phải kiên trì tin tưởng có thể thấy hắn chỉ là Tối hôm qua cô đã ngủ rất trễ rồi Mà kỳ trà thần cũng đến thăm mình Có thể thấy được hắn gần đây rất bận Có thể mệt hay không Chỉ là bận rộn như vậy Trễ như vậy Còn kiên trì đến thăm cô Biểu hiện kỳ trà thần thực sự để ý đến cô Trái tim một hồi ngọt ngào dập dờn Không khỏi dính vào trên mặt Trở nên hồng nhuận Âm thầm hạ quyết tâm Tối nay nhất định không thể ngủ Nhất định phải chờ kỳ trà thần tới đây Nói cho hắn biết nếu quả như thật bận rộn như vậy cũng đừng không cần đến thăm cô dù sao bây giờ là mùa đông buổi tối đều rất lạnh bạn nhất em hắn nông lại thành cục thì sao y tá kéo rèm cửa sổ ra hôm nay trời đẹp nắng ấm trên trời chiếu xuống cùng tâm tình của cô giống nhau một ngày mới lại bắt đầu nằm viện là một việc vô cùng nhàm chán cùng đứa bé nói chuyện cùng y tá nói chuyện phiếm cũng không khiến cho cô hết tịch mịch cũng may bác sĩ hoàng biết cô thích hội họa cô ý tặng cô một bộ đơn dụng cụ vẽ đơn giản lúc không có việc gì làm thì có một mình vẽ tranh vẽ kỳ trà thần trong trí nhớ vẽ những thứ tốt đẹp trong đầu kia thậm chí cô có thể tưởng tượng đứa nhỏ của mình cùng kỳ trà thần sẽ như thế nào vẽ thật xinh đẹp sẽ sợ đứa bé ra đời ngộ nhỡ không có xinh đẹp như vậy cô sẽ có cảm giác mất mát vẽ xấu lại sợ đứa bé kháng nghị biểu tình nho nhỏ sờ sờ bụng cười nói con à chỉ cần chờ con ra đời, chờ cha biết chân tướng, mẹ muốn mặc kệ con hình dạng thế nào, hắn cũng rất thích con. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày lại kéo tấm rèm rơi xuống, Ninh Tử Thủy lại nằm ở trên giường lặng lặng chờ đợi khi cha thần tới. Lời thề son sắc mà nói không được đợi khi cha thần tuyệt đối không ngủ, nhưng vẫn là không nhịn được đã buồn ngủ. Lần này không phải là cô quyết tâm không đủ, mà là bác sĩ Hoàng bảo y tá thêm chút gì đó vào trong thức ăn của cô khiến cô rất nhanh buồn ngủ Phụ nữ có thai thức đêm không tốt cho thân thể Nhưng cô từ trước đến giờ không nghe khuyên Hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế thôi Liên tiếp mấy ngày làm lại như thế mình tự thủy thức giận chính mình vô dụng Nhưng cũng bó tay hết cách Không biết vì sao sao gần đây dễ dàng buồn ngủ thiết đi như vậy Chỉ mấy ngày ngắn ngồi vui vẻ rạng rỡ Cô cũng béo lên một chút Gò má gầy cuối cùng cũng có thêm chút thịt Mặc dù đợi không được kỳ tra thần Nhưng biết hắn mỗi đêm cũng đến thăm cô bảo vệ cô cô đã cảm thấy rất vui vẻ thậm chí cô trong mơ mơ màng màng còn cảm thấy có người kéo chăn cho mình kéo giãn mi tâm cho cô kỳ trà thần đối với cô thật tốt quá về sau cô phải trả lại gấp bội tăng gấp bội tốt với hắn mới được dương lưu vân gión rén đi vào phòng của kỳ trà thần từ trong khe cửa có thể nhìn thấy ánh đèn hơi sáng chỉ mấy phút ngắn ngủi ánh đèn dập tắt cả phòng cũng chỉ vào yên tĩnh thần nên đi ngủ Dương Lưu Văn lúc này mới an tâm trở về phòng của mình Cần cứ quan sát mấy ngày nay của à Ban ngày thần phải đi công ty xử lý mọi việc Buổi tối cũng không ra ngoài Cũng mấy ngày nay hắn không đi thăm Linh Tự Thủy rồi Thay nhặt tờ giấy trên bàn trang điểm Chữ viết cường trắng mạnh mẽ Nếp uốn trên tờ giấy Nhớ lại địa chỉ trên tờ giấy một lần nữa Lấy một chiếc bật lửa ra Tờ giấy bốc cháy lên Khói lửa mù mịt Ánh lửa chiếu sáng mặt à Âm lánh mà hờ hững Cuối cùng hóa thành một đám cho bụi Rơi trên mặt đất gió từ cửa sổ thổi tới tàn thành mây khói tất cả bình tĩnh lại dương lưu vân từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác đỏ chót à thích nhất đeo khăn quàng cổ đeo vội bao tay đi ra ngoài vừa đi đến cửa dừng bước lại quay trở lại bàn trang điểm lấy bên trong hai thứ nữa một mực đặt trong túi sách còn dưa lại một chiếc nhẫn nhẹ nhàng chậm rãi đeo lên ngón áp út khóe miệng cong lên một đường trong mắt dịu dàng vô cùng say mê vô cùng giống như trong nháy mắt đó là thần quỳ một chân xuống vì ả à, đeo lên cái nhẫn cưới này ngón tay say mê vớt ven chiếc nhẫn hít xong một hơi kéo lên toàn bộ dũng khí ra khỏi cửa phòng ả à không có sai chỉ là vì bảo vệ hạnh phúc của ả à mà thôi mặc dù vẫn không đợi được kỳ trà thần nhưng ninh tự thủy kiên trì tin tưởng hắn thật sự có tới có quan tâm cô chỉ là cô vô dụng sau khi mang thai đứa bé càng ngày càng trở nên lười càng ngày càng thích ngủ mà thôi ninh tự thủy nằm trên giường tay sờ soạn bụng nhô ra, khóe miệng kiều diếm nụ cười hạnh phúc, cõi lòng đầy mong đợi nói. Con à, cha thật rất bận, mỗi ngày có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên mới phải tới trễ như vậy. Con không thể trách cha, muốn trách chỉ có thể trách mẹ vô dụng. Con à, tối nay chúng ta nhất định sẽ đợi được cha. Mẹ hiện tại tinh thần rất tốt, tuyệt không muốn ngủ, con cũng không được ngủ trước đó nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đình tự thủy an tĩnh nằm, Thậm chí lật người cũng không dám Chờ đợi có chút nóng này Tại sao hắn còn không có tới Tối nay hắn không tới sao Sẽ không Kỳ tra thần nhất định sẽ tới đây Coi như tối nay không đến Tối mai cũng sẽ tới Lúc này cửa bị nhẹ nhàng mở ra một chút Một bóng dáng gầy nhỏ đi trên hành lang đèn chiếu vào Tạo thành một chiếc bóng đổ dài xuống Dương Lưu Vân đặt chân ở cửa ra vào Rơi vào ánh mắt trên chiếc bụng nhô ra kia Còn có nụ cười hạnh phúc trên mặt cô Tay gắt gào nắm vào một cỗ oán hận không ngừng sinh ra trong lòng ả à. chịu thương tổn lớn như vậy cô vẫn khôi phục lại vẫn cho là thần đối với cô đã chết tâm lại không nghĩ rằng đem cô giấu đi ninh tự thủy ánh mắt mong đợi thật sâu chợt nhói cái loại mong đợi đó là ánh mắt đẹp nhất của thiếu nữ tràn đầy hy vọng giọng nói ấy sao dịu dàng ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người ả à nhàn nhạt, nhạt giống như dắt cho ả à lên một tầng vầng sáng như thế nhu tình cùng yên tĩnh chuyện cho tới bây giờ ả à vẫn không chết tâm với thần cắn chặt môi dưới cảm giác đau đớn khắc chế sự vọng động của mình mới không có nhất thời vọt lên à không thể kích động không thể đi sai một bước nếu không à sẽ vĩnh viễn mất đi thần ninh tự thủy nhìn chuông đầu giường thời gian cũng không sớm liền tắt đèn trong bóng tối cõi lòng để mong đợi tối nay có thể đợi được kỳ cha thần có thể để cho đứa bé nhìn thấy cha chợt cửa nhẹ nhàng bị mở ra bóng đen lặng lẽ đi vào ninh tự thủy tâm tình kích động đang không ngừng thăng hoa Hắn thật tới, kỳ cha thần thật tới. Hắn đến thăm cô và đứa bé, hắn không có thực sự vứt bỏ cô cùng đứa bé. Những chuyện trước kia hắn làm cũng không phải thật tâm gây nên. Nếu không sẽ không cứu cô trong tuyết, còn tìm người đến chăm sóc mình. Hắn còn quan tâm cô. Không thể chờ đợi thêm nữa, Ninh tự thủy nhanh chóng mở đèn ngủ ra, lập tức ngồi dậy, vui bừng 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 hưng phấn nói. Em biết ngay anh vẫn quan tâm em, rất quan tâm, kỳ cha thần bóng xá đột nhiên bị ánh đèn chiếu vào trở nên tay chân lúng cuống mắt né tránh tự trách mâu thuẫn nhìn ninh tự thủy do sự không tiến đến ninh tự thủy nhìn chăm chú thấy rõ người tới trào nháy mắt về mặt tái nhợt rất khó chịu mất mát như đưa đám tội lầm bầm thế nào lại là cô hắn đâu hắn tại sao không có tới hắn dương lưu vân nắm thật chặt bí ra biết rõ trong miệng cô hắn chính là kỳ tra thân nhưng vẫn là bộ như cái gì cũng không biết vẻ mặt mờ mịt hỏi hắn là ai tự thủy có phải cô hiểu lầm cái gì không ninh tự thủy nằm trên giường muốn quận người vào gối nhưng ý thức bụng mình lớn không thể làm được đối với sự xuất hiện của dương lưu vân rất lạnh nhạt tại sao cô tới nơi này dương lưu vân đi tới trước mặt cô ánh mắt chần chừ nhìn cô chậm chạp không chịu mở miệng muốn nói lại thôi giống như bị cái gì đó làm khó ninh tự thủy nghiêng đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm à hỏi là kỳ trà thần cho cô đến đây hắn tại sao phải để cô tới trừ kỳ trà thần cô không nghĩ ra bất kỳ lý do khác có thể để cho Dương Lưu Vân nửa đêm canh ma chạy đến bệnh viện tới thăm mình nhưng tại sao hắn lại để cho ả tới mà bản thân lại không tới dưới ánh đèn lờ mờ khiến nụ cười trên mặt Dương Lưu Vân có chút không được tự nhiên mím môi nói tôi biết rõ có thể cô không thích tôi không muốn gặp tôi nhưng ngày đó tôi nhìn thấy cô bị thương nặng ra sao Tôi sợ cô sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn Cho nên đi theo sau cô Gặp cô hôn mê ở trong đống tuyết Liền đem cô đưa đến bệnh viện Tôi rất lo lắng thân thể của cô Rất muốn tự mình chăm sóc cô Nhưng sợ bị thần biết Sợ hắn gây bất lợi cho cô Tôi vạn mất đắc dĩ Mới mỗi đêm khuya chạy tới thăm cô Ninh tự thủy chấn động trong lòng Ánh mắt lạnh đi vài phần Cô không tin lời nói của Dương Lưu Vân Không phải, người kia không phải Dương Lưu Vân Mỗi ngày đến bệnh viện thăm mình Cũng sẽ không phải là Dương Lưu Vân Cô có thể cảm thấy rõ ràng Hơi thở quen thuộc là kỳ cha thần Là người đàn ông sống cùng cô 3 năm Là chồng yêu của cô Kỳ cha thần Không phải Dương Lưu Vân À ta nhất định nói láo Dương Lưu Vân về mặt ấy náy mấy phần không đành lòng than thở thật sâu Tay đưa ra trước Bắt được bàn tay của Ninh Tư Thủy Miệng vẫn lo lắng nói Thư Thủy chúng tôi nợ cô quá nhiều tôi không biết thần lại có thể làm ra những chuyện không lý trí như vậy bởi vì một câu nói của tôi khiến cô bị tổn thương tôi biết sự thật này sẽ khiến cô khó có thể tiếp nhận được nhưng chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không muốn giấu giếm cô nữa tôi vốn tên là dương lưu niên lúc nhỏ tôi còn thuận miệng nói qua về sau nếu sinh con gái nhất định phải gọi là tự thủy nhưng sau lại bởi vì thầy bói nói tôi không thích hợp với tên này liền đổi thành vân sau đó tôi bị thương Khiến thần sợ hãi Hắn không muốn tôi bị thương nữa Mới đưa tôi ra nước ngoài Có thể bởi vì điều này Khi hắn lần đầu tiên gặp cô Mới động lòng chắc ẩn Nhưng tôi thề tôi thực sự không muốn dành hắn với cô Tôi cầu xin thần để cho cô về nhà Nhưng thần nói Đứa nhỏ trong bụng cô không phải cô hắn Hắn sẽ không lưu lại phụ nữ phản bội mình Ninh tự thủy lạnh nhạt nghe ả à kể Mặc dù theo lời ả à, Cô cũng có nghĩ qua nhưng lại không thay đổi vẫn tin tưởng hắn sẽ không nói những lời như vậy với cô kỳ trà thần chỉ là hiểu lầm cô mới có thể làm ra những thứ kia nghĩ một đằng nói một nẻo bởi vì hắn quá tức giận trên gương mặt có biến hóa dương lưu vân thấy vẻ mặt như cũ không thay đổi của cô hình như không tin lời ả nói đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại đôi tay nắm thật chặt móng tay gần như làm rách bề mặt ví ra lưu lại dấu vết dữ tợn tự thủy tôi biết rõ những chuyện này cô khó mà tin được nhưng cô phải biết thần đã nhận định đứa bé trong bụng cô không phải cô hắn hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao hắn mặc kệ cô xảy ra chuyện gì cũng không nhìn tới cô xảy ra chuyện nằm ở trên đống tuyết hắn cũng không quản như thế nào sẽ đi quan tâm cô tôi hôm qua mới nghe lén anh Diệp yêu cùng thần nói chuyện thì ra là thần luôn biết cô ở đâu hắn thả tinh phiến trong bụng của cô dù cô có đang ở đâu đi chăng nữa hắn đều biết thời gian dài như vậy hắn không xuất hiện là đợi cô sinh đứa bé hắn nói hắn muốn tự tay giết chết đứa bé trong bụng cô hắn muốn tự tay giết chết đứa bé một câu nói dễ dàng đâm thủng cô kỳ cha thần nói hắn sẽ tự tay giết đứa bé này hắn nói vậy mấy ngày nay hắn thật không có tới sao hắn thật đối với cô một chút quan tâm cũng không có sao dương lưu vân thấy vẻ mặt của cô bắt đầu có chút biến hóa nắm thật chặt tay ánh mắt ân cần lộ ra lo lắng chân thành từ thủy tôi thật sự rất lo lắng thần sẽ tổn thương đến cô hắn là người nói được thì làm được hắn thật sự muốn gây bất lợi cho cô thậm chí bác sĩ hoàng cũng bị hắn thu mua tôi đã hết cách để bảo vệ cô rồi tự thủy cô không thể ở lại nơi này cô sẽ xảy ra chuyện sẽ không ninh tự thủy lớn tiếng ngắt lời à ánh mắt đã bắt đầu hoảng loạn hạnh phúc không còn tối thăm mờ mịt lắc đầu ngón tay nín thật chặt lấy ga giường đầu ngón tay dùng sức trắng bệch kỳ cha thần không làm chuyện này cô lừa tôi nhất định là cô đang lừa gạt tôi tôi không tin mỗi lời cô nói mỗi một câu tôi đều không tin tưởng đau lòng lan tràn hốc mắt tràn ra thứ gì đó rất đau liều mạng thuyết phục mình sẽ không phải như vậy cô còn chưa tin lời của tôi sao giờ lưu văn mắt đang dị thở dài chậm rãi từ trong bao ra lấy ra một vật nhộn nhạo ở trước mặt của cô Vật này dù sao cũng không lừa cô đi Nếu như không phải là tôi cho người cứu cô Sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay tôi Ninh tự thủy ngay ngần cả người Nhìn sợi dây chuyền trong tay à Đó là sợi dây trước khi hôn mê Cô đã nắm thật chặt trong tay Dương Lưu Vân cầm trong tay Thật sự là Dương Lưu Vân cứu cô Mấy ngày nay cũng đều là Dương Lưu Vân lén đến thăm cô Chính là cô đều luôn hiểu lầm Cho là kỳ cha thần cứu cô Cho rằng hắn còn quan tâm cô còn để ý cô không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô là bởi vì hắn sĩ diện hắn cao ngạo không cúi đầu mới dùng phương pháp này quan tâm cô thì ra là tất cả đều do cô tự lừa mình sao nước mắt kiềm nén không được từng giọt lớn từng giọt lớn rời xuống lạnh lẽo là cô tự đa tình sao hắn từ trước đến giờ đều không để ý qua sống chết của cô sao hắn là đang chờ đứa bé ra đời tự tay giết chết đứa nhỏ sao thật xin lỗi từ thủy thật sự xin lỗi tôi biết những thứ này đều là do tôi làm hại nếu như ban đầu tôi không có nghe lời của hắn ra nước ngoài nếu như mà tôi có thể trở về sớm một chút hắn cũng sẽ không đối với cô thật xin lỗi từ thủy tôi thật sự vô cùng xin lỗi tôi chỉ muốn bồi thường cho cô một chút gì đó cô đừng quá khổ sở tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên thần để hắn không làm tổn thương cô nữa vẻ mặt dơ lưu vân áy náy chậm rãi cúi đầu ăn nói khép nét giọng nói giống như là cầu xin ninh tự thủy tha thứ ánh mắt trột dạ không dám nhìn tới ninh tự thủy vẫn rơi vào trên giường đơn khóe miệng khẽ nhếch lên một chút hoàn hảo trước khi à đến đây đã xin ra dây chuyền trong tay đường diệt nghiêu nếu không cũng không thể khiến ninh tự thủy tin tưởng thật sự là à cứu cô chỉ cần khiến ninh tự thủy tin tưởng người cứu cô không phải là kỳ cha thân như vậy chuyện còn lại à cũng sẽ tin tưởng mình làm được tôi không tin Tôi không tin kịch trà thần đối với tôi như vậy Tôi không tin Ninh tự thủy khổ sở ôm đầu của mình Nước mắt lã trã rớt xuống Môi dưới bị cắn tới bật máu Dương Lưu Vân nhẹ giọng thở dài Mới đang dị nói Thật xin lỗi tôi cũng không muốn Khiến cho cô khổ sở như vậy Nhưng tôi thật sự chính là quá lo lắng Thần gây bất lợi cho cô Tình cảnh bây giờ của cô và đứa bé quá nguy hiểm Gian phòng hình như quá nóng rồi Dương Lưu Vân tùy ý kéo khăn quảng cổ của mình ra trên cổ điểm đỏ ứng thật sâu khiến Đinh Tự Thủy đau nhói. Đó là vết hôn, rõ ràng là vết hôn. Còn có chiếc nhẫn trên ngón vô xanh của Dương Lưu Vân, là chiếc á đeo trên cổ, hôm nay lại đổi trên ngón tay vô xanh. Phía trên còn khắc, Lưu Vân chúng ta thích. Hắn không phải đối với tôi như vậy, tôi không tin, tôi muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, tôi không tin. Ninh tự thủy giống như nổi điên chạy ra ngoài, hoảng hốt, liền áo khoác cũng không mặc, giày cũng không mang, vừa vặn dẫm chân lên mặt đất băng lãnh đau thấu xương từng bước chân nước mắt mơ hồ rơi xuống nỗi đau bên ngoài không bằng nỗi đau trong lòng cô dương lưu vân nói láo không phải thật đứng ngoài cửa nhìn dương lưu vân thấy vẻ mặt đau đớn của cô khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt đứng ở cuối hành lang nhìn cô chân không mỏng manh mà nhếch nhác chạy trong đống tuyết nhẹ nhàng mờ miệng nín tự thủy cô đừng trách tôi trách chỉ có thể trách cô không nên chiếm đoạt lòng của thần không nên để cho hắn do dự không rớt cô đã không mang lại cho thần hạnh phúc vậy thì hoàn toàn biến mất trước thế giới của hắn đi hạnh phúc của hắn gió tối phụ trách xoay người khăn quàng cổ tung bay trong gió bóng dáng nhỏ rời đi đêm khuya bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có vài chiếc đèn đường chiếu sáng nhàn nhạt, nhạt lại bắt đầu rơi tuyết điều sái mà rơi trên người cô thân thể lạnh rôn nước mắt một mực chảy xuống những sáu chân sau lưng đều là vết máu Hiện lên giữa đám tuyết Thật là bắt mắt Ninh tự thủy cô nén đau từng bước từng bước Hướng cổng bệnh viện mà đi Đôi tay trở nên đỏ bừng Thân thể đã lạnh không ngừng đang phát xôn Nhưng trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh Không phải thật Kỳ cha thần Anh nói cho tôi biết không phải thật Anh chính là quan tâm tôi Thật là đau Cổ họng rất khó chịu Giống như bị lừa đốt Tim bị áp bức đi không thờ nổi Mỗi chỗ cô đi qua Máu chảy không ngừng cùng nước mắt tuôn rơi Dưới chân đau không còn hơi sức Đặt mông trên mặt tuyết mềm Ninh tự thủy theo bản năng Che lấy bụng của mình Nước mắt lăn trào ra càng thêm mãnh liệt nghẹn ngào Con à, cha không phải đối với mẹ như vậy Hắn chỉ là tức giận nói nhảm Hắn không có cùng Dương Lưu Vân ở chung một chỗ Hắn không có, không quan tâm chúng ta Không để nén xuống nữa Tiếng hét thê lương phá tan đêm khuya tĩnh lặng đôi tay không ngừng vỗ lên nền tuyết bị dị vật cứ đứt ngón tay chảy máu cũng không để ý toàn bộ thế giới không trọn vẹn kém xa tưởng tượng trong lòng cô tôi nên nghĩ như thế nào đây trong lòng của anh có vị trí cho tôi không tôi nên nghĩ thế nào đây anh đối tốt với tôi rốt cuộc bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả không biết hơi sức cùng dũng khí từ đâu tới ninh tự thủy lần nước bò dậy vết thương ở chân đã bị làm cho lạnh lẽo tới thần kinh không có cảm giác đau khập khánh đi ra khỏi cửa chính bệnh viện chậm rãi đi lại ở trên đường kỳ cha thân em rất nhớ anh kỳ cha thân anh ôm em một cái được không mờ mịt luống cuống đứng ngã tư đường mỗi hướng đều xa xôi không thể chạm tới xa tới không nhìn thấy điểm cuối dưới đèn đường những bông tuyết đẹp đẽ kia như những tinh linh vui sướng nhảy múa trong đêm đinh tự thủy giang hai tay để những bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay mình từ từ hóa tan thành giọt nước nhỏ từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt cô rơi xuống xẹt qua khóe môi đau đớn không tả lần nữa muốn cất bước nhưng không còn hơi sức để đi tiếp nữa rồi bởi vì cô ở nơi nào kỳ cha thần cũng biết dựa vào trụ đèn đường lạnh lẽo chậm rãi ngồi dưới đất giống như là sắp chết tiếng nước nở giống như động vật nhỏ bị thương mặc dù rất nhỏ cũng không quá đau thương giống như từng tế bào trong thân thể đều đau đớn, khóc thút thít. Kỳ trà thần, anh đang ở nơi đâu? Anh nói cho em biết có được không? Tất cả đều không phải thật. Kỳ trà thần, anh không muốn giết chết em cùng đứa nhỏ. Anh thật không muốn tổn thương em. Khuôn mặt khổ sở vui vào lòng bàn tay, nước mắt theo khe hở chảy xuống. Mặc dù hành động trước kia của kỳ trà thần rất ác liệt, nhưng chưa bao giờ chân chính tổn thương cô. Mỗi lần cô có chuyện hắn đều kêu thuộc vũ hiên tới trong thời gian ngắn nhất cô tin tưởng hắn không thật tâm muốn tổn thương cô hắn không có nếu như nói sự việc trong thư phòng kia là ngoài ý muốn cô có thể tha thứ nhưng sự xuất hiện của dương lưu vân hôm nay đối với cô mà nói thật sự là đã kích trí mạng. không phải kỳ cha thân mà là dương lưu vân vết hôn trên cổ à chiếc nhẫn ở ngón áp út đánh thẳng cô vào địa ngục tất cả đều là từ cô đa tình Ninh Tự Thủy, rốt cuộc cô có cần hai chân không? Sao lại tùy hứng như vậy?" Giọng trầm thấp tràn đầy tức giận từ đỉnh đầu truyền đến, Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, nhìn bác sĩ Hoàng đi tới. Ninh Tự Thủy vô tình gạt tay hắn ra, không cho phép hắn tới gần cô. Bác sĩ Hoàng thấy biết nước mắt sàn ruộng hốc mắt sưng đỏ mà vai khẽ run, không biết cô ngây người trong đống tuyết bao lâu, cũng không biết cô còn có thể kiên trì bao lâu, cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ nhất định không ổn. Nhưng kinh ngạc nhất là về mặt của cô nhìn hắn giống như đã đang nhìn một người xa lạ. Tự thủy, cô làm sao vậy? Ninh tự thủy lần nữa gạt tay hắn ra, ngẩng đầu ánh mắt lại lẽo nhìn hắn, mở miệng hỏi. Tôi hỏi anh, có phải anh nhận tiền của kỳ cha thân? Bác sĩ Hoàng tối sầm mặt lại, đáy mắt hiện lên một tia anh ấy. Hắn có nhận tiền của kỳ tiên sinh, nhưng nếu như hắn không nhận, kỳ tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người nhà của hắn. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Ninh tự thủy quay mặt sang một bên Nước mắt lần nữa rơi xuống Tâm trạng quá đau khổ Thật sự rất đau Thì ra là Dương Lưu Vân nói đều là thật À không có lừa gạt cô Tại sao Ninh tự thủy khổ sở gầm lên Nhìn thần thái trầm mặc không nói cổ hắn Không khỏi thấy mình buồn cười Còn cần hỏi nữa sao Chim chết vì mồi Người chết vì tiền Cái thế giới này con người có thể vượt qua được mọi thứ Duy chỉ có tiền là không qua nổi là cô quá ngu, quá đần, quá si ngốc. Lại cho rằng thế giới này vẫn còn có người tốt, sẽ không có, sẽ không bao giờ có nữa. Tự thủy, tôi biết dù có giải thích thì cô cũng không tin. Cô tức giận có thể mắng tôi, đánh tôi. Nhưng đừng tự tổn thương thân thể mình được không? Cô không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ chứ. Ánh mắt vô cùng chân thành của bác sĩ Hoàng chẳng đầy lo lắng. Mặc dù hắn cầm tiền của kỹ tiên sinh nhưng sự chăm sóc mấy ngày nay đối với Ninh Tự Thủy Quan tâm, tình cảm Đều không phải là giả Ninh Tự Thủy lắc đầu Ánh mắt cũng không chứa bất kỳ một tia thiên tưởng nào nữa Lạnh lùng nhìn hắn Nâng mặt tay còn dính vết máu lau khô nước mắt Nhếch miệng nở nụ cười tự diễu Sự ngô dại khẽ cười Tôi nghĩ rằng mình đã chết trong đống tuyết này rồi Không ngờ vẫn còn có thể sống sót Là các người chăm sóc tôi Để tôi tin rằng Trên thế giới này Vẫn còn có người tốt để cho tôi tin rằng thế giới này vẫn còn tốt đẹp nhưng tại sao tại sao các người đối xử với tôi như vậy tại sao lại nhận tiền của kỳ cha thân mỗi ngày xem tôi giống như một kẻ ngốc nhất định rất thú vị phải không không phải vậy tự thủy cô hãy nghe tôi nói trong lòng bác sĩ hoàng vô cùng bứt rứt ông trời hắn rớt cuộc đã làm cái gì thế này đem một con người thiện lương tổn thương thành như vậy có phải kỳ trà thần muốn khi tôi sinh anh thông báo cho hắn ninh tự thủy ngắt lời hắn bác sĩ hoàng cắn môi về mặt mâu thuẫn mà phức tạp không biết nên làm gì nói gì thái độ của kỳ tiên sinh làm hắn đoán không ra nếu như nói kỳ tiên sinh quan tâm ninh tự thủy, lại chỉ bỏ lại một câu đứa bé ra đời phải là sống kỳ tiên sinh chưa bao giờ hỏi han đến cô càng không quan tâm tới vết thương ở hát chân cô hắn trầm mặc đến ninh tự thủy biết đáp án ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm bông tuyết bay phấp phới nụ cười nàn lòng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve bụng cảm thấy một trận nhói đau chán ướt đẫm mồ hôi nếu như đứa bé sinh ra được nhất định sẽ bị hắn hại chết tôi tình nguyện để đứa bé chết trong bụng tôi ninh tự thủy cắn môi về mặt quân cường nước mắt quanh quần ở trong góc mắt cũng rớt cuộc không chịu được rời xuống cô giơ tay lên khiến hắn kinh ngạc hùng hăng đánh lên bụng mình đừng không nên như vậy Ninh tự thủy thật xin lỗi bạn cổ cô đừng như vậy Bác sĩ Hoàng bất chấp những thứ khác Bắt đưa tay của cô cầu khẩn Không nên làm như vậy Không nên tàn nhẫn với chính mình Đối với đứa bé, đối với tôi Thật là đau, bụng thật là đau Con à, mẹ thật không muốn làm như vậy Nhưng mẹ phải như thế nào mới có thể bảo vệ con Nếu như đứa nhỏ chết ở trong bụng cô Có lẽ cô còn có thể lừa gạt mình Kỳ trà thần không có giết đứa nhỏ Con à, có trách thì trách mẹ là mẹ vô dụng là mẹ nợ con ninh tự thủy ninh tự thủy bác sĩ hoàng ôm thân thể cô nằm trên mặt đất cúi đầu thấy chất lỏng khác thường từ hai chân cô chảy ra không khỏi nhíu mày chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm quần áo cô tạo thành một mảng lớn giữa đống tuyết giống như đó hoa mai nở rộ giữa đêm đông ninh tự thủy đau đến ngất đi Bản tay gắt gao níu lấy quần áo của hắn mở mẹ nhiều lần cũng không kêu lên một tiếng cô muốn nói gì hốc mắt ửng hồng cúi đầu lỗ tai dán vào bên môi cô dấu cổ nghe được tiếng khẩn cầu gần như không tiếng động của cô cứu đứa bé ninh tự thủy cô cố gắng chống đỡ tôi nhất định sẽ cứu cô cũng nhất định sẽ cứu đứa bé bác sĩ hoàng trần vật bế cô từ trong đống tuyết lên thân thể gầy nhỏ lẹ lẽo cũng bắt đầu cứng ngắc chờ mắt nhìn ninh tự thủy nhắm hai mắt lại hai tay buông thõng xuống ninh tự thủy chống đỡ cô nhất định phải cố gắng có lẽ cả đời hắn cũng không thể quên được mùa đông của năm nay Hắn ôm một người phụ nữ có thai chạy như điên Cả người cô máu đầm đìa Vết thương khắp người Đau lòng tuyệt vọng Cái mùa đông này lạnh lẽo làm cho người ta tuyệt vọng Đem Ninh tự Thủy đặt ở trên giường bệnh Dặn người lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật Cô sinh non Đứa bé có thể sống hay không Cô có thể sống hay không Vẫn là một ẩn số Cô y tá sợ hãi mặt trắng bệch Trước khi hắn bước vào phòng phẫu thuật thận trọng hỏi Cô, cô ấy muốn sinh có muốn thông báo cho kỳ tiên sinh hay không? Bác sĩ Hoàng dừng bước, sau khi do dự mấy giây, cuối cùng cũng nặng nề gật đầu. Ninh tự thủy, thật xin lỗi, tôi không thể không làm như vậy. Ninh tự thủy, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Tiếng kêu của bác sĩ Hoàng cũng không làm cô tỉnh dậy, mà đắc sĩ chỉ hung hăng đặt mấy cái bàn tay lên mặt cô. Giữa hỗn loạn, cảm thấy mặt mình nóng bừng, bụng đau đớn kỳ liệt, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Mở mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bác sĩ Hoàng đang chuyển thành mừng rỡ lông mi rôn dày, chân mày nhíu chặt, yếu ớt thở dốc, miệng há mở, chậm rãi phun ra hai tiếng. Đứa nhỏ! Bác sĩ Hoàng nắm tay cô thật chặt, thỉnh cầu cô nói. Nên tự thủy đừng buông tha, cô cũng phải cứu đứa bé, một mình tôi không thể làm được. Cô với tôi phải cùng nhau cố gắng, có được hay không? Cùng nhau cố gắng vì đứa bé. Chợt hiểu, nước mắt tôi từ lan xuống, ánh mắt chân thành của bác sĩ Hoàng lo lắng không phải giả, cũng không phải diễn trò. Trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua, còn có người so với cô còn kiên trì hơn, còn quan tâm đứa nhỏ này, vậy sao cô có thể buông tha? Nè nén đồng ý, chậm rãi gật đầu. "Cảm ơn." Bác sĩ Hoàng nhìn thấy hy vọng trong mắt cô, khóe miệng nở nụ cười an tâm, chỉ cần Ninh tiểu Thủy không buông tha, vậy hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha. "Hiện tại cô hãy nghe tôi nói, nước ối đã vỡ, hiện tại cô phải sinh non, làm theo lời tôi." Hít sâu, hít sâu một hơi, một hơi nữa hơi thở, hút khí. Ninh tự thủy bị đau đớn hành hạ, tiếng nói bên tai cũng trở nên xa xôi và mơ hồ, có thể tưởng tượng tới đứa nhỏ vô tội trong bụng cô, kiên trì lâu như vậy, tại sao có thể dễ dàng buông tha, dù cô chết đi rồi, cô cũng không thể buông tha. Hít sâu, thở ra, hít sâu, lặp lại như thế nhiều lần, hình như đau đớn cũng bớt đi chút ít. Cô phải giữ vững thể lực, bây giờ chưa thấy bước ngoặt cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn cô từng bước một, cô chỉ cần theo lời tôi nói mà làm người cô và đứa nhỏ sẽ không có chuyện. Bác sĩ hoàng chắc chắn cố chấn định cô, nhưng trong lòng vẫn có chút bàng hoàng. Hắn không thể xác định ninh tự thủy yếu ớt như vậy liệu có trông đỡ được không. Dù sao thân thể của cô so với những người phụ nữ có thai bình thường yếu hơn rất nhiều. Khi sinh non cũng nguy hiểm hơn gấp bội lần so với những người phụ nữ khác. Hai tay ninh tự thủy lặng lẽ níu chặt lấy hai bên giường. Mỗi lần đau lại đau đớn hơn lần trước. Một lần đau như muốn chết đi đau đớn tới mức cô muốn buông tha. Không được, Ninh tự thùy, mày không thể buông tha, mày phải sinh con ra mới được. Đây là chứng cứ duy nhất, chứng minh mày trong sạch. Cho dù phải dùng tính mạng để bảo vệ bảo bối, cũng tuyệt không thể buông. Trong đầu nhớ lại hình ảnh, lần đầu tiên cô cùng kinh cha thần gặp gỡ, hồi tưởng quá thời gian hai người ở chung, bình yên như vậy, lại ấm áp, an tĩnh. Ánh mặt trời giữa trưa chiều chiếu lên hai người họ, phủ một tầng sáng giống như hào quang. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên hai người họ Bao phủ một tầng sáng giống như hào quang Kỳ cha thân Em thật là đau Anh có biết không Em thực sự rất đau Đau không chỉ là thân thể Mà còn có tâm Anh đang ở đâu Tại sao không đến thăm em Tại sao không nói cho em đây Tất cả đều là giả Anh có nghĩ qua như vậy Quá tàn nhẫn với em không ơ à! Tiếng kêu tê tâm liệt phế Xé sách màn đêm tĩnh lặng chuyển động thê lương tiếng lòng của cô tựa say cung giống như một dây kế tiếp tiếng kêu kia sẽ biến mất người cũng sẽ chết đi kỳ trả thân, em rất đau nước mắt đình tựa thủy chảy ra càng ngày càng nhiều càng thương sẽ càng nhớ đến hắn nếu như hắn có thể ở bên cạnh cô nếu như cô không có bốc đồng rời đi nếu như bây giờ bọn họ vẫn ở cùng nhau đau như vậy có thể giảm đi chút ít hay không thợ thủy chịu đựng cô không thể buông tha cố gắng lên bác sĩ hoàng cảm thấy ninh Tựa thủy đã không còn chịu nổi nữa nhưng đứa nhỏ chưa đi xa cô không thể buông tha ơ à, thật là đau kỳ cha thân em thật là đau ơ à, mẹ mẹ ninh Tựa thủy khổ sở gào thét quần áo đã bị khô lại ướt ướt rồi lại khô cứ như vậy trong lòng cô vô cùng nhớ mẹ thì sao mẹ sinh ra cô cũng không dễ dàng quá đau khổ đây là hình phạt quá tàn nhẫn quá khổ sở Phụ nữ sinh con đúng là dạo chơi quỷ môn quan một chuyến Những lời này một chút cũng không sai Cô gần như cảm thấy mình sắp chết Nhưng thân thể đau đớn Đang nhắc nhở cô Cô còn chưa chết, không có chết Không thể chết được Cứu tôi, thật là đau Khổ sở cầu khẩn vùng vẫy rẫy rụa Trên trắng bác sĩ Hoàng đầy mồ hôi Mặt ủ mày trao Một chút biện pháp cũng không có Đối mặt với khẩn cầu của Ninh Tư Thủy Lần đầu tiên cảm giác mình là một bác sĩ vô dụng không cách nào giảm bớt đau đớn của cô không được đầu của đứa bé bị cuống rốn quấn lấy từ nay đến giờ không ra được tiếp tục như vậy người mẹ cùng đứa trẻ cũng sẽ chết trong phút chốc không khí nặng nề bao trùm cả phòng phẫu thuật bên ngoài phòng phẫu thuật một bóng sáng cao gầy chiếu một cái bóng vàng vọt trên hành lang vẻ mặt hờ hứng ánh mắt sắc bén căng thẳng lạnh lùng cũng như bình thường cũng không khác thường bên thai nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế sau cánh cửa kia đáy mắt không có nửa điểm dao động đường dịch nhiều đứng ở bên cạnh hắn vẫn nhìn chăm chú và biến hóa trên khuôn mặt hắn bất đắc dĩ hắn không có nửa điểm phản ứng thật giống như người bên trong sống chết cũng không liên quan gì tới hắn cửa phòng phẫu thuật được mở ra bác sĩ hoàng bước nhanh tới tháo khẩu trang xuống ánh mắt gội vàng nhìn thẳng hắn giống như nhìn thấy hy vọng kỳ tiên sinh tình huống của ninh tiểu thư hiện giờ rất nguy hiểm đầu của đứa bé bị cuốn xuống cuốn lấy không có biện pháp lấy ra ngoài tiếp tục như vậy chỉ sợ cả mẹ và con đều chết về mặt kỳ trà thần vẫn nhàn nhạt, nhạt, như cũ còn mắt hiếp lại khẽ nhìn bác sĩ hoàng không nói một lời chỉ chờ hắn nói tiếp làm sao để có biện pháp bảo vệ hiện tại chỉ có một biện pháp chính là làm phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra nhưng cô ấy vốn sinh non thân thể yếu ớt lại ra máu không ngừng làm phẫu thuật chỉ có thể cứu được đứa bé cô ấy có thể chết ánh mắt bác sĩ hoàng có chút cầu khẩn nhìn hắn chờ đáp án của hắn hy vọng hy vọng hắn có thể nhân từ một chút dù là chỉ có một chút Cô có thể sẽ chết Những lời này không ngừng vang vọng bên tai Lông mi của kỳ trà thần khẽ rút nhẹ Môi mỏng vô tình bắn ra bà chữ Bảo vệ đứa bé Cả thân thể giống như là bị xét đánh trúng Bác sĩ Hoàng không khỏi lưu về phía sau một bước Ánh mắt không thể tin Nhìn hắn khẩn cầu Kỳ tiên sinh Nói cho cô ta biết Nếu chết, nghiệt chủng này ngay cả cho cốt cũng không còn Tiếng nói lạnh lẽo như từ địa ngục tới Vô tình, tàn khốc, không nhân tính đây mới là diện mạo vốn có của kỳ cha thân Người phụ nữ nằm trong phòng phẫu thuật Ôm nghiệt trùng Hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ Bác sĩ Hoàng như có đang muốn nói điều gì Đừng diệt nghiêu ra hiệu bằng mắt với hắn Anh có muốn người nhà không Bác sĩ Hoàng gắn môi Trần trừ mấy giây vô nghĩa Rồi sai người về phòng bệnh Trên thế giới này Tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy Người nằm trên giường là vợ hắn Còn là một cô gái thiệt lường yếu ớt Đường dịch nghiêu nghiêng đầu như gò má cổ hắn Hôm nay hắn lại một lần nữa lĩnh giáo Lòng dạ độc ác của kỳ cha thần Đối xử với người phụ nữ mình đã từng yêu Lại có thể tuyệt tình như vậy Kỳ cha thần thật đáng sợ Ninh tử thủy ngay cả hơi sức để thở Cũng không có Khuôn ngực phập phòng Tầm mắt rơi vào trên người hắn Đứa bé, cứu đứa bé Bác sĩ Hoàng tâm loạn như ma Không biết nên làm thế nào cho phải Giờ phút này nếu đem lời kỳ tiên sinh nói cho cô biết cô hoặc là điên mất hoặc là chết dù sao đi chăng nữa tình huống nào hắn đều không muốn thấy một tia sáng trở lóe lên trong đầu nếu như có thể cứu ninh tự thủy vậy thì thử một chút đi không cần lý hậu quả bàn tay hắn nắm lấy tay cô giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc nói Mình tự thủy cô hãy chịu đựng Kỳ tiên sinh đang ở ngoài cửa hắn để cho tôi nói cho cô biết chỉ cần cô kiên trì cô và đứa bé sinh ra bình an vô sự hắn sẽ tha thứ cho cô các người sẽ bắt đầu lại lần nữa kỳ tra thân ba chữ đơn giản nhất thời liền khiến ý thức của cô tỉnh táo không ít vốn ảm đạm bỗng dấy lên hy vọng nắm lấy tay hắn kích động mà hỏi hắn tới hắn ở bên ngoài bác sĩ hoàng ánh mắt nháy nháy nhưng vẫn gật đầu phải hắn đang ở bên ngoài hắn rất lo lắng cho cô trên thực tế hắn cho tôi tiền là để tôi chăm sóc tốt cho cô hắn muốn biết thời gian cô sinh con cũng phải lo lắng cho cô cô hiểu lầm hắn phải thật sao tiếng khàn khàn vang lên sự khó thở gắng gượng chống cự bùng lên nước mắt lần nữa lan xuống anh không lừa tôi ánh mắt bác sĩ hoàng lần nữa thấp xuống dùng lực thật lớn mới gật đầu tôi không lừa cô thực xin lỗi ninh tự thủy dùng hết hơi sức khóe miệng rốt cục nặn ra một nụ cười nước mắt long lanh nói đứt quáng tôi sẽ không buông tha hiện tại cô cùng đứa bé rất nguy hiểm tôi phải lập tức phẫu thuật cho cô đối với cô có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng tôi đảm bảo với cô nhất định sẽ cứu đứa bé Cô có thể tin tưởng tôi không Thấy hy vọng trong mắt cô Là hắn biết điều mình làm không có lỗi Thì trả thần không quan tâm tới mạng sống của cô Chỉ cần bản thân cô không buông tha Hắn nhất định có thể cứu cô Chỉ là Ai cũng không nghĩ tới Thì trả thần nếu có thể cho cô sinh Cũng có thể để cho cô chết Ngày tức khác Dặn dò người nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật Ánh mắt cuối cùng rơi ở khuôn mặt trắng bệch Như người chết của Ninh Tự Thủy Thấy cô đang cố gắng nói câu cảm ơn cảm ơn hai chữ nặng nề để trong lòng hắn bứt rứt không dám nhìn thấy ánh mắt trong suốt của cô nữa cư nhiên hắn lại lừa cô lần thứ nhất nên tự thủy thật xin lỗi chỉ vì tôi muốn cứu cô chờ cô khỏe nếu như phải giết tôi tôi cũng cam lòng không oán trách ngoài cửa ánh mắt lãnh trên của kỳ trà thần chăm chú nhìn lên đèn nó đang sáng bên trong đã không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra thời gian từng giây từng phút trôi qua không khí cũng bị ngưng lại vạn vật yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở thật mỏng chợt hắn nhếch môi cười ánh mắt lạnh lùng càng thêm thâm trầm chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể khiến người đàn ông kia đứng về phía cô thủ đoạn của cô vẫn còn tốt như vậy đừng diệt nghiêu sừng sốt lập tức hiểu ý tứ của cái cha thân mở miệng nói cần tôi đi giải quyết không không có ai có thể phản bội kỳ thiếu xa kỳ cha thần không lên tiếng thu lại ánh mắt tim đau đớn như có hàng vạn con trùng cắn nuốt Chỉ là hắn không vì chuyện này mà động lòng chắc ẩn, mềm lòng Không xong, bác sĩ Hoàng bệnh nhân xuất huyết Bác sĩ Hoàng thần kinh càng căng thẳng Chuyện hắn không muốn nhất đã xảy ra Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm Ninh Tự Thủy Trong lòng không ngừng lầm nhầm Đừng buông tay, Ninh Tự Thủy Cô không thể buông tay, kỳ cha thần vẫn còn chờ cô ở bên ngoài Giao phẫu thuật nhanh chóng rạch một đường trên bụng cô Mỗi lần đều sâu hơn Rốt cuộc cũng qua tầng khổ nạn thấy được đứa nhỏ một đống máu thịt mơ hồ không rõ mắt tay mũi miệng không do dự chút nào cắt đứt cuống rốn lập tức lấy đứa bé ra y tá nhanh chóng tiến hành công việc của mình lau vết máu đứa bé ăn tính nhắm mắt không mở miệng không có bất kỳ phản ứng thậm chí ngay cả khuôn mặt đều tím bầm bác sĩ hoàng đứa nhỏ giống như không bác sĩ hoàng nhíu mày tâm cũng lạnh nửa đoạn nếu như đứa bé thật đã chết rồi ninh tự thủy có có thể tiếp tục sống sao lập tức mở miệng lập tức thông báo cho bác sĩ dương tới đây cô chuẩn bị thiết bị cấp cứu đi tôi muốn lập tức tiến hành phẫu thuật vâng trong phòng phẫu thuật hỗn loạn mỗi người thần kinh được căng thẳng để cao tinh thần để xử lý mọi việc cô y tá không ngừng vỗ vỗ vào mông đứa nhỏ phát ra tiếng thanh thúy đứa nhỏ có phản ứng hay không chỉ còn lại chút nhiệt độ và gần như không hô hấp bởi vì sinh non nên nhỏ hơn so với những đứa nhỏ bình thường chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút chẳng lẽ đứa bé sẽ phải chết đi như vậy sao Bác sĩ Hoàng chuyên tâm là phẫu thuật Không lại cho Ninh tự thủy Bởi vì bệnh viện này là tuyến sau Dụng cụ không tân tiến Ngay cả vết vá thương so với các bệnh viện khác cũng kém xa Nhưng hắn sẽ cố gắng Đây là hắn thiếu Ninh tự thủy Ninh tự thủy tôi không phải cố ý lừa gạt cô Tôi chỉ muốn cô sống Vì đứa nhỏ cô nhất định phải sống Bác sĩ Dương nhanh chóng đi vào Tiến hành cấp cứu cho đứa nhỏ Ngoài phòng bệnh điện thoại của kỳ trai thần vang lên Màn hình sáng lên hai chữ Vân Nhi Trần chờ mấy giây, sau đó tiếp điện thoại. Tiếng Dương Lưu Vân quan tâm xuyên qua làn sóng điện tử vào tay hắn. Thần, anh đang ở đâu? Trễ như thế không trở lại, em rất lo lắng. Cổ họng bỗng nghẹn lại, ánh mắt nhìn qua phòng phẫu thuật mở miệng nói. Cùng Vũ Hiền uống rượu, muộn rồi anh không thể trở về, em nghỉ ngơi sớm đi, ngoan. Chữ ngoan cuối cùng mang theo cương chiều nhàn nhạt, nhạt. Được, vậy anh cũng chú ý nghỉ ngơi. Dương Lưu Vân ngắt điện thoại, ánh mắt xuyên thấu qua hành lang dài rơi trên người hắn thần cư nhân lừa ả à. ninh tử thủy cô thật đáng chết nếu như không phải là ả à, cài bánh nghe trộm trong sinh động của đường dịch nghiêu ả à sẽ không tin tưởng khi cha thần cư nhân nửa đêm chạy đến bệnh viện chỉ vì ninh tử thủy muốn sinh thần anh hận chẳng lẽ đều là giả mạn thiên phi tuyết bác phong quát bên tai tạo thành tiếng ong ong đoàn người lặng lẽ không tiếng động đi tới cổng lớn của bệnh viện cũ sách một bóng đen chạy ra ngoài giảm thấp âm lượng Tiến sinh phụ nữ kia hình như nguy hiểm đến tính mạng vẫn còn cấp cứu đứa bé đang ở trong phòng giải phẫu vừa mới có một bác sĩ đi vào không biết đang làm cái gì người đàn ông có đôi mày như mực vẽ có chút nếp nhăn ánh mắt âm trầm mà lo lắng nhìn về phía lầu hai bệnh viện còn sáng đèn cô bây giờ đang ở bên trong giờ phút này có phải cô rất nguy hiểm hay không lấy tính cách cô kỳ trà thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đứa bé tôi muốn các cậu đi tìm một trẻ con mới sinh không khác biệt lắm chết thế thân nhưng lúc này rất khó đi tìm đứa trẻ chết thay tôi mặc kệ cậu lấy biện pháp gì nhất định phải giữ được đứa nhỏ của cô ấy nếu không cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa người đàn ông lạnh lùng cắt đứt lời của tên kia không thể làm gì khác hơn là gật đầu lập tức xoay người rời đi tuyết rơi lớn như vậy còn những có thể tìm một đứa nhỏ thòi thóp như vậy đưa tới địa phương vắng vẻ như này thời gian cũng không đủ để hành động người đàn ông chần chừ một chút bấm điện thoại Sư phụ còn tìm được cô ấy rồi Chỉ là tình huống trước mắt cô ấy rất nguy hiểm Cái gì tạm thời mặc kệ cô ấy Nhưng Không đợi lời hắn nói xong Đối phương đã ngắt điện thoại Chân trừ nhìn chăm chăm điện thoại Không hiểu ý tứ sư phụ Thật mặc kệ cô ấy sao Mặc dù không cam tâm Nhưng lời của sư phụ nói lại không thể không nghe Sư phụ muốn hắn làm như vậy Nhất định là có dụng ý sâu hơn Nếu sư phụ nói không cần trông nom liền đại biểu cho cô không có việc gì Thở dài một hơi Xoay người hất tay rời đi trong phòng phẫu thuật mùi máu thanh nồng nặc ánh đèn chói sáng chói mắt hai bác sĩ đều toàn lực ứng phó cô y tá không ngừng lau mồ hôi trên trán bọn họ để tránh cho mồ hôi nhỏ giọt lên vết thương sẽ gây phiền toái cho bệnh nhân bác sĩ dương nhíu chặt chân mày thở dài một cái hướng về phía bác sĩ hoàng lắc đầu không có biện pháp đứa bé này không thể cứu sống bác sĩ hoàng sững sờ ánh mắt thâm u dưới trên người đứa nhỏ nhiều nếp nhăn trên da thịt thật không đẹp mắt nho nhỏ dáng dấp như một cây sầu hắn không sợ đứa nhỏ chết rồi kỳ tiên sinh sẽ trách tội xuống chỉ sợ ninh tự thủy tỉnh lại biết đứa nhỏ đã chết sẽ không chịu được nổi không được bác sĩ dương thôi lại một lần nữa đi không nên khinh địch buông tay chỉ cần có một tia hy vọng đều không thể buông tay bác sĩ dương thấy ánh mắt khẩn cầu của hắn vẫn đang dĩ gật đầu không hề từ bỏ đứa nhỏ này chỉ là cho dù hiện tại cô sống đứa bé cũng không thể chắc chắn khi nào chết đi dù sao cũng sinh non thiên tính so với những đứa nhỏ khác yếu hơn nhiều Ninh tự thủy bị gây mê Vẫn không có ý thức Thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng chưa thấy qua Đứa nhỏ là nam hay nữ cũng không biết Đèn đỏ ở phòng phẫu thuật Sáng đèn mãi tới trưa ngày thứ hai mới tắt Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm Đứa nhỏ tạm thời không có nguy hiểm Nhưng người mẹ mất máu quá nhiều Mặc dù được cứu nhưng không biết lúc nào mới có thể tỉnh Nhưng thượng đế đã rất nhân từ cứu vớt rồi Kỳ Cha thần đã không còn ở bệnh viện Công ty sáng sớm đã có chuyện Hắn chạy về xử lý Nhận được điện thoại của đường diệt yêu Người mẹ và đứa nhỏ chưa chết Hắn không ra vẻ gì ngắt điện thoại Tài liệu trong tay cũng không nhìn nổi nữa Tên nghiệt trùng kia rốt cuộc cũng sinh ra rồi Nhưng đến bây giờ Người đàn ông kia vẫn không xuất hiện Chẳng lẽ hắn thật không thèm để ý nghiệt trùng của mình Cũng không quan tâm người phụ nữ kia sao Ninh tự thủy Cô rốt cuộc vì dạng đàn ông nào Mà phản bội tôi Thường hại cô nằm trong phòng phẫu thuật sống chết chưa rõ Hắn cũng không tới thăm lấy một lần Thật báo ứng môi mỏng cong lên diễu cợt không nói cũng biết đến bãi đậu xe còn chưa kịp lên xe đã thấy dương lưu vân ôm bình thủy đi tới bởi vì mặc ít thân thể nhỏ bé không khỏi run rẩy kỳ trà thần nhíu mày một cái xài bước đi tới đem áo khoác thật dày kho lên người à tiếng nói chết cứ trở lại như thế này em ra ngoài làm cái gì dương lưu vân cười một tiếng đưa bình giữ nhiệt ra như dâng món đồ chân quý tối qua khẳng định anh uống rất nhiều rượu em sợ anh hôm nay không có khẩu vị ăn cơm cố ý làm đưa tới cho anh đứa ngốc kỳ cha thần vuốt chán à sinh lòng thương tiếc những chuyện này rõ ràng có thể để cho người giúp việc làm à nhất định tự mình làm trời lạnh như thế này chạy đến cũng không sợ bị đông cứng anh đưa em về nhà cánh tay thon dài của kỳ cha thần nắm lấy bà vai của à để cho nửa người ả à giúp vào ngược hắn dương lưu vân nghiêng đầu nhìn ngón tay trắng nõn của hắn khoác lên vai của mình ánh mắt sửng sốt một chút khuôn mặt ngượng ngùng gật đầu ôm hộp giữa nhiệt ngây ngốc bị hắn đưa lên xe tài xế cùng kính mở cửa xe ra dương lưu vân lên xe trước kỳ trà thần đi theo sau tài xế chạy chậm ánh mắt xuyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy động cơ nhìn qua dương lưu vân kỳ trà thần nghiêng đầu thấy dương lưu vân vẫn đang run run giọng ánh nhàn nhạt, nhạt còn rất lạnh sao nhanh trở về một chút tài xế giống như không nghe thấy không có bất kỳ động tác gì kỳ trà thần cau mày ngẩng đầu chưa kịp mở miệng chợt nghe người bên cạnh thét lên một tiếng đừng dương lưu văn nghiêng người cả người chắn trước mặt kỳ trà thần một phát đạn chính xác bắn vào bụng ả à, máu tươi phò ra ngoài nhiễm đỏ áo khoác đau đớn khiến cho vẻ mặt của ả à nháy mắt trở nên trắng bệch ánh mắt kỳ trà thần tối sầm lại thật nhanh rút dao găm trên người ra lúc tài xế không kịp phản ứng cắt đứt cổ họng của hắn máu tươi văng khắp nơi vẩy lên khuôn mặt tái nhợt của dương lưu vân đỏ thắm cùng cái nhợt tạo thành một bảng đối lập Kỳ trai thần xoay người đem Dương Lưu Vân ôm vào trong ngực, giọng nói trầm xuống. Vân Nhi! Dương Lưu Vân đau đớn cắn chặt môi, ngón tay nắm lấy hắn, đau đớn khó nhìn, đau đớn mỗi lần như rào cắt. Em đã đồng ý quá, sẽ không ngăn trước mặt anh nữa. Rất xin lỗi, em lại nuốt lời rồi. Bởi vì em, em không muốn thần bị thương. Một dòng nước mắt từ từ trào ra, rơi vào bàn tay to của hắn, nóng bỏng làm ra thịt của hắn bị thương ánh mắt âm lệ thâm trầm đau lòng căng thẳng một đường như muốn đứt sời vẻ mặt âm lãnh đáng sợ trong đầu giống như nhớ lại hình ảnh nhiều năm trước thân thể non nớt ngăn trước mặt hắn máu tươi lan tràn thế nhưng hắn lại không thể ra sức vậy mà hôm nay chuyện cũng lặp lại trong lòng hắn nhói đau tình cảnh hiện tại so với năm đó có gì khác biệt à vẫn ngu như vậy vẫn cố gắng che chở trước mặt hắn ngu đến vì hắn mà bị thương còn nói lời xin lỗi sau lần đó hắn đã để à đồng ý với hắn không cho phép ngăn cản trước mặt hắn sau hỗn loạn cùng đau đớn à từ từ tỉnh lại hắn ôm à níu chặt cánh tay vân nhi nhìn một chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhấn báo động bên trong xe rất nhanh có một đám người xuất hiện ở bãi đậu xe đưa bọn họ tới bệnh viện của thuộc vũ hiên dọc theo đường đi máu tươi không ngừng chảy ra nhiễm đỏ áo sơ mi của hắn bàn tay cảm thấy ả à suy yếu mày kiếm càng nhíu chặt muốn dùng độ ấm của hắn để sưởi ấm cho ả à, nhưng tốn công vô ích Dương Lưu Vân nhẹ giọng rầm rìm một chút, nước mắt rũ xuống, thân thể run rẩy, tiếng nói yếu ớt vang lên trong bồ xe yên tĩnh. Thân, em thật là đau, lạnh quá, anh có thể ôm chặt em không? Kỳ trà thần vòng chặt cánh tay, lại sợ làm đau à, nhìn bộ dáng đáng thương của à, cúi đầu đặt bờ môi ấm áp lên chán à. Vân Nhi, ngoan, có anh ở đây, không sợ, lát nữa đến bệnh viện, em sẽ không có chuyện gì. Dương Lưu Vân gian năn gật đầu, ánh mắt yếu đuối muốn nhìn khuôn mặt hắn cho rõ ràng bàn tay dính máu vốt ve mặt hắn lại sợ làm dơ hắn ngón tay níu thật chặt áo sơ mi trắng của hắn lưu lại dấu vết đỏ thắm dữ tợn thân lần này em sẽ chết sao anh thân vân nhi sẽ chết sao một năm kia à cũng nằm trong ngực hắn hỏi như vậy à có thể chết sao kỳ trà thần hiển nhiên cũng nhớ đoạn chuyện cũ này ánh mắt kiên định dính chặt trên khuôn mặt à giọng nói bá đạo cường thế sẽ không anh sẽ không để cho vân nhi chết hốc mắt dương lưu vân hạ nhiệt rất an tâm chầm ra nhắm mắt lại giọng nói khàn khàn nứt quãng thân nói em sẽ không chết em nhất định sẽ không chết em tin tưởng anh ngoẹo đầu cả người rơi vào hôn mê nhanh lên một chút Kỳ cha thân mím môi hai chữ lạnh lẽo vô cùng uy nghiêm ra lệnh bởi vì bão tuyết đêm qua tuyết đọng trên đường vẫn chưa được dọn đi cho nên cho dù muốn đi nhanh cũng bất lực Thời tiết như vậy, tốc độ như hiện giờ đã vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật xe. Nhưng đường dịch như không quản được nhiều như vậy, người ngồi phía sau là Dương Lưu Vân, máu ả chảy không ngừng, hôn mê bất tình, chậm lại một chút, rất có thể ả sẽ gặp nguy hiểm. Hắn nghĩ nếu giờ phút này người ôm ả là hắn, lòng tràn đầy thống hận người làm ả bị thương. Bàn tay hắn nắm thật chặt tay lái, gân xanh đều nổi hết lên, chân nhanh chóng nhấn ga, vì Vân Nhi hắn sẽ trả bất cứ giá nào. Thuộc Vũ Hiên đã sớm chờ cổng bệnh viện, nhìn thấy xe của bọn họ, lập tức cho người ôm Dương Lưu Vân xuống. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy à thì chân mày không khỏi nhíu chặt, nghiêm túc nói. Cô ấy mất máu quá độ, rất nguy hiểm, tôi lập tức chuẩn bị phẫu thuật lấy đạn ra. Kỳ trà thần gật đầu, một mực đi theo đoàn người tới cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, ánh mắt lạnh lùng không khỏi xẹt qua vài tia lo lắng. Người nằm trong đó là cô gái nhiều lần bảo vệ hắn, thật có thể cười hắn đường đường là một người đàn ông hắn là kỳ cha thần lại để cho một người phụ nữ đi bảo vệ mình còn là một người phụ nữ hắn không thương đường dính yêu nhíu mày không tỉnh táo hơn kỳ cha thần sự lo lắng của hắn toàn bộ viết ở trong ánh mắt trên mặt thậm chí ngay cả khi mở cửa vừa rồi tay cũng run rẩy thấy dương lưu vân an tính nằm trong ngực hắn như vậy tâm cho lúc nhất thời liền sợ lên ngộ như cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy hắn phải như thế nào cho phải ánh mắt lạnh lùng của kỳ trà thần rơi vào người đường diệt nghiêu môi mỏng mím lại tài xế của công ty vốn rất trung thành tại sao đột nhiên phản bội đường diệt nghiêu cúi đầu bên ngoài kỳ trà thần càng bình tĩnh lên đại biểu trong lòng của hắn càng tức giận tôi sẽ tra ngay bây giờ nhất định sẽ cho kỳ thiếu gia một đáp án thỏa mãn kỳ trà thần mí môi không lên tiếng cả người đều dính máu của dương lưu vân nhiệt độ thấp dán lên da thịt hắn tâm tính nghi ngờ phức tạp mâu thuẫn đối mặt với thâm tình của dương lưu vân hắn không thương nhưng không có cách nào không cảm động bởi cười chỉ của à thế gian này không có mấy cô gái vì hắn mà làm được như thế nhất là khi hắn không yêu à chút nào vân nhi tại sao em luôn ngốc như vậy ánh mắt đường dịch nghiêu nhìn thật sâu vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt không cam lòng rời đi lòng tràn đầy hỗn loạn cùng lo lắng hắn không có biện pháp rời đi dưới tình huống cô như vậy nhưng hung thủ tổn thương dương lưu vân không thể tha thứ hắn muốn bắt được người đứng phía sau đòi lại cho dương lưu vân một cái công đạo Lưu Vân, em chờ, anh Dược có nhất định báo thủ cho em. Ôm cái ý nghĩa này, lúc này đường Dược Nghiêu mới rời khỏi đại sảnh bệnh viện. Ninh Tự Thủy được đưa vào phòng bệnh, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, chân mày lá liễu vẫn nhíu chặt, khuôn mặt rất khổ sở, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa trên mày nhíu chặt, không tiếng động thở dài. Bác sĩ Hoàng mới nhìn túi nước biển thứ tư được thay, Ninh Tự Thủy không có chút dấu hiệu tỉnh lại, đứa bé mặc dù tạm thời được cứu sống, nhưng vẫn phải ở trong phòng kính bên ngoài vẫn có người của kỹ tiên sinh trong trường trừ y tá người khác không thể đến gần thậm chí hắn là bác sĩ cũng không có biện pháp đi thăm đứa bé tự thủy cô tỉnh lại đi đừng ngủ nữa chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy con gái mình sao tiếng lầm bầm lọt vào tai cô chân mày ninh tự thủy hạ xuống lông mi kinh lên rôn rầy nhưng không mở mắt là ai là ai đang nói chuyện bên tai cô là ai vuốt ve chân mày cô trong mơ màng cảm giác là có người đang nói chuyện với cô muốn mở mắt nhìn một chút nhưng không có hồi sức rất mệt mỏi đứa nhỏ con gái chẳng lẽ cô sinh ra con gái sao thật tốt quá kỳ cha thân là anh sao là anh ở bên cạnh bảo vệ em sao em thật muốn mở mắt nhìn anh nhưng em rất vô dụng mở mắt không được không thể thấy anh mệt quá em muốn ngủ tiếp một hồi kỳ cha thân anh đừng thức giận Em sẽ rất nhanh tỉnh lại Em sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy anh và con gái Một giọt nước mắt không tiếng động Từ khóe mắt chảy ra Đưa một bàn tay ấm áp lau đi Chân mày không nhíu chặt nữa Cô ngủ rất an ổn như đứa trẻ Bác sĩ Hoàng mất đắc sĩ than thở Đắp kín chăn cho cô Đi ra trước phòng bệnh đóng kín cửa lại Thuộc Vũ Hiên cuối cùng Từ phòng phẫu thuật đi ra Lấy khẩu trang xuống ngẩng đầu nhìn thấy kỳ trà thần đứng ở cửa Rõ ràng là một thân nhếch nhác nhưng trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ nhếch nhác cùng lo âu nào kỳ cha thần thấy hắn ra ngoài cũng không nóng này tiến lên mở miệng ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn hắn không nói mà uy khi thế cứng rắn môi mỏng bằng tình mím chặt mang theo lạnh lùng giống như là nói cho hắn biết nếu như dương lưu vân xảy ra chuyện gì bệnh viện của hắn cũng không bảo vệ nổi tạm thời không có nguy hiểm tính mạng cậu đi xem cô ấy chút đi sau đó tới phòng làm việc của tôi nói chuyện thuộc vũ hiên thấp giọng Nói xong cúi đầu Cao mày tự hỏi nên mở miệng thế nào Với kỳ thiếu xa đây Không nói thật có lỗi với Dương Lưu Vân Hơn nữa à sớm muộn sẽ biết Nếu nói bệnh viện của hắn khó mà duy trì được Thượng đế Một ninh tự thủy vừa đi Tại sao lại tới một Dương Lưu Vân Hơn nữa tại sao mỗi lần xui xẻo lại là hắn Thật là chọn lầm bạn tốt Vô ý Phòng bệnh cao cấp Dương Lưu Vân an tính nằm ở trên giường Cánh tay được truyền nước biển Về mặt rất yếu ớt lông mỹ bất động bởi vì mới tiêm thuốc mê cho nên lâu sau mới có thể tỉnh lại bất tỉnh cũng tốt đau đớn như vậy à làm sao nhận được kỳ cha thần nhẹ nhàng nâng tay à lên nhẹ nhàng hôn xuống ánh mắt nhìn à mờ miệng lầm bầm đứa ngốc vì sau không cho làm như vậy dương gia chỉ còn lại một mình à cha mẹ à vì cha mẹ hắn mà chết à hai lần vì hắn mà bị đe dọa đến tính mạng kỳ ra thiếu bọn họ thế nào vẫn không rõ vẻ mặt nặng nề của tôi vũ yên khiến hắn bất ổn nhưng mặc kệ dương lưu vân đã xảy ra chuyện gì hắn đều nghĩ ra biện pháp bảo vệ ả à, lo cho ả à chu toàn vì bị mất máu nhiều càng dặn y tá chăm sóc thật tốt xoay người hướng phòng làm việc của thuộc vũ Yên bước tới thuộc vũ hiên khô não nhìn bệnh án đối diện với kỳ trà thần ngồi đó đã nửa tiếng rồi hắn vẫn không có cách nào mở miệng kỳ trà thần trầm mặc hơn hắn càng nguy hiểm không mở miệng chủ động hỏi vẫn chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn chăm chăm hắn nếu như hắn chủ động hỏi có lẽ sẽ dễ mở miệng hơn Kỳ thiếu ra Chuyện này tôi không dám nói cho cô ấy biết Tôi cho cậu biết Nhưng cậu nhất định phải chịu đựng Không nên tức giận Ngàn vạn lần đứng tức giận Cậu tức giận Bệnh viện của tôi coi như xong rồi Ánh mắt kỳ cha thần lạnh lùng nhìn lên Bàn tay đặt trước hai chân Về mặt trầm xuống mí môi nói Cậu đã nói nhảm sao Ý ngầm nếu cậu không nói Bệnh viện này đát bét Thuộc Vũ Hiên lau mồ hôi Nuốt ngụm nước bọt giọng nói chân chờ Cậu cũng biết từ cung của phụ nữ rất yếu Nhưng viên đạn kia tổn thương Tới tử cung của cô ấy Dù ý thuật của tôi có cao hơn nữa Cũng không còn biện pháp Kỳ cha thần không chỉ châm mặt xuống Ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén Bén nhọn như đao Dừng lại trên người thuộc Vũ Hiên Trong lúc vô hình tạo thành một loại cảm giác bị áp bức Làm cho thần kinh của thuộc Vũ Hiên vô cùng căng thẳng Lưu Vân Về sau không thể nào có đứa nhỏ Thuộc Vũ Hiên nói xong câu đó Lập tức đứng lên lùi về phía sau ba bước một giây kế tiếp quả đấm của kỳ tra thần hung hăng nện trên bàn bước lên tôm lấy y phục của hắn xách lên hung hăng nặn từng chữ một ra cậu lặp lại lần nữa thuộc vũ hiên hai chân run lên nhìn lên trên bàn làm việc của mình nứt ra khóc không ra nước mắt đối diện với ánh mắt sắc bén của kỳ tra thần nhắm mắt nói tôi biết rõ chuyện này đối với cậu rất khó tiếp nhận nhưng chúng tôi đã tận lực chỗ đạn bắn bị thương dù sao cũng là tử cung không phải những chỗ khác khi cha thần buông lỏng tay hung hăng vứt y đạp mạnh vào góc tường ngăn y không cho nói thêm gì nữa không thể có đứa bé cái kết quả này quả thật là muốn mạng người vân nhi còn nhỏ như vậy nếu à biết sau này sẽ không làm mẹ được nữa sẽ đau lòng biết bao như vậy dương ra chẳng phải là tuyệt hậu rồi hai tay nắm chặt toàn gân xanh tiếng khớp xương và đập vào nhau tập hợp trong một chỗ pha ra tiếng vang dùng nhà lạnh lùng kia đã không thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung nữa rồi nếu như không phải vì hắn Vân Nhi làm sao sẽ mất đi cơ hội làm mẹ Hắn đã không có năng lực có đứa bé Tại sao chuyện tàn nhẫn như vậy Có thể xảy ra trên người Vân Nhi Thuộc Vũ Hiên bị đụng vào vách tường Các đốt xương sống đến như muốn đứt ra Nhưng không dám lên tiếng Y rõ ràng biết kỳ thiếu gia đang đau lòng Chính hắn không thể có đứa nhỏ Hôm nay có liên lụy Dương Lưu Vân không thể có đứa nhỏ Làm sao có thể không tự trách Trong lòng làm sao có thể không khó chịu Hai người không nói chuyện Ánh mắt chuyển rời tới người đứng bên ngoài cửa Đường dịch nghiêu trong mắt hắn toàn đau lòng cùng dai dứt Lưu Vân về sau không thể có con Đường diệt Nghiêu thật là muốn gầm lên Tại sao đối với cô ấy thản nhẫn như vậy Có đau khổ gì Hãy để cho hắn chịu được là được Tại sao nhất định phải là Lưu Vân Cô ấy thiện lương đáng yêu làm sao Tại sao muốn tức đoạt tư cách làm mẹ của cô ấy Kết quả Môi mỏng của kỳ trà thần nhếch lên Lại lùng vẻ mặt Nhìn thuộc Vũ Hiên cảnh cáo một cái Người đã chết không tìm được đồng đảng chỉ là phát hiện hai cuộc điện thoại rất kỳ quái. Đường Diệt Nghiêu khắc chế bi thống trong lòng, đi lên trước, đem điện thoại giao cho kỳ tra thần. Cách màng mỏng, ngón tay trắng nõn của kỳ trà thần nhẹ nhàng gõ mấy cái. Ánh mắt rơi vào những cái trò chuyện thì vô cùng lạnh lẽo. Ngón tay dùng sức, gần như bóp vỡ điện thoại di động. Mắt vừa nhau lại những tia sáng lạnh lẽo. Số điện thoại tôi đã điều tra, không có tín hiệu, không thể nào tra được. Đường Diệt Nghiêu mở miệng bổ sung. Bùm, điện thoại di động bị kỳ trà thần hung hăng ném trên mặt đất vỡ làm bày mảnh môi mỏng vẫn hận nhả ra bà chữ ninh tự thủy trong lòng thuộc vũ hiên hơi hồi hộp theo bản năng nói có thể chỉ là một hiểu lầm hay không hai người đàn ông này ánh mắt lạnh léo giống nhau giữa trên người y làm cho thuộc vũ hiên không biết phải làm sao lập tức biết mình đã nói sai cho dù y nói đúng lấy cảm xúc vẫn nổ của hai người kia cũng không nghe nổi bác sĩ bệnh nhân đã tỉnh lại yêu cầu gặp kỷ tiên sinh Tiếng y tá vang lên và vỡ thấy cục khẩn trương của ba người, không khí ngột ngạt. Kỳ trà thần bước tới cửa, chợt dừng bước, quay đầu nhìn hai người ra lệnh. Chuyện này không thể cho Vân Nhi biết. Thuộc Vũ Hiên che miệng của mình, bảo đảm sẽ không nói cho Dương Lưu Vân. Ánh mắt đường diệt nghiêu ảm đạm, chân trừ hồi lâu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lưu Vân biết sẽ chỉ thiết đau lòng, có thể lừa gạt một ngày thì sẽ tốt một ngày. Dọc theo đường đi hai người đàn ông đều không lên tiếng, đường diệt nghiêu cũng im lặng đi phía sau hắn hôm nay biết chuyện này là ninh tự thủy làm kỳ thiếu gia sẽ làm như thế nào mà hắn muốn đối với lưu vân ra sao hắn biết những năm này dương lưu vân vẫn yêu kỳ thiếu gia hai lần vì hắn ngay cả mạng cũng không muốn hôm nay vì hắn từ cách làm mẹ cũng mất đi chẳng lẽ kỳ thiếu gia không cho cô một công đạo sao trước cửa phòng bệnh đường diệt nghiêu mở miệng thấp giọng hỏi kỳ thiếu gia tính nói với tiểu thư thế nào kỳ cha thân dừng bước mặc dù không quay đầu lại nhưng bóng lưng rõ ràng cứng ngắc giọng nói của hắn lạnh lẽo kiên định trả lời tôi sẽ chịu trách nhiệm với vân nhi ánh mắt đường dực nghiêu khiếp sợ nhìn theo bóng lưng cao gầy kiên định của hắn bàn tay cầm cánh cửa gân xanh nổi lên tôi sẽ chịu trách nhiệm với vân nhi kỷ thiếu ra đồng ý chịu trách nhiệm với lưu vân đây là hắn cam kết sẽ lấy lưu vân sao lồng ngực đau đớn chiếm rãi di động lan tràn đến cả tay chân toàn bộ cứng ngắc kết quả như thế sẽ làm Lưu Vân rất vui vẻ. Nhưng tại sao tim của mình lại đau như vậy, còn có ghen tị thật sâu? Rõ ràng kỳ thiếu gia không yêu Lưu Vân, người yêu Lưu Vân là mình. Bất đắc dĩ, hết lần này đến lần khác, người Lưu Vân yêu cho đến bây giờ chỉ có kỳ thiếu gia. Hắn biết, sớm đã biết. Nhưng mà... Tôi sẽ nói cho Vân Nhi, người không thể sinh con là tôi. Kỳ cha thần lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, bỏ lại một câu đi vào trong phòng bệnh. Kỳ cha thân hắn làm việc chưa bao giờ cần giải thích với bất luận kẻ nào, lần nào cũng vậy là bởi vì hắn biết tâm tư của đường dịch nghiêu, nhưng hiểu tâm tư của Vân Nhi hơn. Nợ nhà họ Dương nhiều như vậy, hắn nên cho Vân Nhi một công đạo, cho nên cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của cô. Đường dịch nghiêu chưa bắt những cánh cửa khép lại, nhưng không đi vào, cúi đầu khóe miệng nở nụ cười đáng chát. Nếu Lưu Vân muốn như vậy, vậy thì hắn sẽ yên lặng cất giấu tâm sự của mình, vẫn bảo vệ kỳ thiếu gia và Lưu Vân cuộc đời này không thay đổi. Dương Lưu Vân tỉnh lại, vẫn rất suy yếu, nhìn thấy kỳ cha thần, câu nói đầu tiên liền hỏi. Anh không sao chứ? Kỳ cha thần ngồi xuống bên giường, tay sờ soạng lên chắn của cô, ánh mắt mang theo thường tiếc, lẩm bẩm nói. Đứa ngốc, anh không sao, em mới vừa tỉnh, cần phải khỏe mạnh. Ừ, ờ, Dương Lưu Vân đáp lời, tay bị hắn giữ trong lòng bàn tay, cảm thấy thật ấm áp, rất ấm áp. Không gian yên tĩnh thật lâu, cô chậm dễ mờ miệng anh riêng yêu có điều tra ra được là ai làm không còn có ai muốn hại anh không những chuyện này em không cần lo lắng anh sẽ xử lý kỳ cha thần nhẹ nhàng vỗ nhẹ mặt cô ý bảo cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi dương lưu văn nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại cảm thấy kỳ cha thần buông lòng tay ra lập tức mở mắt muốn rời giường vừa động một chút bụng đau đớn liệt. À, kỳ liệt ơ kỳ cha thần lập tức xoay người trở lại trách móc Ai cho em cử động hả Dương Lưu Văn uất ức Ánh mắt ửng đỏ yếu ớt nói Thân anh đừng đi Em sợ em rất sợ Đau quá Kỳ cha thần nhìn trong trong cô mấy giây Hốc mắt hồng hồng rất đáng thương Hẳn là động đến vết thương rồi Mới có thể làm cô đau đớn Cắn chặt môi bộ dáng ủy khuất Được rồi anh không đi Anh cho em ngủ rồi đi Kỳ cha thần ngồi xuống kéo chăn đắp cho cô Ngủ đi Lúc này Dương Lưu Vân mới nhu thuận nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Kỳ trà thần vẫn ngồi bên cạnh cô, nhìn cô bình yên ngủ, lúc này mới an tâm rời đi, đi tới cửa nói với đường diệt yêu. Giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy. Đường diệt yêu gật đầu, Dương Lưu Vân người không còn mùi của kỳ trà thần nữa, lúc này mới mở mắt, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm đắc ý. Đừng hỏi cũng biết kỳ trà thần lúc này muốn đi làm cái gì. Bác sĩ Hoàng cách lớp kính xa xa, nhìn đến đứa trẻ trong dương dưỡng khí, so với lúc vừa ra đời tốt hơn nhiều mặc dù bộ dáng vẫn yếu ớt nhưng ít ra vẻ mặt không tím tái da thịt nhiều nếp nhăn an tính nằm ở đó không khóc không làm khó y tá nói từ lúc phát ra tiếng đến bây giờ con bé không khóc lần nào nữa kỳ tiên sinh còn chưa đến không biết số phận của ninh tự thủy và đứa bé ra sao trực giác nói cho mình biết sẽ không có chuyện tốt xảy ra nếu không cho đến bây giờ kỳ tiên sinh cũng sẽ không đến liếc mắt nhìn đứa bé nên làm gì đây y tá vội vàng chạy tới nên hành lang vắng vẻ tiếng bước chân dồn dập băng lên bác sĩ hoàng nhíu mày chạy cái gì chẳng lẽ quên mất bên trong bệnh viện cấm chạy sao y tá trẻ thờ ông hồng hộc trên trán cũng diện mồ hôi hột ánh mắt khẩn trương quét qua hai người canh giữ ở phòng trẻ sơ sinh kéo bác sĩ hoàng qua một bên nhỏ giọng nói không xong rồi kỳ thiên sinh tới đến phòng của Ninh tiểu thư đi vẻ mặt của án thoạt nhìn rất không tốt ông nói Ninh tiểu thư có thể gặp chuyện không may hay không vẻ mặt bác sĩ hoàng lập tức thay đổi chuyện không tốt quả nhiên sắp xảy ra nghiêng đầu nhìn hộ vệ nơi cửa ánh mắt rũ xuống âm thầm quyết định quyết định thật nhanh kéo tay y tá trẻ về trước phòng làm việc của mình kỳ trà thần đạp cánh cửa cố rách nát ra người nằm trên giường về mặt bệnh hoạn tái nhợt tóc bị mồ hôi thấm ướt vẫn không gỗ sạch qua tàn mát xa mùi hôi thối nhếch nhác bết bát không chịu nổi thậm chí trên nệm còn loang lổ vết máu trong lòng mơ hồ sao động trong đầu hình ảnh vân nhi cả người đến vết máu trượt lóe lên ánh mắt lạnh lẽo Vân nhi bị cô làm hại, thiếu chút nữa chết. Hôm nay không cách nào làm mẹ. Lúc này cô còn có thể nằm ngủ được. Vẻ mặt càng lúc càng lạnh, ánh mắt âm trầm khóa lại với mặt tiêu tụy của cô, lạnh lùng nhìn trong trọc một hồi lâu. Phẫn nộ trong lòng thiêu đốt, càng lúc càng mãnh liệt. Thời gian yên tĩnh, không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ quấn lấy nhau. Chân mày Ninh tự thủy nhíu chặt, mơ hồ cảm giác được có người đứng ở bên giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình. Là ai? Là kỳ trà thần sao Hắn vẫn ở chỗ này chưa rời khỏi sao Ninh tự thủy cố gắng chống mí mắt Hy vọng mình đừng ngủ Không để cho kỳ trà thần chờ mình quá lâu Còn có con gái Cô thật muốn trông thấy con gái Không biết dáng vẻ con bé thế nào Lông mi kinh nghiệt xôn dày Sau một lúc vất vả mí mắt mở ra Ánh đèn trói mắt muốn chảy nước mắt Nhưng vì kỳ trà thần và đứa bé Cô nhìn ý nghĩ muốn nhắm mắt lại Tầm mắt bắt đầu mơ hồ Nhưng lúc nhìn thấy rõ ràng hình dáng người đứng bên cạnh thì trên khuôn mặt tái nhợt toát ra vẻ vui thay trong lấy sườn muốn ngồi dậy khẽ động đến vết thương cô đau đớn nhíu mày thật chặt không ngừng hít sâu vết thương mới phá lại tốt hiệu lực thuốc tê đã hết căn bản không thích hợp cử động nhưng nhìn đến kỳ tra thần trong lòng thật sự vui vẻ cô có thể nuốt vào hết thảy đau đớn chỉ cần có hắn bên cạnh mình có hắn quan tâm đau đớn gì cô đều không sợ đôi tay chống đỡ lấy sườn thân thể thận trọng cử động mỗi một động tác chậm rãi đều giống như qua một thế kỷ đau đớn kỷ liệt từng cơn cuốn lấy trong lòng không ngừng tự nhủ không đau không đau kỳ trà thần đặt chân đứng một bên thở lạnh nhạt trong đáy mắt cô đau đớn không có ý nghĩa ninh tự thủy bảo hiểm đầu đổ mồ hôi lạnh mới vừa ngồi xong nâng cái tay rôn dày ngó tay muốn nắm lấy ống tay áo của hắn trên mặt vui sướng không cần nói cũng biết chẳng qua khi đầu ngón tay xẹt qua ống tay áo của hắn trong nháy mắt kỳ cha thần rõ ràng tránh ra một bước tránh được tay của cô ninh tự thùy không khỏi giỡn sờ ánh mắt nhìn hắn nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc là mình nhìn lầm rồi sao tại sao trong đáy mắt của kỳ cha thần cô nhìn thấy chán ghét suy nghĩ nhiều ngày như vậy tưởng nhớ nhiều ngày như vậy hôm nay rốt cuộc hắn đứng trước mặt của mình nhưng tại sao vẻ mặt lại lạnh lùng xa lạ như thế tại sao hắn muốn tránh thoát khỏi tay của mình kỳ cha thần tiếng gọi khổ sở vang lên trong phòng võ thuật cô thiếu chút nữa cho rằng mình đã chết là kỳ cha thân tồn tại để cho mình dũng cảm sống sót coi như sinh con thì hắn không có ở bên cạnh mình cũng không còn quan hệ hiện tại tất cả đều đã qua con gái là cô hắn mình cũng không sao hắn đứng ở trước mặt bọn họ có thể lần nữa bắt đầu ninh tự thủy kiềm chế hoang mang trong lòng yếu ớt đặt ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt ở miệng giọng khàn khàn cẩn thận hỏi có phải anh tức giận em không chăm sóc tốt cho mình phải không anh đừng tức giận được không bây giờ em khỏe rồi đứa bé cũng rất khỏe là một bé gái trong mắt kỳ trà thần chợt long lên khí thế lạnh lùng làm ninh tự thủy sợ hãi sợ hãi từ trong đáy lòng thầm lặng sinh ra anh làm sao vậy vẻ mặt ninh tự thủy mịt mờ nhìn hắn không hiểu tại sao hắn muốn tức giận như vậy hay hắn không thích con gái muốn một đứa con trai kỳ trà thần lạnh lùng nhìn cô đau nhíu mày bộ dạng gượng cười với mình dùng gương mặt thánh thiện và ánh mắt vô tội tranh thủ lòng thương hại của hắn hắn đã sai lầm hắn sớm nên giải quyết cô như thế vân nhi cũng sẽ không gặp chuyện không may một tay để phía sau lưng giúp cô lấy ra đem một phần tài liệu quăng vào trên mặt cô tiếng nói lạnh lẽo không có một chút tình cảm khẳng xa bà chữ ký nó đi mặt bị đập đau rát ánh mắt không khỏi hoang mang từ trên mặt kỳ trả thần chuyển giờ đến tài liệu nhìn thấy dòng chữ to thì trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch trong ánh mắt viết đầy không thể tin lắc đầu không phải vậy tại sao tại sao lại là không phải là giấy thỏa thuận ly hôn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn hốc mắt đỏ lên ánh mắt cầu khẩn van xin hỏi kỳ cha thần đây là ý gì có phải nghĩ sai rồi không con gái là cô anh em không hề có lỗi với anh tại sao anh còn muốn cùng em ly hôn đôi thanh kỳ cha thần đặt sau lưng nắm thật chặt thành quả đấm nhìn thấy bộ sáng cô lệ rơi đầy mặt Thật là điểm đạm đáng yêu. Đáng tiếc, hắn sẽ không rơi vào bẫy bị lừa gạt. Kỳ cha thân, là hiểu lắm phải hay không? Nhất định, anh đuổi em phải không? Giọng nói Ninh Tự Thủy nghẹn ngào, trong đôi mắt còn tràn đầy một hy vọng. Kỳ cha thần chắc chắn muốn mình. Đứa bé đã được sinh ra rồi. Có giám định ADN, quan hệ của bọn họ không nói cũng biết. Ninh Tự Thủy, đừng làm mất đi sự kiên nhẫn của tôi. Trong không gian vang lên giọng nói lạnh léo của hắn một lần nữa như từ địa ngục đến, tàn nhẫn bào mòn tận xương tủy. Gió từ khe hở cửa sổ cũ rách thổi lên, không khí lạnh léo đè nén làm cho người thở không nổi. Thân thể gầy gò nhỏ yếu, đang đắp chân thật dày vẫn lạnh run rẩy. Ngón tay nắm chặt giấy thỏa thuận, nước mắt lăn xuống càng thêm mãnh liệt. Bà vai khẽ run, nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng trong không khí thê lương quay về. Sốt cuộc em đã làm sai điều gì? Kỳ cha thân, em không thể không có anh. Sốt cuộc Em làm gì để cho anh thức giận như vậy hả? Em sai rồi, em sửa đổi quá được không? Anh đừng không quan tâm em, sau này em không bao giờ bóc đồng rời khỏi anh nữa. Cậu xin anh, đừng bỏ em, khi cha thân, em cũng sẽ không tùy hứng nữa. Khi một người đem tự ái của mình để dưới đất mặc cho người khác trà đạp, chỉ có thể nói cô yêu người kia như mạng. Cô đã từng vì mình rời khỏi hắn, cũng có thể trôi qua rất tốt, nhưng kết quả nói cho cô biết cô sai rồi. Sai rất thái quá Cô không thấy không có hắn Không có thế giới của hắn Cô giống như là cá mất đi nước Làm sao sống sót đây Cá rời đi nước Kết cục chỉ có hai loại Một là chết Hai là đổi cách hồ hấp khác Kỳ cha thân Anh đừng không để ý tới em Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn em Em sẽ không làm cho anh tức giận nữa Về sau nhất định em sẽ nghe lời của anh Chỉ cần anh không thích Em sẽ sửa đổi tất cả như vậy cũng không thể được sao ánh mắt ninh tự thủy cầu khẩn nhìn hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn làm gì mình cũng nguyện ý chỉ cần không rời khỏi hắn vẻ mặt kỳ trà thần âm trầm còn người sắc bén khóa chặt dung nhan tiểu tỷ môi mang tình phô ra một câu cái gì cũng nguyện ý ninh tự thủy gật đầu tâm trạng quá đau khổ thừa chết thiếu sống sinh ra con gái chính là vì có thể ở lại bên cạnh của hắn có thể một nhà đoàn tụ vì chuyện này cái gì cô cũng có thể chịu được Chỉ cần kỳ cha thần không tức giận Mình có thể là một người vợ tốt Người mẹ tốt Ký tên Hai chữ đơn giản không ngừng vang vọng bên tai Một thanh đao bén nhọn hung hăng đâm thùng trái tim của cô Muốn đâm cô đến chết Không ký, không ký Em sẽ không ký, em không muốn rời khỏi anh Em không muốn ly hôn với anh Ninh tự thủy bốc đồng Đem giấy thỏa thuận ly hôn Vứt trên mặt đất, ôm chăn nước nở nước mắt thấm ướt chăn một màng lớn, nước nở tiếng thay lương đau lòng bóp chặt tim người. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy tình cảnh như thế cũng sẽ đau lòng, sẽ dao động. Nhưng kỳ trà thần, ngay cả chân mày cũng không nhíu qua. Trong tròng mắt lạnh lùng có chút khinh bì và xem thường. Cô đem tự ái ném dưới chân để người khác tùy trà đạp thì cũng không có bất luận kẻ nào yêu cô. Ninh tự thủy, ký tên đi. Tôi không muốn kỳ ra có một chút vết nhơ như cô. Bây giờ, Cô làm cho người ta nhìn Cảm thấy muốn buồn nôn Thân thể cứng đờ ngẩng đầu lên Hai mắt đẫm lệ kinh ngạc nhìn hắn Anh nói cái gì Muốn buồn nôn Tôi là vết nhơ của kỳ ra Thì ra là anh vẫn không tin tôi Môi mỏng của hắn Nâng lên nụ cười châm trọng Giọng nói lạnh lùng Bốn chữ thấy muốn buồn nôn để hình dung cô Cũng có chút uất ức Nên tự thủy bây giờ ký tên hậu quả Vẫn không tính là nghiêm trọng nếu không... Đã nói đến nước này không cần nhiều lời nữa Ninh Tử thủy giật mình Trong lòng trầm xuống Chẳng lẽ hắn sẽ làm chuyện gì bất lợi với đứa bé hay sao Nước mắt lần lượt cuốn lấy Cắn môi Ánh mắt nhìn xuống dưới thỏa thuận ly hôn dưới đất Lòng đau như dao cắt Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn Lông mi kinh lên xôn xày Cuối cùng dần dần trở nên tuyệt vọng Có phải tôi là bất cứ cái gì Anh cũng sẽ không quay đầu lại hay không Trả lời cô chỉ có một bầu không khí lạnh lẽo và tiếng hít thở nặng nề, trầm mặc. Hít mũi một cái, lau nước mắt trên mặt, ngật đầu. Được, tội ký. Con người bình tĩnh của kỳ trà thần sẽ qua cảm xúc khác thường, nhìn thấy cô bố nên vui vẻ ký tên. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu, nhưng nước mắt của cô hiện ra trong suốt, so với bông tuyết thần khiết nhất của mùa đông càng thêm trong suốt, cảm giác tim mờ hồ đau đớn. Không được, mình không thể mềm lòng, Vân Nhi còn nằm ở bệnh viện, vẫn Nhi vô tội, vô duyên vô cớ chịu đựng tất cả, tất cả đều là quỷ kế của cô gái trước mắt này, nước mắt của cô ta cũng không thể lừa gạt được mình nữa. Động tác chậm rãi trượt xuống giường, hai chân vốn bị thương nghiêm trọng, cộng thêm tổn thương do giá rét, càng thêm không cách nào xuống đất, lòng bàn chân mới vừa rơi vào trên mặt đất lạnh lẽo, đau nói kỳ liệt ở dưới mãnh liệt bò lên, hai chân mềm nhún, cả người ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm. Ơ! À! Vết thương xé rách, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ đồng phục bệnh nhân màu trắng màu sắc chói mắt mùi máu tươi mơ hồ ninh tự thủy gần như đau ngất đi môi lạnh trên trán lớp lớp cả người nằm trên sàn nhà mái tóc đen như thác nước đổ xuống sau lưng cô giống như là thảo biển quấn lấy tay nhẹ nhẹ lướt qua miệng vết thương ngay cả chạm vào cũng không dám rõ ràng cảm giác đau đớn lần này so với lần kia từ kỳ liệt đến mãnh liệt thì sao đau có thể chia rất nhiều loại đau nhất chính là buông bỏ tất cả vứt bỏ tất cả nhưng không đổi được một ánh mắt quan tâm của người yêu đáy mắt kỳ trà thần chỉ có lạnh lùng ngón tay nắm lấy được giấy thỏa thuận ly hôn mơ hồ nhìn dòng chữ phía trên nước mắt lạ trạ rơi xuống rơi vào trên tờ giấy rất nhanh thấm ướt tay nắm lấy bút là tới tờ cuối cùng một bên có chữ ký dòng bay vượng múa của hắn kiên quyết tức giận khóe miệng khổ sở muốn chết ngón tay cầm bút cứng ngắc rơi vào nơi trống không trong lòng càng lúc càng đau có rút giữ rồi giống như muốn chết kỳ cha thân tại sao ngừng đầu lên đôi mắt đẫm lệ ngắm nhìn hắn cao cao thải thượng khoảng cách giữa hai người rõ ràng gần như vậy lại xa xôi như vậy sao hắn lạnh lẽo xa xôi như vậy xa tới cô dùng hết hơi sức toàn thân nhưng ngay cả chiếc áo của hắn cũng chạm không tới tại sao có kết quả như thế kỳ cha thân anh nói cho em biết tất cả đều là giả không phải thật anh đối với em là thất lòng anh không có lừa em anh không có lừa gạt em có phải không anh đối với em là thật lòng anh thật sự yêu em giọng nói khàn khàn nghẹn ngào nói không được yêu kỳ trà thần khẽ cau mày nhếch miệng lên nụ cười vô cùng chăm trọng mình không nên nhất đúng là động lòng động tình đối với cô gái này từ trước đến giờ cô ta cũng không xứng đáng để được mình yêu một chút cũng không xứng yêu cô quả thật là rỉ nhục cả đời của hắn không có Tiếng nói lạnh lẽo từ trong miệng hắn khạc ra Quả thật là một đau chí mạng Không phải, không phải Đinh tự thủy lắc đầu Phủ nhận, đau lòng muốn chết Anh có yêu em, anh thật lòng đối với em Anh chưa bao giờ lừa gạt em Kỳ cha thân, anh đối với em là thật lòng Anh không lừa được em Tại sao anh muốn gạt em Nói anh không có, tại sao Em cảm thấy, anh đối với em thật lòng Anh không thích dương lương văn Anh không có thật muốn giết con của chúng ta Anh không có... Tiếng gầm nhẹ, đau thấu tim gan Mình thôi là vô dụng Cho đến bây giờ không có biện pháp chết tâm Không có biện pháp ký tên Càng không có biện pháp không có hắn Ninh tự thủy Tại sao cô có thể vô dụng như vậy Tại sao có thể Kỳ cha thần ngần người Trong mắt lẹ léo cúi đầu chậm ra đến gần cô Hơi thở nóng bỏng phun lên mặt cô Tiếng nói âm trầm Cô cho rằng tại sao mình có thể ở bệnh viện Lấy được nhiều chăm sóc như vậy còn người sắc bén nhìn từ cổ của cô xuống thẳng xương quai xanh rồi đến bụng nói tiếp Tôi cũng chỉ chờ cô sinh nhiệt trùng ra ngoài tự tay đưa cô xuống địa ngục Âm um, Cái gì gọi là rơi vào trong nước lạnh băng nổi lên kỳ liệt rối loạn mất an Cái gì gọi là dập tắt ánh đèn toàn thế giới chỉ còn lại một vùng thăm tối Cái gì cũng không nghe được Cái gì cũng không nhìn thấy Tất cả thật giống như đều yên tĩnh Vẫn yên tĩnh y tá trẻ ôm một đứa bé thoi thóp trong ngực ánh mắt lo lắng nhìn bác sĩ hoàng do dự bác sĩ hoàng thật có thể làm như vậy không bác sĩ hoàng liếc mắt nhìn đứa bé trong ngực cô thật sâu than thờ đứa bé này bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng căn bản sống không lâu đã như vậy tại sao không thể dùng nó để cứu mạng một đứa bé khác chẳng lẽ cô nhận tâm nhìn ninh tự thủy mất đi con mình nghiêm trọng như vậy sao trái tim y tá trẻ bùm bùm cô loạn mặc dù nói rất đồng tình với ninh tiểu thư nhưng khi bị phát hiện, kết quả của bọn họ không nói cũng biết, rất thê thảm. Bác sĩ Hoàng vỗ vỗ bảo vai của cô. Kỷ tiên sinh tới sẽ không có chuyện tốt, không phải muốn đem cướp đứa bé, chính là tổn thương đứa bé. Nên tự thủy mất đi đứa bé, kết quả chỉ có chết. Cô muốn nhìn một người gặp chuyện không may hay sao? Nếu cô không muốn làm, tôi cũng không bị cưỡng cô. Y tá trẻ hít một hơi thật sâu, gật đầu. Được, tôi làm, Ninh tiểu thư là người tốt như vậy, không nên bị thương tổn nữa tôi thay mặt ninh thiểu thư cảm ơn cô nhớ ký tôi chỉ có thể dẫn hai người kia ra ngoài một lúc cô nhất định phải nắm chặt thời gian ôm đứa bé từ cửa sau đi ra ngoài nơi đó tôi có sắp xếp xe đang đợi cô cô mang đứa bé trốn đến nông thôn đi tôi xử lý xong chuyện nơi đây sẽ mang ninh tiểu thư đi tìm cô bác sĩ hoàng không yên lòng dặn dò y tá trẻ thận trọng gật đầu yên tâm đi bác sĩ hoàng tất nhiên là tôi sẽ lấy tính mạng bảo vệ đứa bé kia hai người nhìn nhau thận trọng gật đầu bác sĩ Hoàng rất nhanh dẫn dụ hai người canh giữ ở cửa ra ngoài. Y tá trẻ nhân cơ hội lén lén đi vào, đem quần áo trên người hai đứa bé thay đổi. Sau đó ôm con Ninh tự Thủy nhanh chóng chạy ra cửa sau bệnh viện. Đứa bé bị cô nhét vào trong áo khoác ngoài của mình, cho nên không có người nhìn ra được. Chỉ thấy một cô gái nổi điên chạy trên mặt tuyết, bước chân vừa bước ra cửa sau, ánh mắt nhìn trên đường nhỏ vắng vẻ không có một bóng người, cũng không có xe chờ đợi mình. Y tá trẻ sốt ruột, mặc dù đang trong ngực của mình, nhưng đứa trẻ rất yếu ớt căn bản không chống đỡ được bao lâu Còn chờ đợi như vậy Đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện mất Chợt, cái ót bị va chạm nghiêm trọng Kịch liệt đau đớn Cái gì cũng không kịp nhìn Trước mắt tối đen như mực Cả người vô ý thức ngã xuống trong tiết. Người tới cởi áo khoác ngoài của cô ra Đem lấy đứa trẻ mà cô gắt cao bảo hộ trong ngực Ôm đến ngực mình Đối với người bên cạnh ra hiệu bằng mắt Hai người vội vã rời đi Trời để bão tuyết lại bắt đầu không ngừng rơi xuống Che kín các dấu chân Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra bầu trời âm u nặng nề như vậy gió lạnh thấu xương người nằm trên tuyết vẫn không có cảm giác gì thân thể bắt đầu dần dần cứng ngắc mất hơi ấm bác sĩ Hoàng xa xa nhìn đứa trẻ sau cửa sổ thủy tinh hơi thở phào nhẹ nhõm chỉ cần đứa bé bị đổi đi sẽ không có việc gì chờ chuyện trở lại bình thường sẽ giải thích cho Ninh Tử Thủy chẳng qua bây giờ không biết Ninh Tử Thủy thế nào kỳ tiên sinh ở trong phòng bệnh không cho phép bất cứ ai tiến vào cũng không cho ai biết dấu của bọn họ đang nói những gì Ninh tự thủy thật lâu mới phản ứng được vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nói không ra lời không phải vậy không phải vậy bác sĩ hoàng nói hắn quan tâm mình lúc mình ở trong phòng sinh hắn ở bên ngoài chính miệng hắn nói đợi cô ra ngoài bắt đầu lại lần nữa Kỳ cha thân sẽ không sẽ không rất nhanh thủ hạ ôm vào đứa trẻ mềm nhũn còn người lạnh lùng của kỳ trà thần vừa rơi xuống ở trên người nó trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu tức giận từ trên thân phát ra một cách tự nhiên khí lạnh bức người nghiệt chúng ninh tự thủy không nhịn được lạnh run ánh mắt ngắm nhìn đứa bé trong tã lót nằm trong ngực người đàn ông đó là con gái của cô đây là cô lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình kỳ trà thần vô cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này mới không có lập tức ra tay nhưng con người băng lánh nhìn chằm chằm người đang con quắp trên mặt đất đáy mắt lạnh lùng ra hiệu con ơi hốc mắt ninh tự thủy lại đỏ lên tay gắt gao cầm bút môi dưới cũng bịn mình cắn cả khoang miệng toàn bộ đều là mùi máu tươi mùi vị chua xót và ngay ngái hòa vào nhau rất giống cái chết không nên thương tổn con gái của em kỳ cha thân đó là con gái của chúng ta giọng nói cầu khẩn hèn mọn không thể hèn mọn hơn nữa ánh mắt kỳ cha thân lạnh lẽo bàn tay lập tức tuấn lấy quần áo của đứa trẻ kéo đến trong ngực của mình nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia da căng thẳng bề ngoài bình thường từ trong mắt đến lỗ mũi miệng không có một chút giống mình chỉ có đôi môi đỏ mọng giống Ninh Tự Thủy Nghiệt trống Chính là nghiệt trống Đừng Trong lòng Ninh Tự Thủy lo lắng Trái tim cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng của mình Từ hèn mọn đến bụi bặm Nhiều lần cầu khẩn Xin anh đừng tổn thương con gái của em Đừng em ký tên em đúng ý ký tên Ánh mắt cuối cùng cũng nhìn lúc ba con gái đang ngủ Nó còn nhỏ như vậy yếu ớt như vậy Nó cần người bảo vệ Nó còn đang trong giấc ngủ Đáng thương còn không biết cha mình sẽ ra tay với mình Nước mắt nước mũi hòa vào một chỗ rơi xuống Tay cầm bút cứng ngắc Ở trên tờ giấy viết từng chút một Mỗi một giây, mỗi một nét bút Đều giống như dao găm cắt mất từng miếng thịt trong lòng cô Con gái là máu thịt của cô Kỳ cha thần là bạn của cô Dù sao chăng nữa Bên nào cũng làm cho cô đau đến không muốn sống Thời gian trôi qua như mấy thế kỷ Buông tay ra Bút lăn xuống lòng mặt chân hắn Ninh tự thủy khóc không thành tiếng Em ký tên, không xin anh đừng thương tổn con gái của em đừng thương tổn nó nó là của anh kỳ trà thần cao cao tại thượng ánh mắt lạnh lùng coi thường cô nhếch nhác cô cầu khẩn nghiệt trùng mẹ gieo họa nó không nên sống trên đời này vì nghiệt trùng này mà cô gái trước mặt này hoàn toàn phản bội mình tổn thương vân nhi hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ Đôi môi vô tình tràn hết nụ cười lạnh lùng ta mị đáy mắt không kịp ngón tay dịu dàng nhẹ nhàng sẽ qua da thịt nhiều nếp nhăn giọng nói thật thấp lạnh thấu xương Cô nhìn xem dáng dấp của nó rất giống cô Hèn mọn như nhau Ninh tự thủy run cầm cập Một loại sự cảm xấu thầm lặng này sinh Kỳ cha thần sẽ không bỏ qua mình Đừng kỳ cha thần Em phán xin anh Đừng làm như vậy Đừng làm như vậy Kéo lê thân thể không trọn vẹn Không chịu nổi Bò lồm ngồm trên mặt đất tới Cố hết sức bò đến dưới chân của hắn Tay lại ngắt cứng đờ Ôm chặt lấy bắt chân của hắn lắc đầu Phán xin anh kỳ cha thần Đừng thần nhẫn như vậy không nên thương tổn đứa bé nó vô tội vô tội môi mỏng kỳ cha thần kéo ra nụ cười lạnh hỏi ngược lại vậy vân nhi không vô tội sao ninh tự thủy sợ sờ không hiểu ý của hắn đáy mắt hắn là hận là thịnh nộ là thô bạo quấn tới ninh tự thủy thương thế của vân nhi tôi sẽ làm cho cô trả lại gấp bội Nghĩa chủ này của cô tôi muốn cô tận mắt nhìn nó chết thế nào tiếng nói lạnh lẽo từ địa ngục truyền đến Giờ phút này, hắn không phải là người, là ác quỷ được thả ra từ địa ngục. Không có tiếng người, không có tình cảm, chỉ có chém giết. Hai bàn tay đã từng vứt vay tất cả da thịt của cô, cho cô cực hạn vui vẻ. Giờ phút này, giống như là ác ma bóc cổ đứa trẻ. Không! Kêu thét, đau thấu tim gan, chất lòng ấm áp chảy xuống. Đó không phải là nước mắt, là máu. Cố gắng muốn đứng lên, vết thương lại cực hạn thương, thân thể mềm yếu vô lực, giống như linh hồn vậy đôi tay ôm chặt lấy chân của hắn khóc cầu xin kêu gen em cầu xin anh khi cha thân đừng thương tổn con gái của em đừng em cầu xin anh từ trước đến giờ em không làm bất kỳ điều gì với dương lưu vật em thật sự không có cầu xin anh phải tin tưởng em vẻ mặt kỳ trà thần lạnh lùng sẽ qua một chút chán ghét lời của cô hắn từng chữ từng câu cũng sẽ không tin tưởng đưa chân vô tình đá vào bụng cô thân thể yếu ớt trực tiếp bị hắn đá bay hơi sức trong tay không chút nào dừng lại đau đớn vô dụng tuyệt vọng tim kịch liệt đau đớn thiếu chút nữa làm cho cô hôn mê bất tỉnh nhưng cô không thể ngất đi không thể con gái vẫn còn ở trong tay của hắn đứa bé vô tội đừng cậu xin anh đừng cả người ninh tự thủy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo tay chảy kiến vết thương tung tóe máu tươi chảy cả lúc càng nhiều nhiễm đỏ sàn nhà tạo thành một vũng máu sâu vẻ mặt giống như người chết ánh mắt tuyệt vọng nhưng kỳ cha thần đau đến không muốn sống cũng không có cách nào hình dung giờ phút này trong lòng cô tuyệt vọng và lạnh lẽo tức giận oán hận giờ phút này cũng lộ vẻ yếu ớt phan xin anh đừng kỳ cha thân đừng anh giết em đi đừng thương tổn đứa bé dường như kỳ tra thần không nghe thấy ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người của cô ngón tay ra thăng hơi sức đứa trẻ bắt đầu khó khăn phát ra tiếng da thịt vốn xanh đen từ từ bắt đầu trở nên tím tái giống như lúc nó vừa ra đời trên khuôn mặt nho nhỏ, ngũ quan nho nhỏ cũng bặn vẹo, đè ép đến một nơi, vẻ mặt khổ sở khác thường. Đáng thương nó còn nhỏ, thậm chí ngay cả khả năng bày tỏ mình khổ sở cũng không có. Đừng, đừng, kỳ cha thân, dối của em đã làm sai gì? Anh muốn trừng phạt em như vậy, trừng phạt con của em, chẳng lẽ em yêu anh cũng có tội sao? Từng chữ, từng câu, máu và nước mắt rơi đầy, Ninh Thự Thùy một tay nắm sàn nhà, bò tới bên cạnh kỳ cha thần, một tay bưng kín vết thương, máu thấm qua kẽ hở tay của cô trẻ xuống cô bò qua phía sau vết máu kéo thật dài mùi thanh của máu tươi bao phủ không khí yên tĩnh chậm rãi lan ra một đường vết máu một đường nước mắt tất cả đều làm cho cô đau đớn và vô dụng ngón tay của hắn ở cổ của đứa trẻ rơi xuống dấu vết bầm tím mang theo giềng xích cái chết khuôn mặt nhỏ bé vốn giữ thận khổ sờ sốt cuộc chân mày giãn ra bình tĩnh bình thản chẳng qua hơi thở đã biến mất theo thân thế nho nhỏ trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo. Đừng! Kỳ cha thân, tôi hận anh, tôi hận anh! Ninh tự thủy lại khó khăn bỏ đến dưới chân của hắn, trong mắt tràn đầy giọt lệ khổ sở và oán hận trước này chưa từng có. Còn có tuyệt vọng thật sâu, trái tim hoảng loạn. Tên thủ hạ đứng ở cửa cũng không nhịn được, quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn một màn thê lương như vậy. Kỳ cha thần buông lòng tay ra, một tay kia nắm lên tà áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, nghiệt trùng. Chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại cảm giác tiêu nghỉu, mất mát. Gương mặt nhỏ nhỏ trước mắt dường như trời sinh có một loại cảm giác liên hệ thân mật với mình. Bất quá, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là hiện tại nghiệt trùng đã chết. Không biết Ninh Tự Thủy từ đâu có hồi sức và dũng khí, chịu đựng bụng, đau đớn kỳ liệt, lào đảo đứng lên, đoàn lấy tà áo trong tay hắn, đem đứa bé ngắt ngào bảo vệ trong ngực của mình. Con ơi, con nói chuyện với mẹ đi, con ơi, con mở mắt nhìn mẹ một chút đi. Nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi vào trên da thịt nhăn nhem của đứa nhỏ nhưng cũng không làm dịu đi sức sống đã mất đi của đứa trẻ kỳ cha thần cũng không giận hai chân thon dài đứng rất vững Dương mắt lạnh lẽo nhìn nghiệt trùng cô ôm trong ngực cũng đã chết rồi cô vẫn còn hy vọng sao bởi cái gì con ơi đừng bỏ lại mẹ một mình con ơi con ơi không phải đã nói muốn vĩnh viễn ở cùng mẹ sao ninh tự thủy dùng sức lắc lắc cánh tay nhỏ bé giống như búp sen của bé nhưng không được đáp lại bất kỳ điều gì môi áp vào môi nhỏ của đứa trẻ thổi hơi lần thứ nhất môi của nó lạnh lẽo lần thứ hai môi của nó vẫn lạnh lẽo lần thứ ba lần thứ tư không có bất kỳ thay đổi và phản ứng nước mắt sôi trào mãnh liệt đôi tay hung hăng ôm đứa trẻ trong ngực của mình hận không được hòa tan vào trong máu của mình đây là đứa bé cô không muốn sống cũng muốn bảo vệ tốt tại sao tại sao trời cao muốn tàn nhẫn như vậy Tại sao khi cha thần lại nhân tâm như vậy Rốt cuộc cô làm sai cái gì Phải lấy tàn nhẫn trừng phạt như vậy Nếu như muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình cô Tại sao phải trừng phạt trên người con gái của cô à! Ninh tự thủy không thể đè nén Bi vẫn trong lòng được nữa Gào lên tan nát cõi lòng Giống như là con vật bị thương Tiếng nước nở vô cùng thê lương Vô cùng đau thương Vô cùng não lòng Vạn tên xuyên tim cũng chẳng qua là như thế thế gian này có cái gì tàn nhẫn hơn, thống khổ hơn so với việc tận mắt nhìn thấy con của mình chết. Con bé mới đến thế giới này chưa được mấy ngày, đã chết đi, chết trong tay chan suốt của mình. Tại sao phải xảy ra chuyện bi thảm như vậy? À! Ninh tự thủy chống đỡ không nổi thân thể tàn yếu, ngã trên mặt đất, tâm tâm niệm niệm chỉ che chờ con của mình, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Cái gì cũng không thấy được, không nghe được. Tay dính đầy máu lạnh léo, nhẹ nhẹ xoa gương mặt đứa bé, một giọt nước mắt rơi trên mắt của nó Tiếng khàn khàn thật thấp vang lên Xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Sườn cốt đau đớn, áy náy, tự trách, đau thấu tim phổi Mẹ đã sai rồi, là mẹ đã sai rồi Mẹ không nên yêu ma quỷ Mẹ không nên ôm lấy bất kỳ hy vọng nào đối với hắn Thật xin lỗi, đừng rời bỏ mẹ Cậu xin con, đừng bỏ lại mẹ một mình Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ không dám, mẹ cũng không dám yêu nữa Má quỷ Kỳ trà thần nhíu mày kiếm Ánh mắt càng thêm lạnh lùng Khom lưng, bàn tay mạnh mẽ Đoạt lấy đứa trẻ trong ngực cô Giọng nói lạnh lẽo vang lên Ninh tự thủy, cô lặp lại lần nữa xem Hai mắt đẫm lễ mơ hồ không nhìn thấy Gió tức giận trên mặt của hắn Như vậy cũng tốt Cuộc đời này, không, đời sau Cô không muốn gặp lại người đàn ông này Kỳ trà thần 19 năm qua Tôi chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì nhưng nếu như có thể có một lần Tôi tuyệt đối Tuyệt đối sẽ không yêu anh Nếu không yêu anh Trái tim không chìm đắm vào anh Chìm đắm trong giấc mộng giả dối Có lẽ hôm nay cũng sẽ không có nhiều đau đớn như vậy Nếu không yêu anh Không hết lòng bỏ ra Tự cho đây là cuộc hôn nhân tốt đẹp Anh là người chồng ấm áp Hôm nay con gái của tôi cũng sẽ không chết Anh tự tay giết chết con của tôi Anh tự tay hủy diễn tất cả hy vọng và lòng tràn đầy quyến luyến của tôi con gái của tôi chết trong tay anh anh tự tay giết con gái của mình tôi còn dám yêu anh nữa sao cô vẻ mặt kỳ trà thần lạnh lùng hung hăng một tay trực tiếp nắm lấy cổ cô dùng sức buộc chặt giống như thật muốn mạng của cô ánh mắt ninh tự thủy vẫn rơi vào trên tã lót khóe miệng nhàn nhạt nụ cười tắt lịm giờ phút này tốt nhất kỳ trà thần bóp chết cô nếu không cô cũng sẽ đau lòng mà chết Vết thương đau đớn từng cơn cuốn lấy Đau đớn càng rõ ràng Cố ý anh hạ cô Máu tươi theo ống quần từng giọt rơi vào trên sàn nhà Dưới ánh đèn màu cam càng thêm lãnh diễm Nước mắt ống ánh Trong suốt dính trên lông mi kia lên rút dày Hai mắt nhắm lại chợt mở ra Lạnh lùng Ngắm nhìn hắn rất lâu Giọng nói lạnh lùng vang lên Kỳ cha thân Anh sẽ phải hối hận Một ngày nào đó anh sẽ hối hận hôm nay Tự tay giết con gái ruột của mình Ha ha anh giết tôi đi giết tôi đi nếu không anh sẽ hối hận Ninh tự thủy đừng cho là tôi không dám giết cô kỳ cha thần gầm nhẹ một tiếng còn người tức giận trừng chặt cô một tay giơ đứa trẻ lên tiếng nói lại héo thấu xương tôi muốn xem người nào hối hận trước đừng ơ à. tiếng nói còn chưa dứt kỳ cha thần buông lỏng tay bóng dáng gấp tốc rời xuống hung hăng từ trên cao rơi xuống tiếng trầm muộn rất giống pháo hoa nở rộ vang lên pháo hoa bay lên chỗ cao nhất bầu trời xanh thì trong nháy mắt nở rộ trong nháy mắt tàn tác thời gian rất ngắn rất yên tĩnh nở rộ máu thịt me bét máu đen từng mảng lớn lan tràn gần như muốn thấm ướt từng góc trong phòng bi thương thê lương chán trường hơi thở cái chết càng thêm nồng nặc đinh tự thủy chưa bao giờ hận qua một người như vậy trong lòng chưa bao giờ tràn đầy mãnh liệt hận ý như thế hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn móng tay dài bấm thật sâu vào cổ tay hắn, tét ra, tiến vào trong thịt cổ hắn. Kính trả thần, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi vị viễn sẽ không tha thứ cho anh, cho dù chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, anh. Trước mắt bỗng tối sầm, tâm tình kích động đến cực điểm, trong mắt nhắm lại, đã hôn mê, tàn phế thân thể rầm ngã trong vũng máu bên cạnh đứa trẻ. Trong khán tính giả của chuyện ngân tình SE, Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn nhân trí mạng, gặp gỡ trường máu lạnh Phần 2 Tác giả Kỳ Hy Yên Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình SE Để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn Sau khi nghe chuyện nhé Các bạn chú ý, chuyện được đăng chính thức Trên kênh truyện ngôn tình SE Tất cả các kênh khác đều là sao chép Cắt ghép lại nên nội dung sẽ không chính xác Các bạn nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Không gian ấm áp thậm chí trong không khí mang theo mối hoa nhàn nhạt, nhạt, Là nằm mơ sao? Hay là mình đã chết? Ninh tự thùy mở mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ, có chút đơn sơ, bàn ghế cũ rách, ga giường ố vàng, dường như vết bẩn giặt không sạch. Đây là chỗ nào? Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác trắng, thấy Ninh tự thùy tỉnh lại, không khỏi lộ ra nụ cười an tâm. Rốt của cô đã tỉnh, Cô nằm lâu trong tuyết Hai chân lại bị thương nghiêm trọng Đứa nhỏ trong bụng lại không có chuyện gì Quả thật là một kỳ tích Ninh tự thủy khẽ lấy lại tinh thần Hiểu mình được cứu đến bệnh viện Ánh mắt mờ mịt máy giây Mở miệng hỏi thăm Là ông đã cứu tôi Bác sĩ cười lắc đầu Là có người tốt bụng gặp cô hôn mê trong đống tuyết Đưa cô tới đây Cảm ơn Ánh mắt Ninh tự thủy cảm kích Không thấy những người khác trong phòng Không khỏi hỏi Xin hỏi người tốt bụng kia vẫn còn chứ Hắn đã đi rồi Yên tâm Hắn để lại chi phí đủ cho cô ở lại bệnh viện điều trị hai chân Chờ đứa bé trong bụng cô ra đời Bác sĩ Trần An cô Vận khí của cô thật tốt Khóe miệng Ninh Tự Thủy Nâng lên nụ cười khổ như có điều suy nghĩ Vận khí tôi tốt sao Có lẽ vậy Rời khỏi kỳ tra thần Có lẽ đối với cô thật sự là một loại may mắn bọn họ vốn không phải là loại người cùng một thế giới tách ra điều tốt cho hai người tay sờ soạn đến bụng bác sĩ nói đứa bé không có việc gì khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc con ơi con rất kiên cường rất tuyệt mẹ kiêu ngạo vì con cô cần tôi thông báo cho người nhà không bác sĩ thấy cô mất hồn không nhịn được mở miệng hỏi nhìn cô chỉ có một mình rất đáng thương nhất là mang cái bụng bự trừ bụng nhô cao những nơi khác đều gầy yếu người nhà ninh tự thủy lóc đầu không có ly hôn với khi cha thần mẹ không biết tùng thích cô đã không có người nhà đến liên lạc bác sĩ thấy cô không muốn nhiều lời mà bác sĩ than thở được rồi vậy cô nghỉ ngơi cho tốt ngày mai tôi kiểm tra thân thể cho cô ninh tự thủy không lên tiếng cũng không ngẩng đầu cả người lâm vào trầm tư Còn đường sau này phải đi như thế nào Người tốt bụng kia là ai Tại sao lại xuất hiện trong trời tuyết lớn Ở vùng ngoại ô yên tĩnh Tại sao phải cứu cô Còn phải trả nhiều tiền thuốc thang cho cô Y tá thay thuốc hai chân cô xong Bác sĩ Hoàng đi tới Thấy vẻ mặt cô chuyển biến tốt An tâm nói Hòa nào hai chân cũng không có thương tổn đến xương bàn chân Nhưng vết phỏng bình thường Nghỉ ngơi mấy tháng sẽ tốt thôi Hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không lưu lại xéo Về mặt Ninh Tự Thùy hững hờ Không sao cả gật đầu nói tiếng cảm ơn Chỉ cần hai chân không tàn tật Có sẹo hay không cũng không quan trọng Bác sĩ Hoàng thấy cô tinh thần vẫn không tốt Ánh mắt ra hiệu bảo y tá đi ra ngoài trước Kéo quay ghế ngồi bên giường Mở miệng hỏi Mặc dù tôi nói con của cô không có việc gì Nhưng trời sinh thể chất của cô không tốt Đứa bé bị dày vỏ như vậy Mặc dù có thể giữ được Nhưng nếu cô điều trị không tốt Xem như đứa bé được sinh ra Cũng có thể sẽ chết hoặc là bị tàn tật Ninh Thự Thùy kinh hoàng, ánh mắt kinh ngạc, trừng to nhìn ông ta. Ông vừa nói gì? Nếu cô không muốn đứa bé khó chuyện, thì điều trị thân thể thật tốt, điều chỉnh cảm xúc của mình. Bác sĩ Hoàng biết cô nghe, cũng không nói lại nữa, mặc dù không biết cô gái này sẽ ra chuyện gì, nhưng ông ta khẳng định cô muốn sinh đứa bé này, nếu không sẽ không vất vả chống đỡ như vậy. Có phải chỉ cần tôi nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần tôi ngoan ngoãn phối hợp điều trị đứa bé sẽ không có việc gì hay không ninh tự thủy đưa tay níu lấy ống tay áo của ông ta trong ánh mắt yếu đuối đều là khẩn cầu cô không thể mất đi đứa bé này đó là sợi dây liên lạc cuối cùng giữa cô và kia cha thần đứa bé vô tội bác sĩ hoàng gật đầu bắt được tay của cô đặt trong chăn ấm áp an ủi yên tâm tôi sẽ cố hết sức cảm ơn ông Lời nói chân thành, ánh mắt tràn ngập biết ơn làm cho ánh mắt của bác sĩ Hoàng nhấp nháy Nhưng không để lại dấu vết, cười to thu tay lại, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh Đêm lặng lẽ buông xuống, trên giường bệnh, Ninh tự thủy chăn trọc chờ mình, không cách nào ngủ được Trong bóng đêm mở hai mắt ra, trong con người đen như mực không cách nào che giấu bi thương Chưa từng mở đèn, nhưng cả mắt mở to đau thương, nhìn một điểm nào đó trong bóng tối hai hàng lệ chảy xuống không tiếng động hai tay buông thòng lặng lẽ nắm chặt cố nén tiếng nước nở trong đêm tối nhưng vẫn có vẻ rõ ràng con ơi có phải mẹ rất không có tiền đồ hay không dường như tay vẫn tìm được điểm rơi xoa nhẹ trên bụng đầu ngón tay khẽ xôn nhẹ nhàng sẽ qua tâm linh mà cô gửi gắm nước mắt càng không chút kiên kỵ tuôn ra dường như muốn tìm một nơi để thổ lộ cánh môi ninh tự thủy tiếp tục lẩm bẩm nói Mẹ rất nhớ cha của con Con ơi Có phải con cũng nhớ đến cha như mẹ hay không Con ơi Chắc chắn cha muốn mẹ đúng không Cha đã từng đối xử với mẹ rất tốt Nhưng vì hiểu lầm mẹ Cho nên Cha phải đối xử với mẹ như vậy Cha chỉ muốn phát tiết tức giận Mới có thể trả thù mẹ Con ơi Cha sẽ tìm đến chúng ta Nhất định sẽ tìm đến chúng ta cha vẫn chưa suy nghĩ ra chúng ta chờ một chút nhất định cha sẽ tới không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ cùng với tiếng nước nở của ninh tự thủy vang lên ninh tự thủy nghẹn ngào không thể kìm nén nổi phun ra từng chữ mang theo đau buồn sâu sắc rốt cuộc không biết là xoa dịu đứa bé có chút khó chịu trong bụng hay đang xoa dịu trái tim không biết làm thế nào để tin tưởng của cô cô cho rằng trái tim đã chết tuy nhiên nó không cách nào khống chế được mình nhớ đến hắn cô biết cô sẽ không có tiền đồ nhưng cô làm sao có thể quên hắn đã từng đối xử tốt với mình cô không nhịn được đưa ra nhiều lý do hắn đã từng đối xử tốt với cô cuối cùng từ trong đáy lòng không có cách nào hạ quyết tâm vứt bỏ người đàn ông kia biết rất rõ tất cả là tự mình dối mình nhưng nếu không như thế thậm chí cô không biết mình có thể kiên trì nổi hay không có thể vì đau lòng mà chết hay không hắn kỳ cha thần người đàn ông một tay che trời chỉ cần hắn muốn trên thế giới này sẽ không có chuyện gì mà hắn không thể nắm giữ trong lòng bàn tay huống chi là tin tức một người cho dù nơi này rất vắng vẻ nhưng chỉ cần hắn muốn nhất định hắn sẽ tra ra được hơn nữa cô mất tích trong thời gian ngắn nhất có thể tìm được nhưng cuối cùng hắn vẫn chờ tới hắn thật không muốn mình nữa sao hắn làm sao không muốn mình hắn làm sao không muốn mình khóe mắt chưa khô một lần nữa bị nước mắt bao phủ ninh tự thủy mổ tay vuốt bụng mổ tay dùng sức nắm chặt cái chăn thân thể không ngừng rôn dày nơi trái tim bị mình đột ngột xé toác một vết thương rất lớn máu tươi đầm đìa đau nhức làm cho cô hít thở không thông con ơi chúng ta phải cố gắng cùng nhau cố gắng chỉ cần con ra khỏi bụng mẹ mẹ có thể làm cho cha con biết mẹ thật rất yêu cha con đến lúc đó chúng ta sẽ tha thứ lỗi lầm cho cha được không bởi vì chúng ta cũng rất yêu cha phải không cố né nước mắt Ninh Tự Thùy nở nụ cười hiện tại điều duy nhất có thể làm cho cô kiên trì chính là sinh đứa bé chỉ cần sinh ra đứa bé có thể chứng minh cô chưa bao giờ thay lòng đổi dạ có thể xóa bỏ hiểu lầm có thể trở lại bên cạnh hắn ninh tự thủy không có gì là không chịu đựng được có đứa bé còn có gì không chịu đựng được cố gắng muốn cười nhưng càng làm cho nước mắt tuôn ra mãnh liệt cho dù xoa dịu mình như thế nhưng trong lòng không tránh khỏi trống rỗng và đau đớn cô thật rất khổ sở không biết ninh tự thủy khóc đã bao lâu rốt cuộc vô cùng mệt mỏi hai mắt nhắm lại nén nước mắt chìm vào trong hương vị ngọt ngào trong nháy mắt một tuần lễ trôi qua mỗi ngày dường như ninh tự thủy muốn đem cái gì có thể nhét vào trong dạ dày toàn bộ cố gắng nhét vào rất cố gắng rất nỗ lực muốn ăn hết cô muốn đứa bé khỏe mạnh muốn cho mình khỏe mạnh bởi vì chỉ cần đứa bé sinh ra cô có thể chứng minh mình lý tưởng và thực tế luôn cách nhau quá xa mỗi ngày ninh tự thủy đều nỗ lực ăn như vậy nhưng chỉ cần thức ăn vào dạ dày cuối cùng cũng sẽ không kiềm chế được phun ra ngoài rõ ràng rất cố gắng rõ ràng nên đầy đặn nhưng cô càng ngày càng gầy gò ngồi trước gương ninh tự thủy nhìn thân thể của mình dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã so với lúc trước dường như mình gầy hơn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trên khuôn mặt thái nhợt không có chút huyết sắc Ngón tay kéo nhẹ giữa hai gò má Không có một chút thịt để kéo ra Một chút mượt mà cuối cùng Cũng biến mất không thấy Đáy mắt đỏ ngầu vì vừa nôn Khóe mắt còn đọng lại nước mắt Giống như một người phụ nữ Bị chồng dùng bỏ Dùng bỏ Hai chữ này rõ ràng đâm mình bị thương Thân thể mỏng manh của Ninh Tự Thủy Không khỏi rôn dày Ninh Tự Thủy Tại sao cô không có tiền độ như vậy Cô có biết nếu cô tiếp tục như vậy nữa Đứa bé không thể khỏe mạnh lớn lên hay không? Tại sao cô không có tiền đồ như vậy? Tay để trên bồn rửa mặt, dùng sức nắm chặt. Ninh tự thủy dùng sức cắn chặt cánh môi. Hận nhìn thấy mình ở trong gương nhợt nhạt, tiểu tụy. Rõ ràng cô muốn hồng hào, rõ ràng muốn trắng mập, rõ ràng đã rất nỗ lực. Tại sao lại không thể? Tại sao ngay cả cái này cũng muốn chống đối cô? Rốt cuộc muốn cô làm thế nào? muốn cô làm thế nào thân thể từ trên xe lăn dần dần trượt xuống nên tựa thủy quỳ khối trên mặt đất lạnh lẽo nước mắt cũng không để nén nổi nữa chào ra cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực ăn rất cố gắng rất cố gắng không để cho mình bi thương rất cố gắng rất nỗ lực muốn cho mình kiên cường chống đỡ nhưng tại sao tại sao không có một chút hiệu quả nào càng ngày cô càng gầy càng ngày càng suy yếu ơ à, bị đè nén quá lâu ninh tự thủy cũng không thể kiềm chế nổi nữa Phá ra một tiếng thét chói tai vung tay lên đèn tất cả đồ vật gạt văng trên đất bàn tay nhỏ bé nặng nề rủ xuống chẳng qua già sức một chút liền đổi lấy thở hồng hộc bàn tay nhỏ bé lại vỗ mạnh trên mặt đất dường như muốn dùng thân thể đau đớn xóa đi trái tim rách nát đau đớn và bất lực của mình dường như không cảm thấy đau so với đau lòng cuối cùng có đáng gì bà vai run rẩy nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất động lại từng giọt nước mắt ninh tự thủy bị đè nén một tuần lễ nước mắt giống như dây chân trâu bị đứt mãnh liệt rơi xuống lách cách y tá trẻ đợi bên ngoài có chút lo lắng ninh tiểu thư cô làm sao vậy y tá trẻ xông tới nhìn thấy ninh tự thủy ngã quỳ trên mặt đất sợ hãi lập tức chạy tới muốn đỡ ninh tự thùy lên nhưng không biết hồi sức từ đâu ninh tự thùy dùng sức đẩy y tá trẻ ra gầm nhẹ đừng đụng tôi đừng lo cho tôi cũng không muốn chăm sóc tôi cô vô dụng như vậy không đáng giá để người khác giúp cô ninh tiểu thư tôi nói đừng lo cho tôi ninh tự thùy ở chỗ này hơn một tuần lễ cho tới bây giờ chưa từng lớn tiếng qua lại với người khác ninh tự thùy vẫn dịu dàng lễ phép đối đãi với người khác trong lúc nhất thời lời giận của cô khiến y tá trẻ ngẩn người tại chỗ không biết nên làm gì sững sờ trong đầu chỉ có một ý niệm thoáng qua ninh tiểu thư bị làm sao nếu không thân thầy không khỏi run lên ninh tự thủy cúi thấp đầu cũng không phát hiện y tá trẻ khác thường tiếng bước chân sau lưng rời đi ninh tự thủy tự giễu cười một tiếng chính xác cô không đáng giá đến bất cứ ai đối xử tốt với cô cô biết không nên nổi giận với y tá trẻ dù sao ở chỗ này bọn họ đối xử với cô tốt như thế làm cho cô cảm thấy trên thế giới này vẫn có người tốt nhưng cô không đợi tức giận cô thật hận mình rốt cuộc cô muốn hành hạ mình hay đang hành hạ con của cô tại sao cô muốn giữ đứa bé nữa vậy rất đơn giản bây giờ tôi lập tức sắp xếp phẫu thuật cho cô lấy nó ra cô như vậy chỉ là người khác khi dễ cô nhưng không có bất cứ ai đồng tình với cô là ai nói muốn chăm sóc thân thể cho tốt là ai nói muốn đứa bé khỏe mạnh ra đời mà bây giờ thì sao? Ninh tự Thủy cô thật làm cho người ta thất vọng. Bác sĩ Hoàng đi tới cũng không lập tức tiến lên kéo Ninh tự Thủy quỳ trên mặt đất mà đứng bên cửa lạnh lùng nhìn cô. Ông ta không biết vì sao lại tức giận. Nghe y tá trẻ lo lắng giải thích cơn giận của ông ta xông lên cũng không phải là vì cô như vậy rất có thể sẽ làm cho ông ta mà tức giận đối với hành vi của cô tức giận cô không biết quý trọng mình không nhịn được tức giận. Ông cho rằng tôi không muốn sao, tôi đã cố gắng để cho mình khỏe mạnh, nhưng ông nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Thân thể Ninh Tự Thủy cứng đờ, nước mắt dừng lại trong gốc mắt, dừng lại mấy giây, đột nhiên quay mặt sang. Nước mắt giản ruộng rắt trên khuôn mặt tái nhợt, vì dùng sức, bị cắn rách, trên cánh môi máu tươi tuôn ra, bàn tay nhỏ bé vì động mạnh xuống đất mà nứt ra, máu tươi đang theo nhau nhỏ xuống thân thể theo lời nói kích động mà run rẩy lời nói phun ra bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi kéo trên mạch của mình kéo trên người của mình thân thể không có mấy lạng thịt có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng và vô lực của cô chỉ vì vậy mà cô buông tha chỉ một tuần lễ mà cô đã buông tha vậy tầm quan trọng của đứa bé này với cô cũng chỉ có kiên trì một tuần phải không chứ đến cuối cùng tại sao cô biết không thể vậy từ trước đến giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới kiên trì tất cả chỉ là nói xuông Cô là một người mẹ hèn yếu Ninh tự thủy Cô có biết hay không Bộ dáng của cô sẽ làm cho con của cô cũng chán ghét cô Bởi vì bộ dáng này của cô Không xứng là mẹ của nó Bác sĩ Hoàng cũng không sợ Làm đau Ninh tự thủy Đột nhiên xài bước đi tới Kéo Ninh tự thủy lên Sau đó dùng sức giữ chặt cầm Ninh tự thủy Để cho Ninh tự thủy nhìn vào trong gương trước mặt Nhìn khuôn mặt ông ta tràn đầy tức giận Và bộ dáng bây giờ của mình Tôi... Ninh tự thủy nghẹn ngào Nhìn khuôn mặt trắng nón của mình tràn đến máu tươi kinh khủng Bàn tay nhỏ bé bị thương rú xuống ở nơi nào Cả người giống như bất cứ lúc nào có thể ngất đi Tại sao cô muốn hành hạ mình như vậy Cô hành hạ mình Không phải tương đương hành hạ đứa bé sao Ninh tự thủy Rốt cuộc cô đã làm gì Xem như ăn bị nôn ra Có thể tiếp tục ăn Cho đến khi không phun ra mấy thôi Mới một tuần lễ mà thôi cứ thế từ bò sao sự kiên cường của cô đâu rồi kiên trì đâu rồi vậy cô thật sự muốn buông tha kỳ cha thần sao cô yêu cũng chỉ có như vậy sao không không cô không thể buông tha cô phải kiên trì coi như khó hơn nữa cô cũng phải kiên trì bác sĩ hoàng giúp tôi chuẩn bị ăn tôi muốn ăn khuôn mặt rưng rưng nở nụ cười sau đó nhìn bác sĩ hoàng không nói lời xin lỗi bởi vì cô biết Người có thể nói với cô như vậy Nhất định là người thật lòng quan tâm cô Mới có vẻ mặt thất vọng và đau buồn này Điều ông ta muốn không phải là xin lỗi Mà là cô tiếp tục kiên cường Không phải bộ dạng Vì một chút xíu khó khăn liền buông tha Thái độ bác sĩ Hoàng dịu lại Nhìn khuôn mặt Ninh Tự Thủy Lại bừng lên hy vọng Khóe miệng cũng không lập tức che giấu Lại lùng đói Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng Ninh Tự Thủy nếu như lại có lần tiếp theo được mơ tôi sẽ tiến hành bất kỳ điều trị nào cho cô và đứa bé Cô không biết quý trọng mình Cũng không có bất kỳ ai sẽ quý trọng cô Lập tức dọn dẹp bộ dạng giống quỷ một chút Sau đó ra ngoài ăn Buông tay Đem Ninh Tự Thủy ném lên xe lăn Sau đó xoay người đi tới bên cạnh cửa Rõ ràng thở vào nhẹ nhõm Mát ra hiệu cho y tá trẻ Y tá trẻ lập tức đi tới bên người Ninh Tự Thủy Sau đó cầm khăn lông sạch sẽ Giúp Ninh Tự Thủy lau người Bằng bó tay bị thương thật xin lỗi, mới vừa. Ninh tự thủy nhìn y tá trẻ nhiệt tình, cẩn thận giúp mình lau và băng bó, nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình tràn đầy công kích và tổn thương. Trên mặt có chút áy náy, cô lại đem tức giận của mình, giận chó đánh mèo chốt lên người khác. Nhưng người ta không có bất kỳ ý muốn trách cứ cô Không có việc gì Chỉ cần cô có thể khỏe mạnh Những thứ khác đều không quan trọng Y tá trẻ cười ngọt ngào Cắt đứt lời ninh tự thủy vừa nghiêm túc băng bó nụ cười ngọt ngào trên mặt làm cho trái tim không ấm áp của ninh tử thủy tràn vào một chút ấm áp trên thế giới này vẫn có người tốt người tốt gặp được việc tốt cô nên tin tưởng xem như cố gắng không nhất định có thể đạt được kết quả mình mong muốn nhưng không cố gắng nhất định không thể có kết quả đáy mắt thoáng qua quyết tâm ninh tử thủy đây là lần cuối cùng mặc kệ khổ sở bao nhiêu mặc kệ khổ cực như thế nào cô cũng phải kiên trì bởi vì chỉ cần kiên trì mới có hy vọng về sau đừng tổn thương mình như vậy nữa trên thế giới này nếu như mình cũng không thương mình vậy thì còn ai thương mình đây thân thể do cha mẹ sinh ra đừng tùy ý gây tổn thương cho mình biết không tốt lắm băng bó xong tôi để cô đi ra ngoài ăn chút gì đó tin là đứa bé nhất định rất đói rồi cẩn thận nó kháng nghị Y tá trẻ vừa đẩy Ninh Tự Thủy vừa cười ngọt ngào nói bàn tay băng bó của Ninh Tự Thủy nhẹ nhẹ vuốt bụng đứa bé vẫn ngoan ngoãn không có kháng nghị gì cô làm thương tổn mình và đứa bé như vậy đứa bé cũng vẫn ngoan có đứa bé quan tâm bác sĩ và y tá đối với mình thật tốt cô vẫn muốn nổi điên làm gì Ninh Tự Thủy ngoan ngoãn từng lần một ăn những thức ăn dinh dưỡng kia từng lần một vào trong phòng tắm nôn ra cứ như thế vòng đi vòng lại rốt cuộc sau khi nhét vào trong bụng mình một chút thức ăn cả người đã hoàn toàn không có hơi sức nằm trên giường suy yếu khác thường rất tốt tiếp tục cố gắng cuối cùng trên mặt bác sĩ hoàng có nụ cười cười động viên ninh tự thủy ninh tự thủy suy yếu nở nụ cười tay vỗ trên bụng chân thành nói cảm ơn cô biết tôi muốn không là ai chữ này bác sĩ hoàng nhớn mày bộ dáng như là cô hiểu được trèo chọc Ninh Tử Thủy không nhịn được cười ra tiếng. Thật ra cô vẫn rất hạnh phúc, không phải sao? Chỉ cần kiên trì, cô nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Ừm, tôi sẽ cố gắng. Ninh tự Thủy gật đầu quả quyết, bàn tay đặt trên bụng càng thêm dùng sức mấy phần. Đáy mắt kiên quyết của bà mẹ mang thai đứa bé là bộ dáng xinh đẹp nhất. Bác sĩ Hoàng không khỏi nhìn một giây, sau khi phát hiện, lập tức rời đi ánh mắt, hò khan một tiếng nói cô nghỉ ngơi cho tốt tôi còn có một số việc phải bận rộn không đợi ninh tư thùy nói gì nữa đã xoay người rời đi ninh tư thùy nhìn cánh cửa khép lại khóe mẹ nhẹ nhàng nâng lên nụ cười tay dịu dàng vuốt bụng từng chữ từng câu nói con ơi con phải tin tưởng mẹ mẹ nhất định sẽ kiên trì mẹ bảo đảm đây là lần cuối cùng mẹ tuyệt đối sẽ không tự giận mình nữa mẹ sẽ ngoan ngoãn con cũng phải ngoan ngoãn nha cùng mẹ kiên trì cùng nhau chờ ánh bình minh màn đêm lặng lẽ buông xuống đêm đến ninh tự thủy ngủ ăn ổn rất nhiều thời gian trôi qua ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bắt đầu có hoa tuyết bay ánh sáng màu trắng bạc chiếu sỏi vào trong phòng bệnh kéo dài một bóng dáng thật dài trên giường ninh tự thủy tiếp tục ăn ổn ngủ cho đến khi bóng dáng kia biến mất không thấy nữa ninh tự thủy ngủ trên giường hơi thở từ từ thiếu ăn ổn thân thể bắt đầu lo lắng dãy rụa trên vầng trán mịt giọt mồ hôi tuôn ra kỳ cha thân cánh môi mềm mại thốt ra ba chữ khắc vào trong lòng thì cả người ninh tự thủy từ trên giường ngồi dậy thở hồn hền cô nằm mơ thấy kỳ cha thần nằm mơ thấy hắn đến thăm mình hơn nữa mỉm cười thật dịu dàng với mình nhưng trong lúc bất chợt nụ cười kia biến thành nụ cười gay nghiệt lạnh lùng nhìn cô không ngừng nói ninh tự thủy mang theo nghiệt trùng chết chúng đi cô liều bạn muốn giải thích, liều bạn muốn kéo hắn lại, nhưng hắn chạy càng lúc càng xa. trong lòng trống giống cảm giác rất lo lắng. tay Ninh tự thủy chặn ngực, cố gắng hít thở sâu. muốn đè xuống cảm giác không tốt, nhưng càng muốn đè nén thì càng không có cách nào đè nén. không biết từ nơi nào gió lạnh thổi tới làm cho cả người lạnh lẽo. đinh tự thủy dùng mình một cái kéo tấm chăn ra, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại khép lại rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại giống như một quả chùy đập vào trong lòng Ninh Tự Thủy, khiến cho Ninh Tự Thủy không khỏi chấn động. Cửa tại sao mở ra? Kỳ cha thân. Không biết vì sao, trong đầu thoáng qua ba chữ này, càng nghĩ, càng cảm thấy trong không khí đều là mùi vị của kỳ cha thần lưu lại. Loại cảm giác đó bắt đầu mãnh liệt lan tràn trong lòng. Là hắn, nhất định là hắn. Trừ hắn ra, sẽ không có người nào cho mình cảm giác mãnh liệt như thế sẽ không để cho tim của mình có rút nhanh như vậy kỳ cha thân trở thêm một chút giống như bị trúng tà ninh tự thủy bị thương tay nhanh chóng bén chăn lên cũng không kịp nghĩ làm vết thương của mình bị thương thêm càng không qua đến đau đớn trong lòng chỉ có một suy nghĩ cô muốn chạy đuổi theo cô muốn đuổi kịp kỳ cha thân tại sao rõ ràng đến thăm mình cũng không cho mình biết hắn vẫn quan tâm cô có đúng không nhất định là như vậy hắn sẽ không nhẫn tâm với cô như vậy cô vẫn tin tưởng dùng sức hít hít lỗ mũi lúc ninh tự thủy một chân giẫm trên đất đau đớn quấn tới khoang tim ninh tự thủy hít vào một hơi đau quá nhìn xe lăn một bên ninh tự thủy khẽ cắn răng cô đã không có thời gian dùng cái đầu rất chậm kia dùng sức thở ra một hơi ninh tự thủy nhắm hai mắt lại hạ quyết tâm hai chân hoàn toàn bước lên mặt đất. Khi hai chân bị thương dẫm lên trên đất thì từng trận đau đớn thấu xương làm cho Ninh Tự Thủy muốn gất xỉu, thật sự rất đau. Có chất lòng ướt dính từ vết thương dưới lòng bàn chân trào ra, Ninh Tự Thủy đã không để ý lời bác sĩ Hoàng nói. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đuổi, cô không thể để cho kỳ trà thần rời đi như vậy. Cô muốn ngay trước mặt của hắn, hỏi hắn, nếu quả thật không quan tâm mình, tại sao đêm khuya Lén lén đến thăm mình Một bước, hai bước, ba bước Ninh tự thủy gian nan Bước ra ba bước Trong nháy mắt, máu ướt tấm vải màu trắng Quấn trên chân Tấm vải màu trắng trong nháy mắt Hoàn toàn đỏ ngầu Mép xương ba bước, cũng lưu lại một vết máu thật sâu Bước đầu tiên đau khét xương Bước thứ hai đau cắt thịt Bắt đầu bước thứ ba Có lẽ đã không còn đau như vậy nữa Bước chân cũng bắt đầu không khỏi tăng nhanh rất nhanh kéo cửa ra cũng không còn kịp mặc áo khoác lúc kéo cánh cửa gió rét lạnh lập tức luồn vào trong xương ninh tự thủy dùng mình một cái bước chân không dừng lại nhảy ra khỏi cửa phòng trong tuyết bay cả mắt ninh tự thủy lo lắng nhìn về phía ngoài phòng bệnh lảo đảo nghiêng ngả đi trên hành lang vội vàng bước ra ngoài mấy phút sau một đường viện máu thật dài rốt cuộc ninh tự thủy đi tới trước sân phía ngoài khi ninh tự thủy nhìn thấy trong sân lưu lại một hàng dấu chân không đồng nhất thì đáy mắt lập tức tràn vào một chút nóng bức đủ để đả thương người quả thật là hắn quả thật là hắn kỳ cha thân gần như không chút so dự cái gì đau đớn cái gì giá rét ninh tự thủy cũng không cảm giác được cũng không để ý máu đỏ thấm phía dưới chân không đạp đi bước chân nóng hừng hực bước đi trong tuyết lập tức y lại vết máu rất sâu gió lạnh luồn vào cổ và vết thương trên chân vô cùng bỏng rát thân thể ninh tự thùy mất thăng bằng bước đầu tiên đã ngã vào trong tuyết trên tay lạnh lẽo thân thể mất hơi ấm ninh tự thùy thơ hồn hền không biết lấy hơi sức từ đâu dùng sức chống người đứng dậy ánh mắt kiên định nhìn về phía trước cất bước bắt đầu tăng nhanh bước chân trong tuyết lưu lại một dấu vết máu chói mắt tiếng động cơ xe phát động trong đêm tối vang lên Linh hồn Ninh tự Thủy càng giống như bị níu kéo Điên cuồng chạy lên phía trước Gần, gần Ninh tự Thủy càng đi nhanh hơn Rốt cuộc đi ra bệnh viện Ánh mắt tràn đầy mong đời Nhìn về phía bên ngoài cửa bệnh viện Chiếc xe màu đen bóng trong tuyết trắng Nhanh chóng biến mất Chỉ để lại một vết xe thật dài In trên mặt tuyết Nói cho cô biết Thật sự có người đến Bầu trời để bông tuyết bay tán loạn Rơi vào trên tóc cô Trên y phục dính vào lông mi một lớp màu trắng giống như là người tuyết kỳ cha thần kỳ cha thân giọng nói ninh tự thủy đang run rẩy nhấc chân muốn tiếp tục đuổi theo ai ngờ nhấc chân bước đầu tiên dưới chân mềm nhũn đau đớn cả người ngã xuống mặt tuyết thật dày không còn hơi sức bò dậy bông tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ xinh đẹp trói mắt giá bốt làm chết lặng thần kinh của cô không cảm thấy dưới chân đau đớn chút nào kỳ cha thân anh tới thăm tôi Tại sao không để cho tôi biết Tại sao không để cho tôi gặp anh Nước mắt tràn mi ngẩng đầu lên Ánh mắt nhìn chòng trọc theo phương hướng kia Khuôn mặt vui sướng và hy vọng Trong tay nắm một khối tuyết Khóe miệng khẽ dơ lên Nở nụ cười hạnh phúc Như kẻ ngốc lầm bẩm Là hắn là kỳ cha thân Là hắn đến thăm mình Hắn còn quan tâm mình Hắn không có Tiếng nói càng ngày càng suy yếu Câu nói còn sót lại chưa nói xong thân thể kịch liệt rôn rầy, mí mắt nặng nề tối sầm lại, cả người vừa ngã vào trong đống tuyết, hồn mê bất tỉnh. Bão tuyết vẫn nổi lên chiếu xuống trên người cô, bao trùm lên lớp tuyết trắng thật mỏng. Tuyết mỏng rơi vào trên người cô hòa tan thành nước lạnh lẽo, ướt đẫm y phục thật mỏng. Đêm thật yên tĩnh. Cô nằm trong tuyết, trong lòng tràn đầy chờ mong và hạnh phúc. Hắn vẫn còn quan tâm mình, lán cứu mình, nhất định là như vậy kỳ cha thần Cuối cùng tôi tin tưởng Anh sẽ không tuyệt tình với tôi như thế Tôi tin tưởng Đồng hồ báo thức cổ xưa Phát ra tiếng điểm báo giờ Tiếng kêu cô đơn không ngừng vang vọng trong phòng khách Đèn thủy tinh đã tắt Chỉ để lại một chiếc đèn bàn màu vàng Trong phòng không khí ấm áp Nhưng tính lặng đáng sợ Dương Lưu Vân cởi giày ra Quận người vùi trên ghế sa lông Máy móc nghiêng đầu những con số đang chạy trên đồng hồ báo thức Ánh mắt không khỏi ảm đạm đã chi thế này Tại sao thần vẫn chưa về Ngoài phòng tuyết rơi lớn như vậy Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Lúc thần đi ra ngoài quên mang theo điện thoại di động Ngay cả đường dịch yêu cũng không mang theo trên người Trễ như thế không trở lại Cô thật sự rất lo lắng Chợt cửa mở ra Gió bắc nhân cơ hội trôi vào Bóng sáng chưa vào trong phòng Trên áo khoác rơi vào một lớp bông tuyết trắng Lạnh thấu xương Gặp phải không khí ấm áp Bút chốc hỏa tan còn mắt Dương Lưu Vân nhất thời lóe sáng Giày cũng không mang vào Vội vàng chạy thật nhanh tới trước mặt của hắn Thần, rốt cuộc anh đã trở về Kỳ trà thần thay giày Cười áo khoác ngoài, gật đầu Ánh mắt rơi vào chân cổ cô Giọng nhàn nhạt, nhạt nói Trễ như thế, tại sao không nghỉ ngơi Em đã thấy khuya anh còn chưa trở về Rất lo lắng, không ngủ được Anh trở về là tốt Dương Lưu Vân một tay giúp phủi đứa bông tuyết trên tóc hắn Lúc đến gần hắn lại nghe thấy trên người của hắn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, nhạt, Trên người của thần tại sao có mùi nước sát trùng, tại sao hắn phải đi bệnh viện. Trong lòng có một loại cảm giác lo lắng, bộ dạng giả vờ như thuận miệng. Đúng rồi, tại sao trễ thế này anh mới về, anh nghèo cũng không mang theo bên người. Ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm thế nào? Kỳ trai thần bắt được tay của cô đặt trên cánh tay của mình, giữa hai lông mày cất giấu một chút mệt mỏi, nhỏ giọng. Chỉ là xử lý một chút chuyện của công ty, thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút bàn tay thuận thấy vuốt tóc của cô khóe miệng nhàn nhạt, nhạt cưng chiều dương lưu vân khéo léo gật đầu đối với hắn nở nụ cười được vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút không nên để mình quá mệt mỏi kỳ trả thần không nói gì thêm nữa quay người đi lên lầu dương lưu vân đứng tại chỗ ánh mắt đưa bóng lưng cao lớn của hắn lên lầu nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất thần rõ ràng đáp hắn qua loa với mình nếu như xử lý chuyện của công ty tại sao không mang theo đường dính ngơ bên người hắn đang giấu giếm mình đi đâu làm chuyện gì kể từ khi ninh tự thủy rời đi thần vẫn không khác gì lúc trước cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều thần có thể động ác để cho cô ta đi trên than lửa buộc cô ta cười y phục trước mặt mọi người không thể nào lưu tình với cô ta có lẽ thần đi bệnh viện thật sự có chuyện xử lý thuộc vũ yên không phải là làm việc ở bệnh viện sao thần có thể đi tìm hắn đấy nghĩ như vậy trong lòng dương lưu vân hơi yên tâm lại chờ mãi mới đến lúc ninh tự thủy chủ động đưa ra yêu cầu rời đi cô không muốn xuất hiện biến cố gì nữa chỉ cần ninh tự thủy rời đi chỉ cần mình vẫn canh giữ ở bên người thần tin tưởng một ngày nào đó thần sẽ bị mình cảm động cầm một ly trà an thần lẽ ra muốn đưa cho thần uống nghỉ ngơi tốt lúc đi tới hành lang lại không nghĩ nhìn thấy thần một mình từ lầu ba đi xuống nhất thời cảm thấy kỳ quái phòng ngủ thần ở lầu hai tại sao hắn phải đi lầu ba theo bản năng, Dương Lưu Vân không lập tức tiến lên mà đứng tại chỗ, chờ mắt nhìn kỳ trà thần đi vào gian phòng của Ninh Tự Thủy ở. Cửa phòng không đóng lại, lộ ra một khe hở. Mượn ánh đèn nhìn thấy thần ngồi trước bàn trang điểm. Ngón tay không tự chủ nắm ly trà thật chặt, cắn chặt môi cổ mình. Ánh mắt trong bóng đêm có mấy phần dữ tợn, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lòng tràn đầy không cam lòng và không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao đêm hôm khuya khoát, thần vào phòng của Ninh Tự Thủy? Nếu như hắn thật sự tuyệt tình với Ninh Tự Thủy Tại sao còn phải cầm trái đào Ninh Tự Thủy thích nhất Chẳng lẽ thần không có tuyệt tình với Ninh Tự Thủy Trong lòng nhất thời hoảng loạn Nếu thần thật chắn ghét cô ta Nên đem đồ Ninh Tự Thủy đã dùng qua Tiếp xúc qua Sớm vứt toàn bộ mới đúng Tại sao có thể cất giữ tốt như vậy Tại sao lúc nửa đêm canh ba Một mình ngồi trong phòng của cô ta Thần đang nhớ đến Ninh Tự Thủy sao Hắn còn nhớ nhung Ninh Tự Thủy khóe miệng dương lưu vân xẻ qua nụ cười chăm chọc tại sao bọn họ có thể như vậy bóng đêm trầm mê ánh đèn trên không rơi vào bóng dáng cao thẳng của hắn ngồi trước bàn trang điểm nhìn vật phẩm cô đã dùng qua không khỏi mất hồn gian phòng này là nơi cô ở lần cuối cùng trong không khí dường như vẫn còn giữ lại hơi thở của cô giống như ôm ấp quanh mình tay không nhịn được nhặt cây lược gỗ trên bàn trang điểm mà cô thích nhất trước kia cô thích nhất ngồi dưới gương từ từ cắt tỉa mái tóc đen thật dài của mình hắn cũng từng giúp cô cắt tỉa mềm mại như tơ giống như đoạn ngấm lụa đầu ngón tay xuyên qua mái tóc của cô dường như cũng có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể cô càng lúc càng lên cao vẻ mặt tái nhợt chợt lóe lên trong đầu cho dù là trong giấc mộng cô cũng nhíu chặt mày giống như có tâm sự nặng nề cắn môi dưới giống như đứa bé quật cường hắn nắm giữ động tính mỗi ngày của cô biết tình trạng thân thể của cô cô đứa bé kia thiếu chút nữa đã mất Nhưng hắn hao phí rất nhiều tâm tư như vậy Tại sao phút cuối cùng lại buông tha Nhìn về mặt lạnh lẽo của mình trong gương Đường nét sắn sỏi Cầu có lạnh lùng và kháng cự Nhưng đáy mắt có chút thương hại Thương hại Đôi môi mỏng bàng tình không khỏi nâng lên nụ cười tự diễu soi mình trong gương lắc đầu Không thể Tại sao mình có thể có lòng thương hại với một người phụ nữ như vậy Tại sao hắn có thể có lòng thương hại với cô gái kia trên mặt nở nụ cười rất thê lương, không thua đáy mắt, nắm chặt cây lược gỗ, dùng sức rất lớn, răng lược đâm thùng ra thịt của hắn, màu máu đỏ tươi tràn ra, nhiễm đỏ lòng bàn tay, ẩm ướt, nhớp nhúa, gân xanh trên tay cũng nổi lên, dùng sức nắm chặt, giống như cầm một thanh kiếm sắc bén, tự làm thổn thương mình. Rắc, tiếng vang nặng nề phá vỡ yên tĩnh, cuối cùng cây lược gãy thành hai đoạn, cũng như trái tim hắn đã sớm vỡ thành hai nửa, chắp vá không hoàn chỉnh quan hệ giữa bọn họ cũng như cây lược gỗ này hoàn toàn đoạn lìa bất luận dùng biện pháp gì cũng không cách nào chữa trị vết nước đó không có gì có thể chữa trị liên lạc một phụ nữ vặt bội tôi không xứng đáng để tôi thương hại kỳ trà thần soi mình trong gương lạnh giọng nói khi bị hành vi của mình lại có thể đi bệnh viện nhìn cô lại có thể có chút mềm lòng với cô đứng lên một tay chống trên bàn trang điểm một tay hung hăng đập vào trên gương tiếng vang rào rào, gương vỡ thành rất nhiều mảnh, rơi xuống, từng mảnh từng mảnh, trong từng mảnh vụn đều có vẻ mặt lạnh khốc của hắn. Giờ phút này, dùng hai chữ kinh khủng để hình dung hắn, tuyệt đối không quá. Mảnh vụn phá vỡ tay của hắn, dòng máu đỏ tươi tích tích rơi xuống, rơi vào trong mảnh vụn, xuất hiện một đóa hoa xinh đẹp, hơi thở nhạt nhạt máu thanh đang tràn ngập, dường như cố ý che lấp hơi thở lưu lại của cô. Ninh tự thủy, tôi sẽ khiến cô trả giá thật lớn trả giá thật lớn tiếng nói lạnh lùng cho màn đêm yên tĩnh không ngừng vang vọng lạnh lẽo đáng sợ xoay người rời khỏi phòng để lại mặt sàn đầy bừa bãi từng mảnh vụn thủy tinh và cây lược gỗ vỡ thành hai nửa không thể chấp vá dương lưu vân không cần ẩn núp nữa vì từ trước đến giờ kỳ cha thần không chú ý tới cô ánh mắt nhìn mọi thứ bể tan tành đầy đất tầm mắt rũ xuống khóe miệng không nhịn được không lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thầm ý làm cho người ta nhìn không thấu đổ sạch ly trà an thần xoay người đi lên phòng ngủ trên lầu ba của đinh tự thủy và kỳ trà thần mở đèn nhìn tất cả bài biện bên trong một vật cũng không có dấu vết động tới thậm chí sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi hai tay nắm thật chặt móng tay đâm vào trong lòng bàn tay trong lòng tràn đầy oán hận ánh mắt dưới ánh đèn vô cùng lạnh lùng tiếng nghiến răng vang lên cô ta chờ lâu như vậy nhịn lâu như vậy vào thời khắc này không thể thất bại vào thời khắc này không thể để cho ninh Tử thủy trở lại bên cạnh thần thần là của cô chỉ thuộc về cô bất luận kẻ nào cũng không giành được kỳ cha thần ninh tự thủy cảm thấy thân thể ấm áp đầu óc từ từ tỉnh táo lập tức ngồi dậy miệng gọi tên cô hắn nghiêng đầu nhìn thấy bác sĩ hoàng mặt tràn đầy lo lắng nhìn mình một giây kế tiếp ninh Tử thủy nắm thật chặt ống tay áo của ông ta kích động hỏi tại sao tôi trở về đây tối hôm qua có phải kỳ cha thần đưa tôi về không vẻ mặt bác sĩ Hoàng có chút khác thường, trở tay nắm tay cô trong lòng bàn tay. Tối hôm qua tôi đi kiểm tra phòng, phát hiện cô không có trong phòng, nên đi tìm cô. Rốt cuộc tôi nhìn thấy cô nằm trong tuyết. Cô cũng thiệt là, tại sao lại không thương cái thân thể của mình như vậy? Chẳng lẽ những lời trước đó cô nói với tôi đều là giả sao? Thật may tôi phát hiện ra sớm, ôm cô trở lại. Ninh Tự Thủy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Không phải vậy, không phải như thế tối hôm qua không thể là ông đưa tôi về là hắn là kỳ trà thần là kỳ trà thần đưa tôi về tối hôm qua rõ ràng tôi nhìn thấy hắn hắn đến thăm tôi hắn không bỏ mặc tôi không thể không quan tâm tôi bác sĩ hoàng nhíu mày dùng sức cầm tay của cô giọng nói bình tĩnh cô đừng vờ ngớ ngẩn nữa được không kỳ trà thần làm sao có thể đến bệnh viện cũ rách này là thật bác sĩ hoàng ông phải tin tôi tôi là vợ của kỳ trà thần mười sáu tuổi tôi đã gả cho hắn bởi vì chúng tôi có hiểu lầm với tách ra nhưng hắn sẽ không thể không quan tâm tôi Trước đó là hắn đã cứu tôi cho đống tuyết Là hắn đưa tôi vào trong bệnh viện Phải không Ninh tự thủy ngẩng đầu Ánh mắt bức thiết nhìn ông ta Cõi lòng tràn đầy mong đợi Là hắn bảo ông tôi chăm sóc tôi Là hắn không cho phép ông nói cho tôi biết Phải không Ông nói cho tôi biết đi Bác sĩ Hoàng Tôi vạt cầu ông nói cho tôi biết đi Tôi bảo đảm tuyệt đối tôi sẽ không nói cho kỳ cha thân Sống lưng bác sĩ Hoàng rõ ràng cứng ngắc Ánh mắt nhấp nháy không ngừng nhìn trên mặt cô cha ấy mong đợi ông ta phải nói cho cô biết sự thật thế nào đây không ông ta không thể nói tự thủy cô đừng suy nghĩ nhiều quá ngày đó người đưa cô đến bệnh viện không phải là hắn tối hôm qua cũng là tôi ôm cô từ trong tuyết trở về từ đó đến giờ kỳ cha thần chưa từng tới bác sĩ hoàng tôi phán cầu ông nói cho tôi biết tôi sẽ không nói cho hắn biết là hắn đã cứu tôi là hắn đưa tôi trở lại mấy ngày nay buổi tối hắn đến thăm tôi tôi biết là hắn Rốt cuộc cũng chưa từ bỏ ý định Hơi thở quen thuộc Cảm giác quen thuộc Cô không nghĩ sai Cô đừng u mê nữa Nếu là kỳ trà thần Hắn không đưa cô đến bệnh viện tốt Tại sao cố tình đưa đến bệnh viện nhỏ này Mấy ngày nay tôi vẫn lo lắng cho cô ngủ không ngon Mỗi đêm kiểm tra phòng Cũng chưa bao giờ thấy người nào đến phòng bệnh của cô Tất cả mọi thứ đều là ảo giác của cô Là cô quá nhớ hắn nên sinh ra ảo giác như vậy Không phải vậy Tôi biết rõ mình không nghĩ sai Nhất định là hắn ông không lừa được tôi đâu Ninh Thự Thủy nghẹn ngào Đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy Trong đáy mắt bác sĩ Hoàng có chút khác thường Càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng Ánh mắt trần trừ do sự né tránh của bác sĩ Hoàng Đã nói cho cô biết Thì ra thật sự là kỳ cha thần cứu mình Là hắn đưa mình tới bệnh viện Là hắn đến thăm mình Tối hôm qua cũng là kỳ cha thần đưa mình trở lại Hắn thật không bỏ mặc mình Không có không muốn mình Hắn chỉ tức giận Chỉ không biết xuất hiện trước mặt cô như thế nào mà thôi Bác sĩ Hoàng nhìn trong ánh mắt cô Mặc dù tràn đầy nước Nhưng trong ánh mắt vẫn loay sáng lấp lánh Khóe miệng hơi cong Nhưng là thật lòng Đây là lần đầu tiên sau khi cô tới nơi này Nụ cười trong nội tâm phát ra Trên gương mặt tiểu tụy Lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ Trong nháy mắt trần trừ Không biết phải làm thế nào để cắt đứt mong đợi trong lòng cô Nếu có thể để cho cô có động lực chăm sóc thân thể mình hơn Vậy coi như cho cô một niềm tin Để chống đỡ Huống chi kỳ thiên sinh đã không trở lại nữa ninh tự thủy bung xa tay của ông ta ôm lấy chăn vừa khóc vừa cười bác sĩ hoàng trầm mặc đã cho cô đáp án kỳ tra thần thật sự đã tới thật sự vẫn còn lặng lẽ quan tâm mình hắn nói những lời đó từ trước đến giờ là đang giận mình là đang dối gạt mình mà thôi nước mắt sàn rùa nhưng nụ cười tràn đầy hạnh phúc trái tim đang mềm mại chậm rãi than ra một hạt giống mọng dễ nảy mầm từ từ lớn lên nở thành một đóa hoa xinh đẹp thơm ngát trong lòng càng lúc càng ấm áp ấm áp tất cả cuộc sống của cô. Giờ phút này cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Con ơi, con xem, cha thật không có ý định tổn thương mẹ, hắn vẫn quan tâm chúng ta. Chỉ là hắn không biết làm thế nào biểu đạt tình cảm của mình thôi. Chúng ta phải thông cảm cho cha, chúng ta phải chờ cha trở lại thăm chúng ta. Trên khuôn mặt ninh tử thủy chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không nhịn được hắc xì một cái cũng không thèm để ý. Ngừng đầu buông lòng nói, bác sĩ Hoàng, tôi muốn ăn. Chờ một chút, tôi sẽ bảo y tá đem cho cô bác sĩ hoàng gật đầu ánh mắt tràn đầy phức tạp và mâu thuẫn không biết mình làm như vậy đối với cô là tốt hay xấu cô còn cần đôi chân này hay không trời lạnh như vậy đi chân trần ra ngoài người bình thường cũng không chịu nổi huống chi cô còn bị thương trong giọng nói nghiêm nghị lộ ra tức giận trách móng cô tùy hứng không thương tiếc thân thể của mình đối mặt với trách móc của ông ta ninh tự thủy chỉ nở nụ cười trong lòng biết bác sĩ hoàng thật lòng quan tâm nhưng tối hôm qua vì đuổi theo kỳ trà thần nên không thể chú ý được không thể không vội vã xuống giường cũng không thể suy nghĩ đến hậu quả tôi biết rồi về sau không dám nữa ông đừng tức giận bác sĩ hoàng vẫn đang dễ lắc đầu không thể làm gì khác hơn là thay thuốc cho cô rất nhanh y tá đưa thức ăn tới khẩu vị ninh tự thủy đột nhiên thật tốt ăn hết tất cả cũng không còn bất kỳ phản ứng không tốt sau khi ăn xong còn ăn một ít trái cây khiến cho y tá trẻ không khỏi kinh ngạc Tại sao khổ bị cổ cô đột nhiên tốt như vậy Ninh tự thủy nhìn thấy y tá thu dọn đồ đạc Không nhịn được mở miệng Cô biết tối hôm qua bác sĩ hoàng trực đến mấy giờ không Tôi nhìn thấy vẻ mặt của ông ta cũng không tốt lắm dáng vẻ rất mệt mỏi Trực Y tá trẻ không khỏi kinh ngạc lắc đầu Tối hôm qua 9 giờ bác sĩ Hoàng đã về rồi Không thể nào ở bệnh viện trực được Trong nháy mắt Ninh tự thủy đã hiểu cúi đầu khóe miệng không nhịn được nở nụ cười Quả nhiên không phải là bác sĩ Hoàng là kỳ cha thân tối hôm qua là kỳ cha thân đưa mình về hắn không bỏ mặc mình ở trong tuyết bị chết cống nói rõ hắn đang quan tâm mình hắn không độc ác như vậy con ơi cha con đang dùng cách của hắn lặng lẽ quan tâm chúng ta chúng ta phải cố gắng lên không thể để cho hắn thất vọng tâm tình Ninh tự thủy thật tốt nghiêng đầu nhìn bông tuyết bay thật lòng cảm thấy mùa đông này không còn rét lạnh bông tuyết thật đẹp trong lòng càng thêm ấm áp sạt sào mọi đau đớn đều biến mất tất cả cũng sẽ tốt hơn y tá trẻ nhìn cô đang chìm đắm trong vui sướng không khỏi kinh ngạc thu dọn xong đồ đạc lập tức đi đến phòng làm việc tìm bác sĩ hoàng hỏi một chút bác sĩ hoàng tại sao ninh tự thủy đột nhiên thay đổi nhiều như vậy tôi cảm giác so với lúc trước cô ấy hoàn toàn biến thành một người khác ánh mắt của bác sĩ hoàng từ trên bệnh án rời đi nói thật không có việc gì cô ấy đang nghĩ thông suốt chăm sóc cô ấy thật tốt có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết trước tiên Nói xong, cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Y tá trẻ vẫn cảm thấy kỳ quái, muốn nói gì nữa, nhưng nhìn bộ dạng của bác sĩ Hoàng bận rộn, mình cũng ngượng ngùng mở miệng, cũng không còn nghĩ đến chuyện lúc sáng nay, chép miệng, soi người đi xa phòng làm việc. Có lẽ bác sĩ Hoàng nói rất đúng, Ninh tiểu thư đột nhiên nghĩ thông suốt đi. Lòng dạ phụ nữ cũng thay đổi vô cùng nhanh chóng, cũng không hề gì. Ninh tự thủy chịu ăn, tầm tình khá lên, công việc của cô cũng sẽ tương đối thoải mái, như vậy chẳng phải là tốt sao? Đường Diệt Nghiêu và chấm dứt một cuộc điện thoại, quay đầu lại, đã nhìn thấy Dương Lưu Vân không biết đứng sau lưng mình từ lúc nào, gật đầu cười một tiếng. Tiểu thơ. Dương Lưu Vân bưng một ly cà phê đặt trên bàn hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói. Em biết anh Nghiêu rất bận, cho nên pha cà phê cho anh, uống một chút, xem kỹ thuật pha của em cũng không tệ lắm. Cảm ơn tiểu thơ. Trong lòng đường Diệt Nghiêu tràn đầy kích động và hưng phấn, đây là lần đầu tiên Lưu Vân pha cà phê cho mình. Nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm vui vẻ trong lòng. Dương Lưu Vân nghiêng đầu, tầm mắt có chút lo lắng, lông mày xinh đẹp tràn đầy lo lắng và bất an. Đường Diệt Nghiêu không nhịn được hỏi, "Làm sao vậy tiểu thơ?" Dương Lưu Vân cắn môi, chần chừ thật lâu, mở miệng hỏi, "Em biết thần không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, nhưng tối hôm qua em chờ hắn đến rất khuya, em ngửi thấy trên người hắn có một mùi nước sắt trùng nhàn nhạt, nhạt, em rất sợ thân thể thần xảy ra chuyện gì, anh Nghiêu?" thần không sao chứ Vẻ mặt đường diệt nghiêu thay đổi Nhưng vẫn lắc đầu Không có việc gì, tiểu thư đừng lo lắng Dương Lưu Văn thu phản ứng của hắn vào đáy mắt Càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng Đường diệt nghiêu biết thần đi đâu Hắn biết chuyện của thần và ninh tự thủy Nửa đêm canh ba Thần không có ở trong phòng của mình nghỉ ngơi Mà tới bên ngoài trở về Trên người có mùi nước sát trùng Ngoại trừ lúc đi nhìn ninh tự thủy dính vào Thì không có lý do khác Vẻ mặt lo lắng ngồi xuống ghế Bà vai gầy gò khẽ run trong ánh mắt tràn đến lo lắng lẩm bẩm lầu bầu như nói cho đường dịch nghiêu nghe thần chưa bao giờ nguyện ý đem cảm thụ của mình nói cho người khác biết cho dù thân thể không thoải mái cũng sẽ không nói ra gần đây khẩu vị cô hắn cũng không có tốt không phải là có chuyện gì chứ không được em mới gọi điện thoại cho anh vũ hiên hỏi một chút nói xong từ trong túi lấy ra điện thoại di động những con số thứ nhất thì tay đã bị người đè lại ngẩng đầu ánh mắt khó hiểu nhìn đường dịch nghiêu vẻ mặt đường dịch nghiêu nặng nề thấy cô lo lắng cho thần hốt hoảng không bình tĩnh thật không đành lòng nhìn cô như vậy tại sao cô thiện lương và yếu đuối như vậy lúc nào cũng lo lắng cho kỳ thiếu xa tại sao mình có thể tiếp tục giấu giếm cô đây thân thể kỳ thiếu xa thật không có việc gì chẳng qua chẳng qua cái gì thấy hắn trầm mặc dương lưu vân gấp rút hỏi chẳng qua hắn đi nhìn ninh tự thủy nhìn thấy cô thiện lương và dịu dàng săn sóc hắn thật không đành lòng giấu giếm hoặc lừa gạt dương lưu vân bỗng nhiên đứng lên kinh ngạc Tử Thủy, không phải cô ấy đi rồi sao? Tại sao thần đi tìm cô ấy? Không phải thần muốn gây bất lợi cho cô ấy chứ? Đáy lòng chấp động toàn bộ đều là lo lắng, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay áo của hắn khẩn cầu. Anh Diệp Nghiêu, Từ Thủy đã rất đáng thương, cô ấy không nên bị thương tổn nữa. Cô ấy hiện tại như thế nào? Có khỏe không? Đường Diệp Nghiêu thân thể rõ ràng chấn động, ánh mắt rơi trên bàn tay đang níu chặt áo hắn, trong lòng xè qua một chút khác thường, nhìn vẻ mặt cô lo lắng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Lưu Vân thật sự là quá thiện lương Mới vừa rồi Hắn còn tưởng rằng Lưu Vân biết sẽ đau lòng Nhưng mình thật là lấy bụng tiểu nhân Đo lòng quân tử Đừng lo lắng Trước mắt cô ấy không có việc gì Lưu Vân thở vào nhẹ nhõm Thay từ từ buông xuống dưới Ngón tay băn khoăn lo lắng níu lấy vạt áo của mình Nước mắt lạ chạm rớt xuống Giọng nói nước nở Nước mắt rơi trên mặt thảm mềm mại Đường diệt nghiêu lập tức hoảng hốt Tiểu thư làm sao cô khóc Tiểu tại em không tốt Nếu như không phải là em bọn họ đến bây giờ cũng sẽ không phải thành tình huống này tử thủy sẽ không phải khổ sở như vậy là lỗi của em em chính là yêu quái hại người giọng nói dương lưu vân nghẹn ngào tự trách muốn chết giơ tay lên muốn tát mình một bàn tay giờ lên trước mặt bị đường dịch nghiêu tóm được ngẩng đầu mắt ướt lệ nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của hắn giống như rất tức giận đường dịch nghiêu nắm thân chặt bàn tay gầy gò của ả thấy ả khóc hoa lê đấm mưa trong lòng rất đau vẫn đang dị than thở buông tay cô ra lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt à nghiêm túc nói cho à biết đừng tự trách, chuyện này không phải lỗi của em em có lòng tốt em cũng chỉ muốn bọn họ thôi hành hạ lẫn nhau nữa chuyện thành ra như vậy cũng không phải là em muốn Dương Lưu Vân hít mũi một cái, khóc rất đáng thương khan khan giọng hỏi anh dịch nghiêu, em có thấy em rất xấu không em rất vô dụng em không có biện pháp khuyên thần không nên thương tổn tự thúy em thật sự rất vô dụng ai nói cái người này sao mà thiện lương Lúc đã cũng suy nghĩ cho người khác vậy Em đã tận lực Cũng đừng mang tất cả trách nhiệm đổ về mình Ánh mắt đường diệt nghiêu dịu ra nhìn à Đáy mắt đó là cương chiều vô tận Nước mắt dương lưu văn càng tràn ra Thân thể khẽ run Giống như vô ý rất tự nhiên Đầu gục vào trong ngực hắn Bàn tay níu lấy áo của hắn Giọng buồn nói Anh diệt nghiêu Anh đối với em thật tốt Toàn thân đường diệt nghiêu cứng ngắc vẻ mặt vừa sợ lại vừa mừng Tâm kịch liệt nhảy lên hưng phấn chạy dọc thân thể hắn cánh tay cứng ngắc nâng lên ở giữa không trung khẽ run hồi lâu cuối cùng đặt nhẹ lên đầu ả à, nhẹ giọng nói bởi vì em trong lòng tôi vĩnh viễn đều tốt nhất đáng giá để tôi đối tốt với em như vậy kể từ khi ả à ra nước ngoài những năm này đây là lần đầu tiên cùng với ả à tiếp xúc thân mật cùng quá khứ bất đồng từ một cô gái nhỏ thiện lương đáng yêu biến thành thiếu nữ duyên sáng yêu kiều hắn thậm chí cảm thấy cảm thấy bầu ngực ả mềm mại hòa cùng bờ ngực rắn chắc của hắn xúc cảm như vậy khiến cho dòng máu trong người hắn sôi trào thân thể như bị thiêu đốt đây là một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu mến nên có phản ứng bình thường chỉ cần ả à tùy ý là một hành động cũng khiến hắn phát điên cuồng rồi dương lưu vân núp ở trong ngực của hắn cảm thấy nhịp đập tim của hắn nhiệt độ của hắn đều biến hóa môi mỏng không khỏi nhếch lên nụ cười ả à đoán không lầm những năm gần đây Đường dịch nghiêu tâm đối với ả chưa bao giờ thay đổi Tốt nhất là không nên treo chọc khiến hắn nổi lên phản ứng Này, tự thủy bây giờ đang ở đâu? Em thật nhớ cô ấy Cũng không biết thương thế ở chân cô ấy ngày đó thế nào Chuyện này Đường dịch nghiêu trần trừ Chỗ của Ninh tự thủy là kỳ thiếu ra ra lệnh Không cho phép bất kỳ người nào biết Ngộ nhớ bị kỳ đối ra biết Lưu Vân đã biết Còn muốn đi nhìn Ninh tự thủy Hậu quả Dương Lưu Vân ngẩng đầu Nước mắt không tiếng động rơi xuống tiếng uất ức nhỏ giọng vang lên. Em thật sự chỉ là lo lắng cho cô ấy mà thôi. Còn là anh cho rằng em sẽ thương tổn cô ấy. Nếu như là vậy, em ngày đó còn cầu xin thân làm gì? Anh không tin tưởng em. Không phải. Đừng dịch nghiêu ngắt lời à, ngăn cản suy nghĩ lung tung của à. Là kỳ thiếu ra ra lệnh, không cho phép để lộ ra vị trí của đinh tử thủy. Dương Lưu Văn cắn môi, lẩm bẩm Em biết rõ không nên làm khó anh. Nhưng em chính là không có tiền đồ, lo lắng như vậy đừng diệt nghiêu đau lòng Lần nữa lao đi nước mắt của ả à, Dịu dàng nói Đừng khóc, cùng lắm thì tôi cho em biết Cô ấy ở nơi nào, em lén lén đi Đừng cho kỳ thiếu gia biết Ánh mắt dơ lưu vân sáng lên Hưng phấn còn không kịp biểu đạt Ngay sau đó ảm đạm vẻ mặt, lo lắng giọng nói Thôi, em không nên đi Ngộ nhớ bị thần phát hiện Hắn sẽ trách phạt anh Em không muốn thấy anh bị trách phạt Lời của cô giống như gió mắt mùa xuân phảng phất trong lòng hắn À đây là đang lo lắng quan tâm hắn sao Không tiếp tục bận tâm thân phận của nhau bản Thanh vứt ve tóc ổ ả Nụ cười rõ ràng Nhà đầu ngốc Không sao Kỳ thiếu ra sẽ không phát hiện Phát hiện cũng sẽ không làm gì tôi Tôi chỉ sợ cậu ấy giận em Dương Lưu Vân cảm động Hốc mắt lại đỏ hồng Bản Thanh nhỏ bé nắm chặt lấy eo của hắn Mếu máu bảo đảm nói Em tuyệt đối sẽ không để thân phát hiện Tuyệt đối sẽ không để thân trích phạt anh Anh diệt nghiêu anh cũng đồng ý với em Từ nay đừng kêu em là tiểu thư nữa Gọi em là Lưu Vân Đường Dực nghiêu mừng rỡ như điên Không tới một phút Tầm tình kích động không nói nên lời Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lại chân chờ Nhưng mà thân phận của chúng ta cách xa nhau Dương Lưu Vân dầu mỏ lên Em mặc kệ Nếu như anh lo lắng thần sẽ trách anh Vậy sau này lúc chỉ có hai người chúng ta Liền kêu em là Lưu Vân Mặc kệ em lớn bao nhiêu Mặc kệ thời gian qua bao lâu Em vĩnh viễn là Lưu Vân nhà đầu ngốc của anh đừng dính yêu nghe vậy tầm kịch liệt xôn xảy có được hay không có được hay không vậy dương lưu vân nắm lấy quần áo của hắn giọng nũng nịu trong ánh mắt toàn bộ đều là yếu ớt cuối cùng vẫn còn không chịu nổi sự dịu dàng không kháng cự được đáng yêu của à đừng dính yêu gật đầu được lưu vân dương lưu vân nở nụ cười hạnh phúc có chút ngượng ngùng tựa vào trong ngực của hắn đáy mắt tất cả đều là được như ý hả hê chỉ cần à muốn không có lòng người đàn ông nào có thể kháng cự được à đường diệt nghiêu cũng thế trên dưới đều như vậy về sau kỳ tra thần cũng là như thế đường diệt nghiêu Đen địa chỉ bệnh viện ninh tự thủy ở viết vội xuống dặn dò à lúc đi đừng để kỳ thiếu gia phát hiện cũng đừng để ninh tự thủy thấy dương lâu vân rất sảng khoái đồng ý lời thề son sắc bảo đảm tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào biết à tự mình đi xem ninh tự thủy lòng bàn tay siết thật chặt tờ giấy đi ra khỏi phòng đường diệt nghiêu Cửa khép lại này trong nháy mắt Quay đầu hướng đường dính yêu mím môi cười một tiếng Rực rỡ huyến lệ Chẳng qua là khi cửa hoàn toàn khép lại Thì nụ cười trên mặt biến mất Mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay trở nên lạnh lùng Những ngày này đối với Ninh Tự Thủy bà nói Vừa là hạnh phúc vừa đau khổ Hạnh phúc là biết kỳ trà thần còn quan tâm cô Đau khổ chính là cô một mực chờ đợi khi tối Đợi đến buổi tối kỳ trà thần sẽ đến thăm cô và đứa bé ăn xong bữa tối Ninh tự thủy trước giờ chưa thấy mệt nhọc sẽ phải nghỉ ngơi sớm một chút khiến y tá cũng ngạc nhiên tắt đèn ánh sáng bên ngoài trắng như tuyết hắt vào nằm trên giường một chút buồn ngủ cũng không có cô chỉ là muốn đi nằm sớm chờ kỳ cha thân nghĩ đến có thể nhìn thấy người mà có ngày đêm nhớ mong tâm liền bắt đầu không thể chờ đợi chửa tay trên bụng khoé miệng hấp hấy giống như nguyệt nha con à đợi một ngày có phải con cũng rất nhớ cha đúng không không sao đợi thêm một lúc nữa Chúng ta sẽ thấy cha đến rồi Con phải ngoan ngoãn Tạm thời không nên ngủ gật Phải đợi thấy cha mới có thể ngủ biết không Tay xoa xoa bụng Thân thể được chăn sưởi ấm Nhưng tâm được kỳ cha thần sưởi ấm Lặng lặng chờ đợi từng chút thời gian trôi Chờ kỳ cha thần đến thăm cô Giống như là thiếu nữ mới yêu Muốn hẹn hò cùng người yêu mình vậy Cha đến mong chờ Kích động một chút buồn ngủ cũng không có Thời gian bất chợt đã quá nửa đêm, nhưng phòng bệnh trống rỗng trừ cô xa không có người khác cửa phòng đóng chặt cũng không có mở ra trong lòng có mất mát nho nhỏ sờ sờ bụng lầm bầm con à con ngủ thiếp đi sao cha nhất định là quá bận rộn cho nên hôm nay không có tới đây con biết không hắn có công ty có rất nhiều người muốn làm việc mỗi ngày đều rất bận hôm nay nhất định là quá bận rộn quá mệt mỏi cho nên không có đến thăm chúng ta con không được tức giận cha Ninh Thư Thủy cũng không biết cùng đứa bé nói bao nhiêu lời, nói xong liền ngủ. Cửa chợt bị mở ra, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, chiếu từ cửa sổ vào. Bác sĩ Hoàng đi tới bên giường, thấy cô ngủ, trên mặt còn nụ cười, không khỏi không tiếng động thờ dài. Người phụ nữ ngốc này một mực chờ đợi kỳ tiên sinh sao? Thời đại bon chen tâm kế như vậy, sao lại xuất hiện cô gái ngu dài thế này đây? Đắp chăn lại cho cô, lại xoay người kéo xem cửa sổ vào gian phòng lập tức tối tăm xoay người lặng yên không tiếng động ra khỏi gian phòng hôm sau ninh tự thủy ngồi dậy phát hiện rèm cửa sổ bị kéo vào y tá đang dọn dẹp phòng không khỏi hỏi là cô giúp tôi kéo rèm cửa sổ sao y tá ngẩng đầu liếc nhìn rèm cửa đóng chặt lắc đầu không phải thế nào tối hôm qua tôi không giúp cô kéo rèm cửa vào mà không có việc gì tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút ninh tự thủy về mặt trong nháy mắt trở nên như đưa đám nhìn chằm chằm bụng ánh náy muốn chết tối hôm qua nhất định là kỳ cha thần tới mà cô lại đợi đến ngủ thiếp đi thật là không dùng được không có tiền đồ tại sao có thể ngủ thiếp đi đây con à thật xin lỗi lại để cho con không thấy được cha rồi tối nay chúng đã nhất định phải kiên trì tin tưởng có thể thấy hắn chỉ là tối hôm qua cô đã ngủ rất trễ rồi mà kỳ cha thần cũng đến thăm mình có thể thấy được hắn gần đây rất bận có thể mệt hay không Chỉ là bận rộn như vậy Trễ như vậy Còn kiên trì đến thăm cô Biểu hiện kỳ trà thần thực sự để ý đến cô Trái tim một hồi ngọt ngào dập dờn Không khỏi dính vào trên mặt Trở nên hồng nhuận Âm thầm hạ quyết tâm Tối nay nhất định không thể ngủ Nhất định phải chờ kỳ trà thần tới đây Nói cho hắn biết Nếu quả như thật bận rộn như vậy Cũng đừng không cần đến thăm cô Dù sao bây giờ là mùa đông Buổi tối đều rất lạnh vạn nhất em hắn nông lại thành cục thì sao y tá kéo rèm cửa sổ ra hôm nay trời đẹp nắng ấm trên trời chiếu xuống cùng tâm tình của cô giống nhau một ngày mới lại bắt đầu nằm viện là một việc vô cùng nhàm chán cùng đứa bé nói chuyện cùng y tá nói chuyện phiếm cũng không khiến cho cô hết tịch mịch cũng may bác sĩ hoàng biết cô thích hội họa cố ý tặng cô một bộ đơn dụng cụ vẽ đơn giản lúc không có việc gì làm thì có một mình vẽ tranh vẽ kỳ trà thần trong trí nhớ về những thứ tốt đẹp trong đầu kia thậm chí cô có thể tưởng tượng đứa nhỏ của mình cùng kỳ trà thần sẽ như thế nào vẽ thật xinh đẹp sẽ sợ đứa bé ra đời ngộ nhỡ không có xinh đẹp như vậy cô sẽ có cảm giác mất mát vẽ xấu lại sợ đứa bé kháng nghị biểu tình nho nhỏ sờ sờ bụng cười nói con à chỉ cần chờ con ra đời chờ cha biết chân tướng mẹ muốn mặc kệ con hình dạng thế nào hắn cũng rất thích con mặt trời mọc mặt trời lặn một ngày lại kéo tấm rèm rơi xuống ninh tử thủy lại nằm ở trên giường lặng lặng chờ đợi khi cha thần tới lời thề son sắc mà nói không được đợi khi cha thần tuyệt đối không ngủ nhưng vẫn là không nhịn được đã buồn ngủ lần này không phải là cô quyết tâm không đủ mà là bác sĩ hoàng bảo y tá thêm chút gì đó vào trong thức ăn của cô khiến cô rất nhanh buồn ngủ phụ nữ có thai thức đêm không tốt cho thân thể nhưng cô từ trước đến giờ không nghe khuyên hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế thôi Liên tiếp mấy ngày làm lại như thế Ninh tự thùy tức giận chính mình vô dụng Nhưng cũng bó tay hết cách Không biết vì sao sao gần đây dễ dàng buồn ngủ thiếp đi như vậy Chỉ mấy ngày ngắn ngủi vui vẻ rạng rỡ Cô cũng béo lên một chút Gò má gầy cuối cùng cũng có thêm chút thịt Mặc dù đợi không được kỳ trà thần Nhưng biết hắn mỗi đêm cũng đến thăm cô Bảo vệ cô Cô đã cảm thấy rất vui vẻ Thậm chí cô trong mơ mơ màng màng Còn cảm thấy có người kéo chăn cho mình Kéo giãn mi tâm cho cô Kỳ trà thần đối với cô thật tốt quá, về sau cô phải trả lại gấp bội, tăng gấp bội tốt với hắn mới được. Dương Lưu Vân gión rén đi vào phòng của kỳ trà thần, từ trong khe cửa có thể nhìn thấy ánh đèn hơi sáng, chỉ mấy phút ngắn ngủi ánh đèn dập tắt, cả phòng cũng chỉ vào yên tĩnh, thần nên đi ngủ. Dương Lưu Vân lúc này mới an tâm trở về phòng của mình, cần cứ quan sát mấy ngày nay của à ban ngày thần phải đi công ty xử lý mọi việc, buổi tối cũng không ra ngoài, cũng mấy ngày nay hắn không đi thăm Ninh Tự Thủy rồi Thay nhặt tờ giấy trên bàn trang điểm Chữ viết cường trắng mạnh mẽ Nếp uốn trên tờ giấy Nhớ lại địa chỉ trên tờ giấy một lần nữa Lấy một chiếc bật lửa ra Tờ giấy bốc cháy lên Khói lửa mù mịt Ánh lửa chiếu sáng mặt ả à, Âm lánh mà hờ hững Cuối cùng hóa thành một đám cho bụi rơi trên mặt đất Gió từ cửa sổ thổi tới Tàn thành mây khói Tất cả bình tĩnh lại Dương Lưu Vân từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác đỏ chót ả à thích nhất đeo khăn quàng cổ đeo vội bao tay đi ra ngoài vừa đi đến cửa dừng bước lại quay trở lại bàn trang điểm lấy bên trong hai thứ nữa một mực đặt trong túi sách còn giữ lại một chiếc nhẫn nhẹ nhàng chậm rãi đeo lên ngón áp út khóe miệng cong lên một đường trong mắt dịu dàng vô cùng say mê vô cùng giống như trong nháy mắt đó là thần quỳ một chân xuống vì ả, đeo lên cái nhẫn cưới này ngón tay say mê vớt về chiếc nhẫn hít sau một hơi kéo lên toàn bộ dũng khí ra khỏi cửa phòng ả à không có sai chỉ là vì bảo vệ hạnh phúc của ả à mà thôi mặc dù vẫn không đợi được kỳ trà thần nhưng ninh tự thủy kiên trì tin tưởng hắn thật sự có tới có quan tâm cô chỉ là cô vô dụng sau khi mang thai đứa bé càng ngày càng trở nên lười càng ngày càng thích ngủ mà thôi ninh tự thủy nằm trên giường tay sờ soạn bụng nhô ra khóe miệng kiều diếm nụ cười hạnh phúc cõi lòng để mong đợi nói con à cha thật rất bận mỗi ngày có rất nhiều việc cần hoàn thành cho nên mới phải tới trễ như vậy con không thể trách cha muốn trách chỉ có thể trách mẹ vô dụng con à tối nay chúng ta nhất định sẽ đợi được cha mẹ hiện tại tinh thần rất tốt tuyệt không muốn ngủ con cũng không được ngủ trước đó nha thời gian từng giây từng phút trôi qua đinh tự thùy an tĩnh nằm thậm chí lật người cũng không dám chờ đợi có chút nóng này tại sao hắn còn không có tới tối nay hắn không tới sao sẽ không Kỳ cha thần nhất định sẽ tới đây Coi như tối nay không đến Tối mai cũng sẽ tới Lúc này cửa bị nhẹ nhàng mở ra một chút Một bóng dáng gầy nhỏ đi trên hành lang đèn chiếu vào Tạo thành một chiếc bóng đổ dài xuống Dương Lưu Vân đặt chân ở cửa ra vào Rơi vào ánh mắt trên chiếc bụng nhô ra kia Còn có nụ cười hạnh phúc trên mặt cô Tay gắt gào nắm vào Một cỗ oán hận không ngừng sinh ra trong lòng ả Chịu thương tổn lớn như vậy Cô vẫn khôi phục lại Vẫn cho là thần đối với cô đã chết tâm lại không nghĩ rằng đem cô giấu đi Ninh tự thủy ánh mắt mong đợi thật sâu chợt nhói Cái loại mong đợi đó là ánh mắt đẹp nhất của thiếu nữ tràn đầy hy vọng Giọng nói ấy sao dịu dàng Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người ả à nhàn nhạt, nhạt, Giống như rát cho ả à lên một tầng vầng sáng Như thế nhu tình cùng yên tĩnh Chuyện cho tới bây giờ Ả à vẫn không chết tâm với thần Cắn chặt môi dưới Cảm giác đau đớn khắc chế sự vọng động của mình Mới không có nhất thời vọt lên Ả à không thể kích động Không thể đi sai một bước nếu không à sẽ vĩnh viễn mất đi thần ninh tự thủy nhìn chuông đầu giường thời gian cũng không sớm liền tắt đèn trong bóng tối gõi lòng để mong đợi tối nay có thể đợi được kỳ cha thần có thể để cho đứa bé nhìn thấy cha chợt cửa nhẹ nhàng bị mở ra bóng đen lặng lẽ đi vào ninh tự thủy tâm tính kích động đang không ngừng thăng hoa hắn thật tới kỳ cha thần thật tới hắn đến thăm cô và đứa bé hắn không có thực sự vứt bỏ cô cùng đứa bé những chuyện trước kia hắn làm cũng không phải thật tâm gây nên Nếu không sẽ không cứu cô trong tuyết Còn tìm người đến chăm sóc mình Hắn còn quan tâm cô Không thể chờ đợi thêm nữa Ninh tự thủy nhanh chóng mở đèn ngủ ra Lập tức ngồi dậy Vui bừng 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 hưng phấn nói Em biết ngay anh vẫn quan tâm em Rất quan tâm kìa cha thân Bóng xá đột nhiên bị ánh đèn chiếu vào Trở nên tay chân lúng cuống Mắt né tránh tự trách Mâu thuẫn nhìn Ninh tự thủy Do sự không tiến đến Ninh tự thùy nhìn chăm chú thấy rõ người tới trào nháy mắt về mặt tái nhợt rất khó chịu Mất mát như đưa đám tội lầm bẩm Thế nào lại là cô Hắn đâu Hắn tại sao không có tới Hắn Dương Lưu Vân nắm thật chặt ví xa Biết rõ trong miệng cô hắn chính là kỳ tra thân Nhưng vẫn là bộ như cái gì cũng không biết Về mặt mờ mịt hỏi Hắn là ai Tự thùy có phải cô hiểu lầm cái gì không Ninh tự thùy nằm trên giường muốn quận người vào gối nhưng ý thức bụng mình lớn không thể làm được đối với sự xuất hiện của Dương Lưu Vân rất lạnh nhạt tại sao cô tới nơi này Dương Lưu Vân đi tới trước mặt cô ánh mắt trần trừ nhìn cô chậm chạp không chịu mở miệng muốn nói lại thôi giống như bị cái gì đó làm khó Ninh tự thủy nghiêng đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm à hỏi là kỳ trà thần cho cô đến đây hắn tại sao phải để cô tới trừ kỳ trà thần cô không nghĩ ra bất kỳ lý do khác có thể để cho Dương Lưu Vân nửa đêm canh ma chạy đến bệnh viện tới thăm mình nhưng tại sao hóa lại để cho ả tới mà bản thân lại không tới dưới ánh đèn lờ mờ khiến nụ cười trên mặt Dương Lưu Vân có chút không được tự nhiên, mím môi nói tôi biết rõ có thể cô không thích tôi, không muốn gặp tôi nhưng ngày đó tôi nhìn thấy cô bị thương nặng ra sao tôi sợ cô sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên đi theo sau cô gặp cô hôn mê ở trong đống tuyết liền đem cô đưa đến bệnh viện Tôi rất lo lắng thân thể của cô Rất muốn tự mình chăm sóc cô Nhưng sợ bị thần biết Sợ hắn gây bất lợi cho cô Tôi vạn mất đắc dĩ Mới mỗi đêm khuya chạy tới thăm cô Ninh tự thủy chấn động trong lòng Ánh mắt lạnh đi vài phần Cô không tin lời nói của Dương Lưu Vân Không phải, người kia không phải Dương Lưu Vân Mỗi ngày đến bệnh viện thăm mình Cũng sẽ không phải là Dương Lưu Vân Cô có thể cảm thấy rõ ràng Hơi thở quen thuộc là kỳ cha thần là người đàn ông sống cùng cô 3 năm, là chồng yêu của cô, kỳ cha thân, không phải Dương Lưu Vân, ả à ta nhất định nói láo. Dương Lưu Vân về mặt ấy náy mấy phần không đành lòng, than thở thật sâu, tay đưa ra trước, bắt được bàn tay của Ninh Tư Thủy, miệng vẫn lo lắng nói. Tư Thủy, chúng tôi nợ cô quá nhiều, tôi không biết thần lại có thể làm ra những chuyện không lý trí như vậy, bởi vì một câu nói của tôi khiến cô bị tổn thương. Tôi biết sự thật này sẽ khiến cô khó có thể tiếp nhận được. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không muốn giấu giếm cô nữa. Tôi vốn tên là Dương Lưu Niên. Lúc nhỏ, tôi còn thuận miệng nói qua về sau nếu sinh con gái, nhất định phải gọi là tự thủy. Nhưng sau lại bởi vì thấy bói nói, tôi không thích hợp với tên này, liền đổi thành vân. Sau đó tôi bị thương, khiến thần sợ hãi. Hắn không muốn tôi bị thương nữa, mới đưa tôi ra nước ngoài. Có thể bởi vì điều này, khi hắn lần đầu đến gặp cô mới động lòng chắc ẩn nhưng tôi thề tôi thực sự không muốn dành hắn với cô tôi cầu xin thần để cho cô về nhà nhưng thần nói đứa nhỏ trong bụng cô không phải cô hắn hắn sẽ không lưu lại phụ nữ phản bội mình ninh tự thủy lạnh nhạt nghe ả à kể mặc dù theo lời ả à, cô cũng có nghĩ qua nhưng lại không thay đổi vẫn tin tưởng hắn sẽ không nói những lời như vậy với cô kỳ trà thần chỉ là hiểu lầm cô mới có thể làm ra những thứ kia nghĩ một đằng nói một nẻo bởi vì hắn quá thức giận. Trên gương mặt có biến hóa, Dương Lưu Vân thấy vẻ mặt như cũ không thay đổi của cô, hình như không tin lời ả nói, đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại, đôi tay nắm thật chặt, móng tay gần như làm rách bề mặt ví ra lưu lại dấu vết dữ tợn. Tự thủy, tôi biết rõ những chuyện này cô khó mà tin được, nhưng cô phải biết, thần đã nhận định đứa bé trong bụng cô không phải cô hắn, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Hắn mặc kệ cô sẽ ra chuyện gì cũng không nhìn tới cô xảy ra chuyện nằm ở trên đống tuyết hắn cũng không quản như thế nào sẽ đi quan tâm cô tôi hôm qua mới nghe lén anh Diệp yêu cùng thần nói chuyện thì ra là thần luôn biết cô ở đâu hắn thả tinh phiến trong bụng của cô dù cô có đang ở đâu đi chăng nữa hắn đều biết thời gian dài như vậy hắn không xuất hiện là đợi cô sinh đứa bé hắn nói hắn muốn tự tay giết chết đứa bé trong bụng cô hắn muốn tự tay giết chết đứa bé một câu nói dễ dàng đâm thủng cô kỳ cha thần nói hắn sẽ tự tay giết đứa bé này hắn nói vậy mấy ngày nay hắn thật không có tới sao hắn thật đối với cô một chút quan tâm cũng không có sao dương lưu vân thấy vẻ mặt của cô bắt đầu có chút biến hóa nắm thật chặt tay ánh mắt ân cần lộ ra lo lắng chân thành tự thủy tôi thật sự rất lo lắng thần sẽ tổn thương đến cô hắn là người nói được thì làm được hắn thật sự một gây bất lợi cho cô thậm chí bác sĩ hoàng cũng bị hắn thu mua tôi đã hết cách để bảo vệ cô rồi tự thủy cô không thể ở lại nơi này cô sẽ xảy ra chuyện sẽ không ninh tự thủy lớn tiếng ngắt lời à, ánh mắt đã bắt đầu hoảng loạn hạnh phúc không còn tối thăm mờ mịt lắc đầu ngón tay nếm thật chặt lấy ga giường đầu ngón tay dùng sức trắng bệch kỳ cha thần không làm chuyện này cô lừa tôi nhất định là cô đang lừa gạt tôi tôi không tin Mỗi lời cô nói, mỗi một câu tôi đều không tin tưởng. Đau lòng lan tràn, hốc mắt tràn ra thứ gì đó rất đau, liều mạng thuyết phục mình sẽ không phải như vậy. Cô còn chưa tin lời của tôi sao? Giờ lưu văn mắt đang dị thở dài, chậm rãi từ trong bao da, lấy ra một vật nhộn nhạo ở trước mặt của cô. Vật này dù sao cũng không lừa cô đi, nếu như không phải là tôi cho người cứu cô, sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay tôi? Ninh tự thủy ngây ngần cả người, nhìn sợi dây chuyền trong tay à đó là sợi dây trước khi hôn mê cô đã nắm thật chặt trong tay dương lưu vân cầm trong tay thật sự là dương lưu vân cứu cô mấy ngày nay cũng đều là dương lưu vân lén đến thăm cô chính là cô đều luôn hiểu lầm cho là kỳ cha thần cứu cô cho rằng hắn còn quan tâm cô còn để ý cô không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô là bởi vì hắn sĩ diện hắn cao ngạo không cúi đầu mới dùng phương pháp này quan tâm cô thì ra là tất cả đều do cô tự lừa mình sao nước mắt kiềm nén không được từng giọt lớn từng giọt lớn rơi xuống lạnh lẽo là cô tự đa tình sao hắn từ trước đến giờ đều không để ý qua sống chết của cô sao hắn là đang chờ đứa bé ra đời tự tay giết chết đứa nhỏ sao thật xin lỗi tự thủy thật sự xin lỗi tôi biết những thứ này đều là do tôi làm hại nếu như ban đầu tôi không có nghe lời cô hắn ra nước ngoài nếu như mà tôi có thể trở về sớm một chút hắn cũng sẽ không đối với cô thật xin lỗi từ thủy tôi thật sự vô cùng xin lỗi tôi chỉ muốn bồi thường cho cô một chút gì đó cô đừng quá khổ sở tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên thần để hắn không làm tổn thương cô nữa vẻ mặt dơ lưu vân ái náy chậm rãi cúi đầu ăn nói khép nét giọng nói giống như là cầu xin ninh tự thủy tha thứ ánh mắt trột dạ không dám nhìn tới ninh tự thủy vẫn rơi vào trên giường đơn khóe miệng khẽ nhếch lên một chút hoàn hảo trước khi à đến đây đã xin dạy dây chuyền trong tay đường diệt nghiêu nếu không cũng không thể khiến ninh tự thủy tin tưởng thật sự là à cứu cô chỉ cần khiến ninh tự thủy tin tưởng người cứu cô không phải là kỳ cha thân như vậy chuyện còn lại à cũng sẽ tin tưởng mình làm được tôi không tin tôi không tin kỳ cha thân đối với tôi như vậy tôi không tin ninh tự thủy khổ sở ôm đầu của mình nước mắt lã chã rớt xuống môi dưới bị cắn tới bật máu Dương Lưu Vân nhẹ giọng thở dài Mới đang dị nói Thật xin lỗi Tôi cũng không muốn khiến cho cô khổ sở như vậy Nhưng tôi thật sự Chính là quá lo lắng Thần gây bất lợi cho cô Tình cảnh bây giờ của cô và đứa bé quá nguy hiểm Gian phòng hình như quá nóng rồi Dương Lưu Vân tùy ý kéo khăn quàng cổ của mình ra Trên cổ điểm đỏ ứng thật sâu Khiến Đinh Tử Thủy đau nhói Đó là vết hôn Rõ ràng là vết hôn Còn có chiếc nhẫn trên ngón vô xanh của Dương Lưu Vân là chiếc á đeo trên cổ hôm nay lại đổi trên ngón tay vô xanh phía trên còn khắc lưu vân chúng ta thích hắn không phải đối với tôi như vậy tôi không tin tôi muốn tìm hắn hỏi rõ ràng tôi không tin ninh tự thủy giống như nổi điên chạy ra ngoài hoảng hốt liền áo khoác cũng không mặc giày cũng không mang vừa vặn giẫm chân lên mặt đất băng lãnh đau thấu xương từng bước chân nước mắt mơ hồ rơi xuống nỗi đau bên ngoài không bằng nỗi đau trong lòng cô dương lưu vân nói láo không phải thật đứng ngoài cửa nhìn dương lưu vân thấy vẻ mặt đau đớn của cô khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt đứng ở cuối hành lang nhìn cô chân không mỏng manh mà nhếch nhác chạy trong đống tuyết nhẹ nhàng mờ miệng nín tự thủy cô đừng trách tôi trách chỉ có thể trách cô không nên chiếm đoạt lòng của thần không nên để cho hắn do dự không rớt cô đã không mang lại cho thần hạnh phúc vậy thì hoàn toàn biến mất trước thế giới của hắn đi hạnh phúc của hắn gió tối vụ trách xoay người khăn quàng cổ tung bay trong gió bóng dáng nhỏ rời đi đêm khuya bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có vài chiếc đèn đường chiếu sáng nhàn nhạt, nhạt lại bắt đầu rơi tuyết điều sái mà rơi trên người cô thân thể lạnh rôn nước mắt một mực chảy xuống những dấu chân sau lưng đều là vết máu hiện lên giữa đám tuyết thật là bắt mắt ninh tự thủy cô nén đau từng bước từng bước hướng cổng bệnh viện mà đi đôi tay trở nên đỏ bừng, thân thể đã lạnh, không ngừng đang phát xôn, nhưng trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Không phải thật, kỳ cha thần, anh nói cho tôi biết không phải thật, anh chính là quan tâm tôi. Thật là đau, cổ họng rất khó chịu, giống như bị lửa đốt, tim bị áp bức đi không thở nổi, mỗi chỗ cô đi qua, máu chảy không ngừng cùng nước mắt tuôn rơi. Dưới chân đau không còn hơi sức, đặt mông trên mặt tuyết mềm, Ninh tự thủy theo bản năng che lấy bụng của mình, nước mắt lăn trào ra càng thêm mãnh liệt, nghẹn ngào. Con à, cha không phải đối với mẹ như vậy. Hắn chỉ là tức giận nói nhảm. Hắn không có cùng Dương Lưu Vân ở chung một chỗ. Hắn không có, không quan tâm chúng ta. Không để nén xuống nữa, tiếng hét thê lương phá tan đêm khuya tĩnh lặng. Đôi tay không ngừng vỗ lên nền tuyết, bị dị vật cứa đứt ngón tay, chảy máu cũng không để ý. Toàn bộ thế giới không trọn vẹn, kém xa tưởng tượng trong lòng cô. Tôi để nghĩ như thế nào đây? Trong lòng của anh có vị trí cho tôi không? Tôi nên nghĩ thế nào đây? Anh đối tốt với tôi rốt cuộc bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Không biết hơi sức cùng dũng khí từ đâu tới, Ninh Tử Thủy lần nước bò dậy, vết thương ở chân đã bị làm cho lạnh lẽo tới thần kinh, không có cảm giác đau. Khập khánh đi ra khỏi cửa chính bệnh viện, chậm rãi đi lại ở trên đường. Kỳ cha thần em rất nhớ anh. Kỳ cha thần anh ôm em một cái được không? Mờ mịt luống cuống đứng ngã tư đường, mỗi hướng đều xa xôi không thể chạm tới, xa tới không nhìn thấy điểm cuối. Dưới đèn đường, những bông tuyết đẹp đẽ kia như những tinh linh vui sướng nhảy múa trong đêm. Đình tự thủy giang hai tay để những bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay mình, từ từ hòa tan thành giọt nước nhỏ, từng giọt nước mắt lớn từ khóe mắt cô rơi xuống, xẹt qua khóe môi đau đớn không tả. Lần nữa muốn cất bước, nhưng không còn hơi sức để đi tiếp nữa rồi bởi vì cô ở nơi nào kỳ cha thần cũng biết dựa vào trụ đèn đồ lạnh lẽo chậm rãi ngồi dưới đất giống như là sắp chết tiếng nước nở giống như động vật nhỏ bị thương mặc dù rất nhỏ cũng không quá đau thương giống như từng tế bào trong thân thể đều đau đớn khóc thút thít kỳ cha thần anh đang ở nơi đâu anh nói cho em biết có được không tất cả đều không phải thật Kỳ trà thần Anh không muốn giết chết em cùng đứa nhỏ Anh thật không muốn tổn thương em Khuôn mặt khổ sở Vui vào lòng bàn tay Nước mắt theo khe hở chảy xuống Mặc dù hành động trước kia của kỳ trà thần rất ác liệt Nhưng chưa bao giờ chân chính tổn thương cô Mỗi lần cô có chuyện Hắn đều kêu thuộc Vũ Hiên tới Trong thời gian ngắn nhất Cô tin tưởng hắn không thật tâm muốn tổn thương cô Hắn không có Nếu như nói sự việc trong thư phòng kia Là ngoài ý muốn Cô có thể tha thứ nhưng sự xuất hiện của Dương Lưu Vân hôm nay đối với cô mà nói thật sự là đã kích trí mạng. Không phải kỳ cha thân mà là Dương Lưu Vân. Vết hôn trên cổ à, chiếc nhẫn ở ngón áp út đánh thẳng cô vào địa ngục. Tất cả đều là từ cô đa tình. Ninh tự thủy, rốt cuộc cô có cần hai chân không? Sao lại tùy hứng như vậy? Giọng trầm thấp tràn đầy tức giận từ đỉnh đầu truyền đến. Ninh tự thủy ngẩng đầu ánh mắt lóe lên nhìn bác sĩ Hoàng đi tới. Ninh tự thủy vô tình gạt tay hắn ra Không cho phép hắn tới gần cô Bác sĩ Hoàng thấy biết nước mắt sàn ruộng Hốc mắt sưng đỏ Mà vai khẽ run Không biết cô ngây người trong đống tuyết bao lâu Cũng không biết cô còn có thể kiên trì bao lâu Cứ tiếp tục như vậy Đứa nhỏ nhất định không ổn Nhưng kinh ngạc nhất là về mặt của cô Nhìn hắn giống như đã đang nhìn một người xa lạ Tự thủy cô làm sao vậy Ninh tự thủy lần nữa gạt tay hắn ra ngẩng đầu ánh mắt lại lẽo nhìn hắn Mở miệng hỏi Tôi hỏi anh Có phải anh nhận tiền của kỳ cha thân Bác sĩ Hoàng tối sầm mặt lại Đáy mắt hiện lên một tia anh ấy Hắn có nhận tiền của kỳ tiên sinh Nhưng nếu như hắn không nhận Kỳ tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người nhà của hắn Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ Ninh tự thủy quay mặt sang một bên Nước mắt lần nữa rơi xuống Tâm trạng quá đau khổ Thật sự rất đau Thì ra là Dương Lưu Vân nói đều là thật À không có lừa gạt cô Tại sao Ninh tự thủy khổ sở gầm lên Nhìn thần thái trầm mặc không nói cổ hắn Không khỏi thấy mình buồn cười Còn cần hỏi nữa sao Chim chết vì mồi Người chết vì tiền Cái thế giới này con người có thể vượt qua được mọi thứ Duy chỉ có tiền là không qua nổi Là cô quá ngu Quá đần, quá si ngốc Lại cho rằng thế giới này vẫn còn có người tốt Sẽ không có Sẽ không bao giờ có nữa Tự thủy Tôi biết dù có giải thích thì cô cũng không tin Cô tức giận có thể mắng tôi Đánh tôi Nhưng đừng tự tổn thương thân thể mình được không Cô không suy nghĩ cho mình Cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ chứ Ánh mắt vô cùng chân thành của bác sĩ Hoàng Chẳng đầy lo lắng Mặc dù hắn cầm tiền của kỹ tiên sinh Nhưng sự chăm sóc mấy ngày nay đối với Ninh Tự Thủy Quan tâm, tình cảm Đều không phải là giả Ninh Tự Thủy lắc đầu Ánh mắt cũng không chứa bất kỳ một tia tin tưởng nào nữa Lạnh lùng nhìn hắn Nâng mắt hay còn dính vết máu lau khô nước mắt Nhếch miệng nở nụ cười tự diễu sự ngu dại khẽ cười Tôi nghĩ rằng Mình đã chết trong đống tuyết này rồi Không ngờ vẫn còn có thể sống sót Là các người chăm sóc tôi Để tôi tin rằng Trên thế giới này Vẫn còn có người tốt Để cho tôi tin rằng Thế giới này vẫn còn tốt đẹp Nhưng tại sao Tại sao các người đối xử với tôi như vậy Tại sao lại nhận tiền của kỳ cha thân Mỗi ngày xem tôi giống như một kẻ ngốc Nhất định rất thú vị phải không không phải vậy Tự thủy cô hãy nghe tôi nói Trong lòng bác sĩ Hoàng vô cùng bứt rứt Ông trời hắn rớt cuộc đã làm cái gì thế này Đem một con người thiện lương Tổn thương thành như vậy Có phải kỳ trà thần muốn Khi tôi sinh anh thông báo cho hắn Ninh tự thủy ngắt lời hắn Bác sĩ Hoàng cắn môi về mặt mâu thuẫn mà phức tạp Không biết nên làm gì nói gì Thái độ của kỳ tiên sinh làm hắn đoán không xa Nếu như nói kỳ tiên sinh quan tâm Ninh tự thủy lại chỉ bỏ lại một câu đứa bé ra đời phải là sống kỳ tiên sinh chưa bao giờ hỏi han đến cô càng không quan tâm tới vết thương ở hai chân cô hắn trầm mặc đến đinh tự thủy biết đáp án ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm bông tuyết bay phấp phới nụ cười nàn lòng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve bụng cảm thấy một trận nhói đau chán ướt đẫm mồ hôi nếu như đứa bé sinh ra được nhất định sẽ bị hắn hại chết tôi tình nguyện để đứa bé chết trong bụng tôi ninh tự thủy cắn môi về mặt quên cường nước mắt quanh quần ở trong góc mắt cũng giấc của không chịu được rời xuống cô giơ tay lên khiến hắn kinh ngạc hùng hăng đánh lên bụng mình đừng không nên như vậy ninh tự thủy thật xin lỗi Bạn cầu cô đừng như vậy bác sĩ hoàng bất chấp những thứ khác bắt được tay của cô cầu khẩn không nên làm như vậy không nên tàn nhẫn với chính mình đối với đứa bé đối với tôi thật là đau bụng thật là đau con à mẹ thật không muốn làm như vậy nhưng mẹ phải như thế nào mới có thể bảo vệ con nếu như đứa nhỏ chết ở trong bụng cô có lẽ cô còn có thể lừa gạt mình kỳ cha thần không có giết đứa nhỏ con à có trách thì trách mẹ là mẹ vô dụng là mẹ nợ con ninh tự thủy ninh tự thủy bác sĩ hoàng ôm thân thể cô nằm trên mặt đất cúi đầu thấy chất lỏng khác thường từ hai chân cô chảy ra không khỏi nhíu mày chất lỏng đỏ tươi ướt đẫm quần áo cô tạo thành một mảng lớn giữa đống tuyết giống như đó hoa mai nở rộ giữa đêm đông ninh tự thủy đau đến ngất đi bàn tay gắt gao níu lấy quần áo của hắn mở miệng nhiều lần cũng không kêu lên một tiếng cô muốn nói gì hốc mắt ửng hồng cúi đầu lỗ tai dán vào bên môi cô dấu cô nghe được tiếng khẩn cầu gần như không tiếng động của cô cứu đứa bé ninh tự thủy cô cố gắng chống đỡ tôi nhất định sẽ cứu cô cũng nhất định sẽ cứu đứa bé Bác sĩ Hoàng Trần Vật bế cô từ trong đống tuyết lên, thân thể gầy nhỏ lẹ lẽo cũng bắt đầu cứng ngắc, chờ mắt nhìn Ninh Tự Thủy nhắm hai mắt lại, hai tay buông thõng xuống. Ninh Tự Thủy chống đó, cô nhất định phải cố gắng. Có lẽ cả đời hắn cũng không thể quên được mùa đông của năm nay, hắn ôm một người phụ nữ có thai chạy như điên, cả người cô máu đầm đìa, vết thương khắp người, đau lòng tuyệt vọng. Cái mùa đông này lạnh lẽo làm cho người ta tuyệt vọng. Đem Ninh Tự Thủy đặt ở trên giường bệnh, dặn người lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật cô sinh non, đứa bé có thể sống hay không? Cô có thể sống hay không? Vẫn là một ẩn số. Cô y tá sợ hãi mặt trắng bệch trước khi hắn bước vào phòng phẫu thuật thận trọng hỏi Cô, cô ấy muốn sinh, có muốn thông báo cho kỳ tiên sinh hay không? Bác sĩ Hoàng dừng bước sau khi do dự mấy giây cuối cùng cũng nặng nề gật đầu Ninh tự thủy, thật xin lỗi tôi không thể không làm như vậy Ninh tự thủy tỉnh một chút, tỉnh một chút Tiếng kêu của bác sĩ Hoàng cũng không làm cô tỉnh dậy bác sĩ dĩ chỉ hung hăng đặt mấy cái bàn tay lên mặt cô giữa hỗn loạn cảm thấy mặt mình nóng bừng bụng đau đớn kỳ liệt cả người đều toát mồ hôi lạnh mở mắt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bác sĩ hoàng đang chuyển thành mừng rỡ lông mi rôn dày chân mày nhíu chặt yếu ớt thở dốc miệng há mở chậm rãi phun ra hai tiếng đứa nhỏ bác sĩ hoàng nắm tay cô thật chặt thỉnh cầu cô nói nên tự thủy đừng buông tha cô cũng phải cứu đứa bé một mình tôi không thể làm được Cô với tôi phải cùng nhau cố gắng Có được hay không Cùng nhau cố gắng vì đứa bé Chợt hiểu nước mắt từ từ lan xuống Ánh mắt chân thành của bác sĩ Hoàng Lo lắng không phải giả Cũng không phải diễn trò Trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua Còn có người so với cô còn kiên trì hơn Còn quan tâm đứa nhỏ này Vậy sao cô có thể buông tha Để nén đồng ý chậm rãi gật đầu Cảm ơn Bác sĩ Hoàng nhìn thấy hy vọng trong mắt cô Khóe miệng nở nụ cười an tâm chỉ cần ninh tự thủy không buông tha vậy hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha hiện tại cô hãy nghe tôi nói nước ối đã vỡ hiện tại cô phải sinh non làm theo lời tôi hít sâu hít sâu một hơi một hơi nữa hơi thở hút khí ninh tự thủy bị đau đớn hành hạ tiếng nói bên tai cũng trở nên xa xôi và mơ hồ có thể tưởng tượng tới đứa nhỏ vô tội trong bụng cô tiền chỉ lâu như vậy tại sao có thể dễ dàng buông tha dù cô chết đi rồi cô cũng không thể buông tha hít sâu thở ra hít sâu, lặp lại như thế nhiều lần, hình như đau đớn cũng bớt đi chút ít. Cô phải giữ vững thể lực, bây giờ chưa thấy bước ngoặt cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn cô từng bước một, cô chỉ cần theo lời tôi nói mà làm, người cô và đứa nhỏ sẽ không có chuyện. Bác sĩ Hoàng chắc chắn, cố chấn định cô, nhưng trong lòng vẫn có chút bàng hoàng, hắn không thể xác định, Ninh tự thủy yếu ớt như vậy, liệu có chống đỡ được không? Dù sao thân thể của cô so với những người phụ nữ có thai bình thường, yếu hơn rất nhiều khi sinh non cũng nguy hiểm hơn gấp mỗi lần so với những người phụ nữ khác. Hai thanh ninh thiện thủy lặng lẽ níu chặt lấy hai bên giường, mỗi lần đau lại đau đớn hơn lần trước. Một lần đau như muốn chết đi, đau đớn tới mức cô muốn buông tha. Không được, ninh tự thủy, mày không thể buông tha, mày phải sinh con ra mới được. Đây là chứng cứ duy nhất, chứng minh mày trong sạch, cho dù phải dùng tính mạng để bảo vệ bảo bối, cũng tuyệt không thể buông trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cô cùng kỳ cha thân gặp gỡ hồi tưởng quãng thời gian hai người ở chung bình yên như vậy lại ấm áp an tĩnh ánh mặt trời giữa trưa chiều chiếu lên hai người họ phủ một tầng sáng giống như hào quang ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên hai người họ bao phủ một tầng sáng giống như hào quang kỳ cha thân em thật là đau anh có biết không em thực sự rất đau đau không chỉ là thân thể mà còn có tâm anh đang ở đâu Tại sao không đến thăm em Tại sao không nói cho em đây Tất cả đều là giả Anh có nghĩ qua như vậy Quá tàn nhẫn với em không ơ à! Tiếng kêu tê tâm liệt phế Xé rách màn đêm tĩnh lặng Chuyển động thê lương Tiếng lòng của cô tựa say cung Giống như một dây kế tiếp Tiếng kêu kia sẽ biến mất Người cũng sẽ chết đi Kỳ trà thần em rất đau Nước mắt đình thự thủy chảy ra càng ngày càng nhiều càng thương sẽ càng nhớ đến hắn nếu như hắn có thể ở bên cạnh cô nếu như cô không có bốc đồng rời đi nếu như bây giờ bọn họ vẫn ở cùng nhau đau như vậy có thể giảm đi chút ít hay không thợ thủy chịu đựng cô không thể buông tha cố gắng lên bác sĩ hoàng cảm thấy ninh tự thủy đã không còn chịu nổi nữa nhưng đứa nhỏ chưa đi xa cô không thể buông tha ơ à, thật là đau kỳ cha thần em thật là đau ơ à, mẹ mẹ Ninh tự thủy khổ sở gào thét Quần áo đã bị khô lại ướt Ướt rồi lại khô Cứ như vậy trong lòng cô vô cùng nhớ mẹ Thì ra mẹ sinh ra cô Cũng không dễ dàng quá đau khổ Đây là hình phạt quá tàn nhẫn Quá khổ sở Phụ nữ sinh con đúng là dạo chơi quỷ môn quan một chuyến Những lời này một chút cũng không sai Cô gần như cảm thấy mình sắp chết Nhưng thân thể đau đớn Đang nhắc nhở cô Cô còn chưa chết Không có chết Không thể chết được Cứu tôi thật là đau khổ sở cầu khẩn vùng vẫy dãy sụa trên trán bác sĩ hoàng đầy mồ hôi mặt ủ mày trâu một chút biện pháp cũng không có đối mặt với khẩn cầu của ninh Tư thủy lần đầu tiên cảm giác mình là một bác sĩ vô dụng không cách nào giảm bớt đau đớn của cô không được đầu của đứa bé bị cuốn rốn quấn lấy từ nay đến giờ không ra được tiếp tục như vậy người mẹ cùng đứa trẻ cũng sẽ chết trong phút chốc không khí nặng nề bao trùm cả phòng phẫu thuật bên ngoài phòng phẫu thuật một bóng sáng cao gầy chiếu một cái bóng vàng vọt trên hành lang vẻ mặt hờ hững ánh mắt sắc bén căng thẳng lạnh lùng cũng như bình thường cũng không khác thường bên thai nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế sau cánh cửa kia đáy mắt không có nửa điểm dao động đường dịch nhiều đứng ở bên cạnh hắn vẫn nhìn chăm chú và biến hóa trên khuôn mặt hắn bất đắc sĩ hắn không có nửa điểm phản ứng thật giống như người bên trong sống chết cũng không liên quan gì tới hắn cửa phòng phẫu thuật được mở ra bác sĩ hoàng bước nhanh tới tháo khẩu trang xuống Ánh mắt gội vàng nhìn thẳng hắn Giống như nhìn thấy hy vọng Kỳ tiên sinh, tình huống của Ninh Tiểu Thư hiện giờ rất nguy hiểm Đầu của đứa bé bị cuốn xuống cuốn lấy Không có biện pháp lấy ra ngoài Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả mẹ và con đều chết Về mặt kỳ trà thần Vẫn nhàn nhạt, nhạt, như cũ còn mắt hiếp lại khẽ nhìn bác sĩ Hoàng Không nói một lời, chỉ chờ hắn nói tiếp Làm sao để có biện pháp bảo vệ Hiện tại chỉ có một biện pháp Chính là làm phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra Nhưng cô ấy vốn sinh non thân thể yếu ớt lại ra máu không ngừng làm phẫu thuật chỉ có thể cứu được đứa bé cô ấy có thể chết ánh mắt bác sĩ hoàng có chút cầu khẩn nhìn hắn chờ đáp án của hắn hy vọng hy vọng hắn có thể nhân từ một chút dù là chỉ có một chút cô có thể sẽ chết những lời này không ngừng vang vọng bên tai lồng mi của kỳ trà thần khẽ rút nhẹ môi mỏng vô tình bắn ra bà chữ bảo vệ đứa bé cả thân thể giống như là bị xét đánh trúng Bác sĩ Hoàng không khỏi lưu về phía sau một bước. Ánh mắt không thể tin nhìn hắn khẩn cầu. Kỳ tiên sinh! Nói cho cô ta biết nếu chết, nghiệt trùng này ngay cả cho cốt cũng không còn. Tiếng nói lạnh léo như từ địa ngục tới. Vô tình, tàn khốc, không nhân tính. Đây mới là diện mạo vốn có của kỳ cha thân. Người phụ nữ nằm trong phòng phẫu thuật ôm nghiệt trùng. Hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Bác sĩ Hoàng như có đang muốn nói điều gì. Đừng diệt nhiều ra hiệu bằng mắt với hắn anh có muốn người nhà không? Bác sĩ Hoàng cắn môi, trần trừ mấy giây vô nghĩa rồi sai người về phòng bệnh. Trên thế giới này, tại sao lại có người tàn nhẫn như vậy? Người nằm trên giường là vợ hắn, còn là một cô gái thiện lương yếu ớt. Đường dịch nghiêu nghiêng đầu như gò má cổ hắn. Hôm nay, hắn lại một lần nữa lĩnh giáo lòng dạ độc ác của kỳ cha thần. Đối xử với người phụ nữ mình đã từng yêu, lại có thể tuyệt tình như vậy. Kỳ cha thần thật đáng sợ. Ninh tự thủy ngay cả hơi sức để thở cũng không có Khuôn ngược vào phòng Tầm mắt rơi vào trên người hắn Đứa bé, cứu đứa bé Bác sĩ Hoàng tâm loạn như ma Không biết nên làm thế nào cho phải Giờ phút này nếu đem lời ký tiên sinh nói cho cô biết Cô hoặc là điên mất Hoặc là chết Dù sao đi chăng nữa tình huống nào Hắn đều không muốn thấy Một tia sáng trở lóe lên trong đầu Nếu như có thể cứu Ninh tự thủy Vậy thì thử một chút đi Không cần lý hậu quả Bàn tay hắn nắm lấy tay cô Giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc nói Mình tự thủy, cô ấy chịu đựng Kỳ tiên sinh đang ở ngoài cửa Hắn để cho tôi nói cho cô biết Chỉ cần cô kiên trì, cô và đứa bé sinh ra bình an vô sự Hắn sẽ tha thứ cho cô Các người sẽ bắt đầu lại lần nữa Kỳ cha thân, ba chữ đơn giản Nhất thời liền khiến ý thức của cô tỉnh táo không ít Vốn ảm đạm bỗng dấy lên hy vọng Nắm lấy tay hắn kích động mà hỏi Hắn tới, hắn ở bên ngoài Bác sĩ Hoàng ánh mắt nháy nháy nhưng vẫn gật đầu Phải, hắn đang ở bên ngoài Hắn rất lo lắng cho cô Trên thực tế hắn cho tôi tiền Là để tôi chăm sóc tốt cho cô Hắn muốn biết thời gian cô sinh con Cũng phải lo lắng cho cô, cô hiểu lầm hắn Phải, thật sao Tiếng khàn khàn vang lên Sự khó thở gắng gượng chống cự bùng lên Nước mắt lần nữa lan xuống Anh không lừa tôi Ánh mắt bác sĩ Hoàng lần nữa thấp xuống Dùng lực thật lớn mới gật đầu Tôi không lừa cô Thực xin lỗi Ninh tự thủy dùng hết hơi sức Khóe miệng rốt cục nặn ra một nụ cười Nước mắt long lanh nói đứt quáng Tôi sẽ không buông tha Hiện tại cô cùng đứa bé rất nguy hiểm Tôi phải lập tức phẫu thuật cho cô Đối với cô có thể sẽ rất nguy hiểm Nhưng tôi đảm bảo với cô nhất định sẽ cứu đứa bé Cô có thể tin tưởng tôi không Thấy hy vọng trong mắt cô Là hắn biết điều mình làm không có lỗi Thì trả thần không quan tâm tới mạng sống của cô chỉ cần bản thân cô không buông tha Hắn nhất định có thể cứu cô Chỉ là ai cũng không nghĩ tới Kỳ trà thần nếu có thể cho cô sinh Cũng có thể để cho cô chết Ngày tức khắc Dặn dò người nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật Ánh mắt cuối cùng rơi ở khuôn mặt trắng bệch Như người chết của Ninh Tự Thủy Thầy cô đang cố gắng nói câu Cảm ơn Cảm ơn Hai chữ nặng nề để ở trong lòng hắn Bứt rứt không dám nhìn tới ánh mắt trong suốt của cô nữa Cứ nhiên hắn lại lừa cô lần thứ nhất Ninh tự thủy thật xin lỗi Chỉ vì tôi muốn cứu cô Chờ cô khỏe Nếu như phải giết tôi Tôi cũng cam lòng không oán trách Ngoài cửa Ánh mắt lãnh trên của kỳ trà thần Chăm chú nhìn lên đèn đó đang sáng Bên